Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, Trần Triệu Dương. Tập 6. Trần Triệu Dương, cậu nóng làm hay sao mà che mũi mãi thế? Hứa Mỹ Tình cười xảo trá. Trần Triệu Dương gật đầu một cách nghiêm túc, hơi nóng, tôi sắp chảy máu mũi rồi. Nhưng điều hòa chỉnh đến mức thấp nhất rồi, Hứa Mỹ Tình đắc ý cười nói, có cần tôi lấy nước cho cậu rửa mặt và bình tĩnh lại không? Không cần, không cần. Trần Triệu Dương lắc đầu nói, tôi xem xong rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương mới thở phào một hơi. Anh cảm thấy quá trình vừa rồi khiến người ta lưu luyến quá đi mất. Tuy rằng anh không để lộ ra, nhưng những tấm ảnh đó có thể sánh ngang với trang bìa của tạp chí đàn ông luôn rồi. Mà điều quan trọng nhất là Hứa Mỹ Tình mang nét đẹp tự nhiên, khí chất dạng người, khiến đàn ông không thể rời mắt khỏi những bức ảnh riêng tư ấy. Muốn nhìn thêm lần nữa không? Nhìn vẻ mặt này của Trần Triệu Dương, Hứa Mỹ Tình khá đắc ý. Bình thường cô ấy không bao giờ để ai xem những bức ảnh riêng tư ấy, nhưng bây giờ đưa cho Trần Triệu Dương xem và nhìn thấy vẻ mặt này của anh, trong lòng cô ấy cảm thấy đắc ý. Không cần. Trần Triệu Dương lách đầu nói, nhìn nữa thì tôi sợ sẽ chảy máu mũi mất, nhưng chị Mỹ Tình này, nếu chị không ngại thì có thể gửi cho tôi, đến tối tôi sẽ giúp trong chăn rồi từ từ ngắm. Đồ lưu manh, cậu đừng có mơ, Hứa Mỹ Tình gắt giọng. Muốn xem thì cậu xem luôn đi, kẻo sau này không còn cơ hội nữa đâu. Chậc chậc, nếu thế thì hơi đáng tiếc. Trần Triệu Dương lắc đầu, thở dài nói. Đáng tiếc gì cơ? Hứa Mỹ Tình cảm thấy bồn chồn. Vốn tôi còn muốn quan sát cẩn thận, chỉ ra những thiếu sót trong những bức ảnh này, tiếc là chị Mỹ Tình không cho tôi cơ hội đó, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Cậu cảm thấy những bức ảnh này chụp không đẹp à? Hứa Mỹ Tình nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương và hỏi. Nhưng người chụp những bức ảnh này là một nhiếp ảnh gia rất giỏi. Chị Mỹ Tình, nhiếp ảnh gia này là nữ đúng không? Trần Triệu Dương hỏi Hứa Mỹ Tình. Đương nhiên rồi. Những tấm ảnh này là những tấm mà chị tạo dáng đẹp nhất rồi đúng không? Vậy thì vẫn còn thiếu sót một chút. Trần Triệu Dương nói. Thiếu cái gì? Có thể chị vẫn chưa hiểu rõ tâm lý đàn ông, nếu để tôi chụp thì sẽ đẹp hơn đấy, Trần Triệu Dương nói một cách nghiêm túc. Cậu biết chụp ảnh à? Hứa Mỹ Tình hỏi. Đương nhiên rồi, Trần Triệu Dương khẳng định, những người họ Trần có hai kỹ năng bẩm sinh, một là sửa máy tính, hai là biết chụp ảnh. Chị Mỹ Tình, tôi có thể nói với chị rằng kỹ thuật chụp ảnh của tôi không thua kém bất cứ một nhiếp ảnh gia hàng đầu nào hết. Cậu nói bừa ấy chứ? Hứa Mỹ Tình thật sự không tin nổi. Chị không tin thì để lần sau có cơ hội, tôi sẽ chụp cho. Chị, nếu không thì chị gửi ảnh cho tôi. Để tôi từ từ quan sát. Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ ra thiếu sót của thợ chụp ảnh, để cô ấy chụp đẹp hơn cho chị. Trần Triệu Dương nghiêm túc nói, nói thật đấy, những bức ảnh này của chị vẫn thiếu chút gì đó, chị không cảm thấy thế sao? Có đôi khi tôi cũng thấy vậy, Hứa Mỹ Tình ngẫm nghĩ rồi nói. Thì đó, gửi cho tôi đi, gửi HD ấy, để tôi tìm ra nguyên nhân cho chị. Trần Triệu Dương cười nói, tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cho chị mà. Tôi hứa với chị là sẽ không làm gì khi xem ảnh hết. Hừ, cái đồ xấu xa, ai mà tin nổi cậu. Nhìn nụ cười của ai kia, Hứa Mỹ Tình mắng. Chị Mỹ Tình, chị không tin tôi thì tin ai đây? Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị. Kết nối với máy tính, Hứa Mỹ Tình không phản đối nên anh định làm ngay cho nóng. Cốc cốc, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Chị Mỹ Tình, có một văn bản cần chị ký tên. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Mỹ Tình lập tức rút điện thoại của Trần Triệu Dương ra. Cậu ra ngoài làm việc đi, tôi có việc rồi. Sau đó, cô ấy lập tức đẩy Trần Triệu Dương ra. Tiện thể mở cửa ra. Hứa Mỹ Tình nói. Nhưng mà... Trần Triệu Dương không cam lòng nói, thiếu một chút. Nhưng nhị gì hả, cậu không nghe tôi thì lần sau không có phần của cậu nữa đâu. Hứa Mỹ Tình lườm Trần Triệu Dương một cái. Có lần sau nữa hả? Cười cậu không nghe tôi thì không có gì hết, Trần Triệu Dương cười nói, tuân lệnh. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa chạy ra mở cửa, chị Mỹ Tình bảo cô vào. Trần Triệu Dương nhìn nữ đồng nghiệp ở ngoài, nói, vào đi. Nữ đồng nghiệp gật đầu rồi tò mò hỏi, Trần Triệu Dương, sao anh đi kiểu gì mà lại cúi người thế kia? Tôi đau bụng, Trần Triệu Dương trả lời rồi đi về phía nhà vệ sinh. Tới nhà vệ sinh, anh rửa mặt để mình bình tĩnh lại. Xong xuôi, anh trở về chỗ làm việc của mình thì Hồ Tiểu Nhạc cũng quay lại rồi. Tiểu Nhạc, cô xin nghỉ rồi mà, không
không ở nhà với bác gái vài ngày à? Trần Triệu Dương hỏi Hồ Tiểu Nhạc. Mẹ em ổn rồi nên em lại đi làm. Hồ Tiểu Nhạc nhìn Trần Triệu Dương rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Anh Dương, hôm qua thực sự rất cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh thì không biết bao giờ căn bệnh quái đản của mẹ em mới khỏi nữa. Cảm ơn thì khách sáo quá rồi đấy. Chúng ta là đồng nghiệp, giúp được chuyện gì thì tôi nhất định sẽ giúp. Trần Triệu Dương cười ha ha nói, bệnh của bác gái dễ tái phát lắm đấy. Lát nữa tôi kê một đơn thuốc cho cô mang về cho bác ấy uống một tháng, hẳn là sau này sẽ không tái phát nữa. Vâng, cảm ơn anh Dương. Hồ Tiểu Nhạc lại nói trong sự cảm kích. Trần Triệu Dương không nói thêm gì cả, anh ngồi vào chỗ mình, kê đơn thuốc cho Hồ Tiểu Nhạc. Xong xuôi, anh đưa đơn thuốc ấy cho Hồ Tiểu Nhạc. Cảm ơn anh Dương, cảm ơn anh. Hồ Tiểu Nhạc cảm ơn mấy lần liền, anh Dương, em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Ha ha, nếu cô cảm thấy băn khoăn trong lòng thì chỉ bằng mời tôi một bữa cơm đi. Trần Triệu Dương chọc ghẹo, ăn cơm ấy ạ. Nghe vậy, khuôn mặt của Hồ Tiểu Nhạc không khỏi ửng đỏ. Sau đó cô ta nói với Trần Triệu Dương, anh Dương, mẹ em bảo em mời anh tối nay tới nhà em ăn cơm. Hả? Trần Triệu Dương hơi sửng sốt. Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Anh Dương, em nói nghiêm túc đấy. Mẹ em bảo em mời anh tới nhà em ăn cơm, bà ấy muốn cảm ơn anh. Hồ Tiểu Nhạc nghiêm túc nói, bà ấy còn nói nếu em không mời được anh thì bà ấy sẽ tới mời. Thật hả? Trần Triệu Dương dè dặt hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu nói, mẹ em là người nói được làm được đấy. Vậy thì đừng làm phiền bác gái, chúng ta hẹn thời gian tới nhà cô ăn, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Mẹ em nói là tối nay. Hả, Trần Triệu Dương nghệt mặt ra, bác gái không cần nghỉ ngơi à? Bà ấy nói không cần, Hồ Tiểu Nhạc nhẹ giọng nói, anh Dương, đi tối nay liệu có làm anh khó xử không? Không đâu, vậy tối nay nhé, nhưng chắc tôi sẽ tới muộn một chút, Trần Triệu Dương nói. Tôi sẽ tiện thể kiểm tra lại cho bác gái. Vậy để em nói luôn với mẹ em. Hồ Tiểu Nhạc lập tức trở nên vui vẻ, bà ấy mà biết thì chắc chắn sẽ vui lắm. Đến tối, Trần Triệu Dương đã đưa Nam Cung Yến trở về biệt thự một cách an toàn. Anh đến nơi đã hẹn với Hồ Tiểu Nhạc. Trần Triệu Dương vừa xuống taxi liền nhìn thấy một bóng dáng cao giáo mặc váy đang đứng nhìn xung quanh. Hình như là Hồ Tiểu Nhạc. Anh nhón chân đi đến phía sau cô ta, hét lớn. Cô đợi lâu chưa? À, Hồ Tiểu Nhạc sửng sốt, vừa nhìn thấy Trần Triệu Dương thì lắc đầu nói, chưa, em cũng vừa đến thôi. Anh tiến lại gần và nhận ra dáng Hồ Tiểu Nhạc có trang điểm. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng này rất hợp với cô ta, có vẻ vì thế mà trông cô ta xinh đẹp hơn hẳn. Tiểu Nhạc, đêm nay cô rất đẹp. Trần Triệu Dương cười, lẽ nào vì tôi đến nên cô mới đặc biệt ăn mặc đẹp như thế này? Cô ta đỏ mặt nói, người ta mới không thèm vì anh. Tôi biết ngay là không phải vì tôi mà. Trần Triệu Dương có chút thất vọng nói. Cô ta lại vội vàng giải thích, anh Dương, em trang điểm như thế này là vì anh đấy. Mẹ em nói, đây là một cách tôn trọng khách. Hồ Tiểu Nhạc càng nói càng trở nên xấu hổ. Suy nghĩ của Ngô Quế Hoa rất thẳng thắn, nhân lúc Trần Triệu Dương vẫn chưa nhìn thấy các người đẹp muôn hình vạn trạng thì chỉ cần Hồ Tiểu Nhạc thẳng tay răng lưới là sẽ câu được. Tất nhiên là cô ta không làm được điều đó. Không cần khoa trương như vậy, đi thôi, bên ngoài rất nhiều muỗi, vào nhà cô trước đi. Trần Triệu Dương nói với Hồ Tiểu Nhạc. Anh Dương, anh đến là được rồi, sao còn phải mang theo quà vậy? Lúc này, Hồ Tiểu Nhạc mới thấy Trần Triệu Dương còn mang theo quà đến. Người xưa hay nói quà nhiều thì người không trách, Trần Triệu Dương cười, lần đầu tiên đến, đương nhiên phải chuẩn bị một ít quà cho bác gái rồi. Nhưng nó cũng đắt quá. Hồ Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn, đều là thuốc bổ đắt tiền. Không đáng bao nhiêu, chúng ta đi thôi. Vâng. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu rồi bước vào trong cùng với Trần Triệu Dương. Nơi cô ta sinh sống là một khu chung cư lâu đời ở khu phố cổ thành phố Nam Hải. Tất nhiên, nơi này cũng là thuê. Trần Triệu Dương vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Ngô Quế Hoa đang đợi ở cửa. Chào bác gái, Trần Triệu Dương chào hỏi khi nhìn thấy bà ấy. Ngô Quế Hoa nhìn thấy anh liền vui vẻ tiếp đón nói, Trần Triệu Dương, cháu đến là bác vui rồi, sao còn tặng nhiều quà như vậy làm gì? Anh cười nói, bác gái, bác vừa mới khỏi bệnh, cần phải uống một ít thuốc bổ để bồi bổ cơ thể. Mà cái này cũng không đáng bao nhiêu cả. Cháu mau vào nhà đi. Ngô Quế Hoa vui như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy Trần Triệu Dương hào phóng đến vậy,
bà ấy cảm thấy đây chắc chắn là người thích hợp nhất cho vị trí con rể của mình rồi. Ngô Quế Hoa vui vẻ mời anh vào trong nhà, sau đó nói với Hồ Tiểu Nhạc, con mau đi vào bếp chỗ Tài nấu vài món ngon để tiếp đón Triệu Dương thật tốt đi nào. Vâng, Hồ Tiểu Nhạc đáp lại, sau đó cô ta nói với Trần Triệu Dương, anh Dương, em đi nấu cơm đây. Cô có cần tôi giúp không? Trần Triệu Dương hỏi. Không, không cần đâu, cháu mau ngồi xuống đi, để Tiểu Nhạc làm một mình cũng được rồi. Triệu Dương, để bác rót nước cho cháu. Ngô Quế Hoa cất quà đi rồi rót cho anh một cốc nước. Triệu Dương, cháu uống nước đi. Cảm ơn bác gái. Trần Triệu Dương mỉm cười. Cháu không cần phải khách sáo như vậy đâu, Ngô Quế Hoa đắc ý cười, chẳng bao lâu nữa sẽ là người một nhà rồi. Hả? Trần Triệu Dương sửng sốt. Ý bác nói là cháu cứ xem nơi này như là nhà của mình, xem bác như là người trong một nhà là được rồi, Ngô Quế Hoa cười giải thích. Trần Triệu Dương uống một ngụm nước. Sau đó anh đặt cốc xuống, hỏi, bác gái, sức khỏe của bác thế nào rồi? Để cháu giúp bác bắt mạch kiểm tra lại một chút. Ừm được, vậy làm phiền cháu rồi. Ngô Quế Hoa ngồi sang một bên. Kính cong, kính cong. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Bác đi mở cửa đã. Không phải là đại quân về thì chắc là chú hai của đại quân rồi. Ngô Quế Hoa nói, bà ấy đứng dậy và rồi đi ra mở cửa. Chú hai đại quân, chú đến rồi. Mau vào đi, Triệu Dương cũng đến rồi. Một lúc sau, Trần Triệu Dương nhìn thấy Ngô Quế Hoa đi vào cùng một người đàn ông trung niên. Chú hai vừa bước vào liền nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương một lúc rồi cười nói, chàng trai này rất được, trông rất có tinh thần. Tất nhiên rồi. Ngô Quế Hoa đắc y cười, hơn nữa cháu ấy còn rất lễ phép, lần đầu tiên tới cửa đã tặng rất nhiều thuốc bổ đắt tiền. Ngô Quế Hoa có chút khoe khoang nói rồi chỉ tay về phía món quà. Những thứ này không hề rẻ. Chàng trai này thật có lòng. Chú hai nói. Đều là Trần Triệu Dương tặng cả. Ngô Quế Hoa cảm thấy vô cùng hãnh diện. Rất tốt, rất tốt. Rất xứng đôi với Tiểu Nhạc nhà mình. Chú hai nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương rồi tấm tắc khen ngợi không ngừng. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngô Quế Hoa cười. Lúc này, Trần Triệu Dương có chút bối rối. Anh rõ ràng tới đây chỉ để ăn một bữa cơm bình thường thôi. Sao đột nhiên lại thành ra mắt người lớn trong nhà rồi? Trần Triệu Dương, để bác giới thiệu với cháu. Đây là chú hai của Tiểu Nhạc, Hồ Đại Đồng. Ngô Quế Hoa giới thiệu với Trần Triệu Dương. Cháu chào chú Hồ. Trần Triệu Dương lễ phép nói. Chào cháu. Hồ Đại Đồng cười đáp. Mọi người ngồi xuống đi, đừng có đứng cả như vậy, Ngô Quế Hoa nói. Sau khi tất cả đã ngồi xuống rồi thì Hồ Đại Đồng mới hỏi, Trần Triệu Dương, quê cháu ở đâu? Hiện tại cháu đang làm chức vụ gì? Lương mỗi tháng là bao nhiêu? Có ý định mua nhà ở Nam Hải này không? Nghe Hồ Đại Đồng hỏi như vậy, vẻ mặt anh có chút hoang mang. Điều này quả thực là thành kiến của người lớn trong gia đình rồi. Ha ha, chú Hồ, cháu chỉ là một nhân viên bảo vệ nhỏ thôi. Cháu không định mua nhà, người nhà cũng không còn ai nữa rồi. Trần Triệu Dương trả lời. Bảo vệ sao, Hồ Đại Đồng nhíu mày. Ngô Quế Hoa vội vàng nói, bây giờ, Triệu Dương là nhân tài được đào tạo trọng điểm của công ty. Nghe nói chủ tịch rất coi trọng cháu ấy. Nhưng không thể không mua nhà được. Hồ Đại Đồng lại nói. Chuyện này để sau này rồi tính sau, Ngô Quế Hoa lại giải thích. Trần Triệu Dương càng nghe càng chán nản, đổi chủ đề nói, bác gái, để cháu bắt mạch cho bác. Ừm, được. Ngô Quế Hoa đưa tay ra. Trần Triệu Dương là một bác sĩ giỏi. Tối hôm qua, cháu ấy cũng đã chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của tôi rồi. Người đàn ông như vậy rất khó tìm. Ngô Quế Hoa lại khoe khoang nói. Anh bắt mạch cho Ngô Quế Hoa xong thì căn dặn với bà ấy vài câu rồi chạy vào phòng bếp lấy cớ phụ giúp Tiểu Nhạc. Ngô Quế Hoa thấy Trần Triệu Dương nhất định muốn vào bếp làm giúp, bà ấy lại tấm tắc khen ngợi. Trần Triệu Dương nghe xong lại càng không nói nên lời. Anh Dương, đừng quan tâm đỡ ến mẹ của em. Mẹ em là như vậy đó. Khi Hồ Tiểu Nhạc nhìn thấy Trần Triệu Dương đi vào thì nói với anh. Ừm, Trần Triệu Dương nói. Tôi tưởng rằng chỉ là một bữa cơm, nhưng bây giờ cảm giác như ra mắt người lớn trong nhà vậy. Anh Dương, em xin lỗi. Em cũng bị ép buộc thôi, Hồ Tiểu Nhạc nói lời xin lỗi với anh. Không sao, không trách cô được, người lớn thường là như vậy. Sau khi nói xong, Trần Triệu Dương liền phụ giúp Tiểu Nhạc làm cơm. Anh Dương, đừng làm nữa, để em làm. Hồ Tiểu Nhạc vội vàng kêu lên ngăn anh lại, anh chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn là được rồi.
Vậy cũng được. Trần Triệu Dương thấy Hồ Tiểu Nhạc nói như vậy thì không đụng chạm lung tung nữa. Thao tác của cô ta rất nhanh nhẹn, trong vòng 40 phút cô ta đã làm được 4 món mặn và một canh. Lúc đến giờ cơm, Trần Triệu Dương nhận ra Hồ Đại Quân vẫn chưa trở về, vì vậy anh liền hỏi, Đại Quân đâu? Sao cậu ấy vẫn chưa trở về? Đừng bận tâm đợi đến nó nữa. Chúng ta mau ăn cơm thôi. Ngô Quế Hoa cười, không biết nó lại đi đâu rồi. Reng. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên. Anh lấy ra thì thấy là thầy Ôn gọi đến. Alo, thầy Ôn, có chuyện gì vậy? Trần Triệu Dương hỏi. Một lúc sau, vẻ mặt anh lập tức biến sắc nói, ông nói gì cơ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Triệu Dương đặt điện thoại xuống rồi đột nhiên sạc mặt thay đổi hoàn toàn. Anh Dương, có chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Tiểu Nhạc quan tâm hỏi. Trần Triệu Dương thở một hơi thật dài rồi cắn răng nghiến lợi nói, Đại Quân gặp chuyện rồi, cậu ấy bị đánh trọng thương, hiện đang ở trong bệnh viện nhân dân. Cái gì? Hồ Tiểu Nhạc và Ngô Quế Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc. Là thật, Trần Triệu Dương gật đầu. Hu hu. Ngô Quế Hoa liền bật khóc. Quế Hoa, chị đừng khóc, chúng ta đến bệnh viện xem tình hình như thế nào đã. Chú hai Hồ Đại Đồng nói với bà ấy. Đúng vậy, chúng ta đến bệnh viện trước đã, Trần Triệu Dương an ủi nói, có khi tình hình cũng không đến nỗi như vậy, giờ chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương chỉ là đang an ủi Ngô Quế Hoa, thật ra anh biết Hồ Đại Quân bị thương rất nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh nói xong thì lập tức dẫn mọi người xuống lầu đón xe. Đến bệnh viện nhân dân. Sau khi vội vàng chạy tới phòng cấp cứu thì Trần Triệu Dương nhìn thấy thầy Ôn. Thầy Ôn, mọi việc thế nào rồi? Trần Triệu Dương hỏi ông ta. Không khả quan lắm. Thầy Ôn trầm giọng nói. Lúc cậu ấy được đưa vào đây, tôi nhận ra là người quen của cậu nên mới lập tức liên lạc với cậu, nhưng mà mọi người. Nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Đại Quân, ai mà lại ra tay độc ác với con tôi như thế, bình thường thằng bé có đắc tội gì với ai đâu chứ? Ngô Quế Hoa nói với thầy Ôn, bà ấy khóc đến ngất đi. Ngô Quế Hoa vừa ngất đi thì Hồ Tiểu Nhạc liền bấm huyệt ngay chỗ mũi cho bà ấy. Trần Triệu Dương cũng lấy kim châm châm cứu cho Ngô Quế Hoa để bà ấy ổn định lại tinh thần. Lúc này, một y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra hỏi, người nhà đến chưa? Nếu đến rồi thì mau ký vào giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật này đi. Đại Quân ơi! Ngô Quế Hoa vừa tỉnh dậy, nghe thấy những lời này thì không chịu được đả kích lại ngất đi. Cô y tá, để tôi ký. Hồ Tiểu Nhạc nói với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Tay cô ta cầm bút không ngừng run rẩy. Rồi cô ta vừa quẹt nước mắt vừa ký tên lên giấy cam kết. Y tá, anh trai của tôi. Hức. Hồ Tiểu Nhạc nước mắt giàn giụa hỏi. Tình hình không mấy khả quan, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý trước đi. Y tá cầm giấy cam kết trong tay và nói, anh ta bị thương. Rất nặng. Cô ta nói xong liền bước vào trong phòng cấp cứu. Trời ơi, hu hu. Lúc này, Hồ Tiểu Nhạc không kiềm chế được cảm xúc mà ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Đôi mắt Hồ Đại Đồng cũng đỏ hoe, ông ta không khỏi xót xa nói, Đại Quân là một đứa trẻ ngoan, cũng không hề gây chuyện với ai, sao lại có người tàn nhẫn với thằng bé như vậy chứ? Trần Triệu Dương thu lại kim châm trên người Ngô Quế, Hoa, siết chặt tay lại. Anh có lẽ đã đoán được ai là người làm ra điều này. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là do Diệp Thiên Phàm. Hôm qua, hắn ta bị Hồ Đại Quân đánh vào mặt nên bây giờ quay lại để trả thù đây mà. Đương nhiên điều đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu không phải vì Đại Quân vẫn còn đang nằm cấp cứu thì Trần Triệu Dương đã đi tìm hắn ta để đối chất. Tiểu Nhạc, đừng quá đau lòng, bây giờ y học rất phát triển, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Triệu Dương nén lại cảm xúc, bước đến an ủi Hồ Tiểu Nhạc. Đúng vậy, Tiểu Nhạc. Cháu đừng khóc, bác sĩ đang cố gắng cấp cứu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hồ Đại Đồng an ủi Hồ Tiểu Nhạc, việc quan trọng nhất bây giờ là phải chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Đừng để bà ấy xảy ra chuyện gì. Hồ Tiểu Nhạc vừa khóc vừa gật đầu, nhưng cô ta vẫn không ngăn được nước mắt. Không sao đâu, có Trần Triệu Dương ở đây thì mọi chuyện sẽ không sao đâu. Cậu ấy sẽ không để ai xảy ra chuyện gì. Thầy Ôn an ủi. Thầy Ôn gọi Trần Triệu Dương tới. Sợ rằng nếu bệnh viện không cứu được thì có khi Trần Triệu Dương sẽ có cách khác. Suy cho cùng thầy Ôn vẫn nhìn ra được Đại Quân bị thương rất nặng. Việc cứu người không có nhiều hy vọng.
Đám người Trần Triệu Dương chưa đợi lâu thì bác sĩ và y tá đã nhanh chóng bước ra ngoài. Bác sĩ, tình hình như thế nào rồi? Trần Triệu Dương hỏi, Hồ Tiểu Nhạc cũng đứng dậy đi tới. Bác sĩ thấy đám người Trần Triệu Dương thì hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Tôi là em gái của anh ấy. Hồ Tiểu Nhạc đáp, rất đáng tiếc, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Vị bác sĩ trầm giọng nói, không thể cứu được. Anh ơi! Hồ Tiểu Nhạc nghe thấy điều này liền bật khóc. Không đâu, không phải như vậy. Anh trai tôi sẽ không. Chết đâu, Hồ Tiểu Nhạc vừa nói vừa lay bác sĩ, kích động nói, bác sĩ, nhất định phải cứu được anh ấy, tôi cầu xin bác sĩ mà. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Vị bác sĩ bất lực nói. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương đẩy bác sĩ qua một bên và mở cửa phòng cấp cứu ra. Cậu muốn làm gì, cậu không được vào đây. Bác sĩ vội la lên. Mau ngăn cậu ta lại, thầy Ôn ngăn vị bác sĩ đó lại nói, cho cậu ấy vào đi. Bác sĩ thấy vậy liền đáp, thầy Ôn, việc này là làm trái với quy định của bệnh viện rồi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thầy Ôn nói. Thầy Ôn quay lại nhìn Hồ Tiểu Nhạc nói, cháu cứ chăm sóc tốt cho mẹ mình và hãy tin tưởng vào Trần Triệu Dương. Thầy Ôn nói xong thì bước vào phòng cấp cứu, các bác sĩ cũng nhanh chóng vào theo. Khi Trần Triệu Dương bước vào phòng cấp cứu, anh liền ngửi thấy mùi hôi thối. Sao mà hôi vậy? Trần Triệu Dương quay đầu lại hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ lắc đầu nói, lúc cậu ấy được đưa đến đây thì trong miệng toàn là phân, chúng tôi phải tốn rất nhiều sức mới có thể dọn sạch sẽ, không biết ai lại ghét cậu ta đến vậy. Mẹ kiếp! Trần Triệu Dương nghe xong liền tức giận chửi bới. Trần Triệu Dương vừa chửi mắng vừa đi đến cạnh bàn mổ. Lúc này, cơ thể của Hồ Đại Quân được phủ bởi tấm ga màu trắng. Trần Triệu Dương dùng một tay kéo tấm vải trắng ra. Khi thầy Ôn nhìn thấy Hồ Đại Quân trên người đầy sẹo, liền thốt lên, hung thủ thật tàn nhẫn, vừa cho ăn phân vừa đánh đập đến nông nỗi này, đúng là không có nhân tính mà. Lúc thầy Ôn nói thì Trần Triệu Dương đã lấy kim châm ra, chuẩn bị châm vào người Đại Quân. Cậu muốn làm gì? Khi nhìn thấy vậy thì vị bác sĩ vội nói, cứu người. Trần Triệu Dương đáp trả. Người đã được xác nhận là chết rồi, không cứu được nữa đâu. Bác sĩ nói với Trần Triệu Dương, đừng làm loạn nữa. Bác sĩ vừa nói thì Trần Triệu Dương đã đâm kim vào. Người Đại Quân, cậu không được làm như vậy. Bác sĩ muốn ngăn Trần Triệu Dương lại nên nói, nếu xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến bệnh viện chúng tôi thì làm thế nào? Đừng cản cậu ấy. Thầy Ôn ngăn vị bác sĩ lại. Thầy Ôn, cậu ta làm như vậy cũng vô ích thôi. Người chết rồi thì làm sao có thể sống lại được nữa? Vị bác sĩ bất lực nói. Thầy Ôn nhìn đôi tay như đang thêu thùa của Trần Triệu Dương rồi lẩm bẩm, cậu ấy có thể có cách cứu được. Bác sĩ lách đầu nói, không thể. Chúng tôi đã dùng phương pháp tiên tiến nhất cứu người còn không được, huống gì cậu A chỉ dùng mấy cái kim châm, làm sao có thể? Trong suy nghĩ của vị bác sĩ này, châm cứu chỉ là cách để chữa các bệnh mãn tính. Còn với bệnh như thế này thì không thể nào chữa được. Thầy Ôn gật đầu, chúng ta đợi một lát đi, nói không chừng lại có kỳ tích. Lỡ như có vấn đề gì thì sao? Vị bác sĩ lo lắng nói. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, thầy Ôn khẳng định. Thôi được rồi, vị bác sĩ bất lực nói. Tuy nhiên, nhìn Hồ Đại Quân nằm trên bàn mổ không một hơi thở, ông vẫn nói một cách chắc chắn, sẽ không thể cứu được. Trần Triệu Dương bắt đầu châm cứu, sử dụng phương pháp châm cứu thái ất. Thế nhưng chẳng có hiệu quả gì cả. Tiếp đó, Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới nữa, anh quyết định thử các phương pháp châm cứu của mình hết một lượt. Dù sao anh cũng chưa làm chuyện khởi tử hồi sinh bao giờ. Hôm nay, anh quyết định sẽ thử một lần, điên cuồng một. Thầy Ôn ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi. Vốn dĩ ông ta đã cảm thấy khiếp sợ trước việc Trần Triệu Dương biết hai phương pháp châm cứu rồi. Bây giờ, Trần Triệu Dương lại còn sử dụng mấy phương pháp liền. Hơn nữa tất cả đều là những phương pháp mà ông ta không biết, chỉ có điều ông ta nhìn ra được rằng những phương pháp châm cứu ấy đều vô cùng ảo diệu. Bậc thầy giấu tài đây mà. Thầy Ôn không nhìn được trầm trồ, không ngờ cậu ấy lại biết nhiều phương pháp châm cứu như thế. Bác sĩ vẫn đứng lắc đầu bên cạnh, nói, vẫn không có. Hiệu quả, biết nhiều đến mấy thì cũng vô dụng. Bác sĩ vẫn nhìn chăm chăm vào máy móc, nhịp tim của Hồ Đại Quân không hề có dấu hiệu đập trở lại. Chưa chắc đâu, thầy Ôn quả quyết nói, có đôi khi ông không thể hiểu được sự thần kỳ của trung y đâu. Kể từ khi về hưu,
thầy Ôn mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với trung y, sau đó ông ta mới phát hiện ra rằng trung y thực sự là rất thâm sâu. Ví dụ như lúc này, trong lúc Trần Triệu Dương châm cứu, ông ta cảm thấy có một dòng khí đang vờn quanh trên người anh. Dùng khí để điều khiển kim châm. Đây cũng chính là điều khiến thầy Ôn kinh ngạc, nhưng dĩ nhiên là ông ta cũng không dám khẳng định. Sử dụng hết kim, Trần Triệu Dương ngừng lại. Phù ti. Sau khi dừng lại, anh thở phào một hơi, cảm thấy cơ thể mệt lả. Trần Triệu Dương, tình hình sao rồi? Thầy Ôn nhìn Trần Triệu Dương và hỏi trong sự hồi hộp. Nếu đến mức này rồi mà Trần Triệu Dương còn cứu được thì quả thực là kỳ tích của y học, thầy Ôn cảm thấy mình sẽ là người chứng kiến kỳ tích. Trần Triệu Dương lắc đầu, trầm giọng nói, vô dụng, vì sao lại vô dụng nhỉ? Trần Triệu Dương nản lòng nói. Trần Triệu Dương, trước kia cậu đã từng cứu người như thế bao giờ chưa? Thầy Ôn hỏi Trần Triệu Dương. Chưa, Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Cố gắng hết sức là được rồi, thầy Ôn an ủi, người chết không thể sống lại được. Tôi đã nói là không được đâu mà. Bác sĩ lắc đầu nói, từ bỏ đi, đợi y tá tới xử lý những chuyện còn lại thôi. Nhưng Trần Triệu Dương lại cắn răng nói, tôi vẫn muốn thử một lần nữa. Dứt lời, anh lại cầm kim châm cứu lên. Trần Triệu Dương cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện Hồ Đại Quân gặp nạn, nếu hôm qua anh dạy dỗ Diệp Thiên Phàm ngay thì đã chẳng cần Hồ Đại Quân ra tay. Vậy nên trong suy nghĩ của Trần Triệu Dương, anh tuyệt đối không thể để Hồ Đại Quân chết được. Bất kể thế nào anh cũng phải cứu được anh ta. Dùng mọi biện pháp có thể. Vì sao cậu lại cố chấp như thế chứ? Thầy Ôn, ông xem. Bác sĩ bắt đầu mất kiên nhẫn. Để cậu ấy thử một lần nữa đi, thầy Ôn thở dài nói, nếu không thì cậu ấy không chịu từ bỏ đâu. Thôi được rồi, bác sĩ bất đắc dĩ nói, người chết không thể sống lại, đạo lý này chỉ đơn giản thế thôi. Trần Triệu Dương châm cứu lần thứ hai, tiến hành được một nửa thì anh phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì Hồ Đại Quân vẫn không có phản ứng gì cả. Suy nghĩ của Trần Triệu Dương lần này là dùng kim châm cứu đưa khí vào người Hồ Đại Quân, để các cơ quan trong cơ thể anh ta vận hành. Nhưng đưa khí vào được một nửa thì Trần Triệu Dương phát hiện ra rằng kế hoạch ấy không thành công. Anh cảm thấy kỳ lạ, bèn tập trung sự chú ý, sử dụng mắt nhìn xuyên thấu của mình. Sau khi xem bằng mắt nhìn xuyên thấu, Trần Triệu Dương phát hiện ra kinh mạch ở vị trí đó bị người ta đánh đứt rồi. Nứt kinh mạch thì khó nối lắm, Trần Triệu Dương cần răng nói. Anh tập trung nhìn, định dùng kim đâm thử vào vị trí ấy. Nhưng còn chưa đâm vào thì Trần Triệu Dương phát hiện ra tia sáng màu vàng trong mắt mình bắn vào đoạn kinh mạch ấy, khiến nó dần dần khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Trần Triệu Dương đập thình thịch, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ mắt nhìn xuyên thấu lại có tác dụng ảo diệu như vậy. Nhưng bất kể thế nào thì anh cũng phải chữa trị kinh mạch trước đã. Anh lại cầm kim lên và tiếp tục đưa khí vào. Khi chuyển sang vị trí đứt kinh mạch tiếp theo, Trần Triệu Dương lại dùng me nhìn xuyên thấu tập trung vào đó, chẳng bao lâu sau, tia sáng màu vàng lại lóe ra, chậm rãi chữa trị đoạn kinh mạch ấy. Thế này thì chắc là sẽ cứu sống được. Trần Triệu Dương thầm nghĩ trong lòng. Có mắt nhìn xuyên thấu hỗ trợ, anh cảm thấy tự tin hơn trong việc cứu sống Hồ Đại Quân. Bởi vì có mắt nhìn xuyên thấu, tốc độ châm cứu của Trần Triệu Dương bắt đầu chậm lại. Thấy anh châm cứu chậm hơn, bác sĩ càng lúc càng bực bội, nếu không có thầy Ôn ở bên cạnh thì chưa biết chừng ông. A đã gọi người vào khiêng Trần Triệu Dương ra rồi. Ông ta cho rằng Trần Triệu Dương đang lãng phí thời gian của ông ta còn cả đống chuyện phải làm kia kìa. Từ bỏ đi, không cứu được đâu. Bác sĩ lại đả kích một lần nữa, cậu cố vớt phát cũng chẳng được. Trần Triệu Dương đang tập trung tinh thần châm cứu nên hoàn toàn bỏ ngoài tai. Thầy Ôn, cậu ta. Bác sĩ lại nhìn chăm chăm vào thầy Ôn. Cho cậu ấy thêm ít thời gian nữa, thầy Ôn gật đầu nói, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. 15 phút cuối cùng thôi đấy, đến lúc đó tôi sẽ gọi người tới xử lý. Bác sĩ nói với thầy Ôn. Được, 15 phút cuối cùng nữa thôi, thầy Ôn nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Chẳng mấy chốc đã tới 15 phút. Vẫn chưa có kết quả gì từ Trần Triệu Dương. Thấy vậy. Thầy Ôn cũng bắt đầu khuyên nhủ Trần Triệu Dương, từ bỏ được rồi đấy, cậu làm thế cũng vô dụng thôi. Đúng thế, từ bỏ đi, không cứu được đâu, bác sĩ cũng nói. Bịch, bọn họ vừa dứt lời, Trần Triệu Dương bỗng đổ về phía sau, như thể không còn chút sức lực nào nữa. Thầy Ôn vội vàng đỡ anh dậy và hỏi, cậu không sao chứ?
Trần Triệu Dương nói với vẻ phờ phạc, hơi mệt, để tôi nghỉ ngơi một lát là ổn. Bây giờ tôi sẽ gọi người tới xử lý hậu sự. Bác sĩ lập tức nói, tít tít tít. Bác sĩ vừa dứt lời, máy móc đang gắn trên người Hồ Đại Quân bỗng phát ra những âm thanh có quy luật. Nghe thấy âm thanh ấy, bác sĩ dừng bước lại. Ông ta quay đầu nhìn máy móc, nhịp tim đã khôi phục lại rồi, khiến biểu cảm của ông ta như vừa gặp phải ma. Sao, sao lại thế được chứ? Bác sĩ khiếp sợ nói. Thầy Ôn, đỡ tôi lên, tôi vẫn phải châm cứu tiếp. Trần Triệu Dương nói với thầy Ôn. Được, tôi tới ngay đây, thầy Ôn dùng hết sức lực đỡ Trần Triệu Dương lên. Trần Triệu Dương đi tới trước bàn mổ, cầm kim lên và tiếp tục châm cứu. Giờ đây Hồ Đại Quân đã sống lại rồi, nhưng anh vẫn phải giữ cho tình trạng của anh ta thật ổn định. May mà bây giờ không cần dùng đến mắt nhìn xuyên thấu nữa, chỉ châm cứu thôi là được. Trần Triệu Dương càng châm cứu thì nhịp tim của Hồ Đại Quân càng ổn định hơn. Bác sĩ đứng nhìn bên cạnh, ông ta lẩm bẩm nói, sao có thể thế được cơ chứ? Cứu sống thật rồi sao? Thầy Ôn đứng bên cạnh nói chắc nịch, cứu sống thật rồi. Trung y của Hoa Hạ chúng ta kỳ diệu như thế đó. Đúng là kỳ tích. Cuối cùng, thầy Ôn không nhịn được cất lời cảm thán. Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích, bác sĩ run rẩy nói, e là đời này tôi cũng không gặp được lần thứ hai nữa. Kỳ diệu quá đi mất. Kỳ diệu là đúng rồi đấy, thầy Ôn thản nhiên nói, có đôi khi trung y luôn kỳ diệu như thế. Bác sĩ, những chuyện còn lại giao cho ông cả đấy. Trần Triệu Dương cảm thấy mệt mỏi, anh vừa lùi về sau vừa nói. Được, không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Bác sĩ kích động nói. Theo suy nghĩ của ông ta sẽ không chỉ được chứng kiến kỳ tích, mà còn là người tạo ra kỳ tích cùng với Trần Triệu Dương. Ông ta thừa biết rằng sau vụ việc lần này, tiếng tăm của ông ta sẽ lên như diều. Trần Triệu Dương và thầy Ôn ra ngoài, bác sĩ lập tức gọi y tá vào. Anh Dương, anh trai em, thấy Trần Triệu Dương đi ra, Hồ Tiểu Nhạc sốt sẳng hỏi. Cứu được rồi, thầy Ôn nói, bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cứu được rồi, Hồ Tiểu Nhạc sửng sốt, anh Dương, là thật ạ. Chẳng phải vừa rồi bác sĩ đã tuyên bố tử vong rồi sao? Hồ Đại Đồng cũng không thể tin được. Là tỷ Trần Triệu Dương khẳng định, Tiểu Nhạc, cô yên tâm đi, tôi sẽ không để Đại Quân xảy ra chuyện gì đâu. Dứt lời, Trần Triệu Dương tìm một chiếc ghế rồi ngồi vật xuống. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi cho lại sức. Đại Quân, con đừng chết. Lúc này, Ngô Quế Hoa mới từ từ tỉnh lại. Hồ Tiểu Nhạc lập tức bước tới an ủi bà ấy, mẹ, anh không sao nữa rồi. Anh Dương nói là anh không sao cả. Thật sao, Ngô Quế Hoa hỏi với vẻ mặt kích động. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu thật mạnh, Trần Triệu Dương, cậu vẫn ổn chứ? Thấy sắc mặt của Trần Triệu Dương không được bình thường, thầy Ôn tới chỗ anh và hỏi trong sự quan tâm. Vẫn ổn, chỉ có điều tôi cần nghỉ ngơi một lát, Trần Triệu Dương thở hổn hển nói. Hồ Đại Quân ở đâu? Nhưng vào lúc này, mấy người mặc đồng phục bước tới. Các người tìm anh tôi làm gì? Nhìn thấy mấy người mặc đồng phục ấy, Hồ Tiểu Nhạc lo lắng hỏi. Ngô Quế Hoa kích động nói, các anh tới đúng lúc lắm, con trai tôi bị người ta đánh đến mức này, các anh mau đi bắt kẻ xấu đi, không thể để chúng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được. Bắt kẻ xấu. Người mặc đồng phục dẫn đầu hừ lạnh nói, Hồ Đại Quân chính là kẻ xấu. Tôi nhận được tin báo, nói rằng anh ta lấy trộm điện thoại của người khác, lại còn cố ý gây thương tích. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Chúng tôi phải dẫn anh ta về thẩm vấn. Nghe người mặc đồng phục nói như thế. Mẹ con Ngô Quế Hoa cảm thấy choáng váng đầu óc. Các người có còn nhân tính nữa hay không? Cậu ấy suýt bị đánh chết rồi, các người không đi bắt kẻ xấu thì thôi, lại còn tới bắt cậu ấy, thầy Ôn không nhịn được mắng mỏ, một lũ không biết phân biệt đúng sai phải trái gì hết. Đại quân nhà chúng tôi bị người ta đánh bị thương, dựa vào đâu mà các người nói là thằng bé cố ý gây thương tích? Công bằng ở đâu, lẽ phải ở đâu, Hồ Đại Đồng kích động mắng, có còn công bằng nữa hay không? Người mặc đồng phục hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi không biết lý do vì sao, tóm lại chúng tôi chỉ phụ trách việc bắt người thôi, người đi đầu nói. Ha, ai bảo anh ta đắc tội với người không dây vào được. Chỉ cần anh ta không chết thì chúng tôi vẫn sẽ phải bắt về. Mấy người mặc đồng phục kiêu ngạo nói. Trong lúc bọn họ nói, bác sĩ và y tá đi ra ngoài. Hồ Đại Quân cũng được đẩy ra. Tên dẫn đầu hỏi bác sĩ, đây là Hồ Đại Quân hả? Bác sĩ không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã gật đầu. Anh ta chết chưa? Người dẫn đầu lại hỏi.
Đương nhiên là chưa, anh không biết chúng tôi phải tốn bao công sức mới cứu được đâu, bác sĩ đáp. Chưa chết là tốt, còng tay anh ta lại, sau đó đưa tới phòng bệnh riêng, chúng tôi phải giám sát anh ta là trọng phạm. Tên dẫn đầu lấy còng tay ra thi hành ngay. Các người có còn nhân tính hay không vậy? Thầy Ôn kích động nói. Còn đâu là lẽ phải nữa, Ngô Quế Hoa vừa khóc vừa quát, đại quân bị người ta đánh ra nông nỗi này, sao bây giờ thằng bé lại thành tội phạm cơ chứ? Quả thật là không còn lẽ phải nữa rồi, không biết phân biệt đúng sai. Hồ Đại Đồng cũng nổi giận mắng. Cái gì mà đúng với chả sai, chúng tôi chỉ biết anh ta là tội phạm, nhất định phải còng tay lại, hơn nữa còn phải giám sát chặt chế, tên dẫn đầu nói với vẻ hách dịch. Nếu các người dám ngăn cản thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Cản trở người thi hành công vụ, các người biết chứ? Tốt nhất là hãy phối hợp với chúng tôi. Đám người mặc đồng phục tỏ vẻ huênh hoang. Lúc này, bọn họ chẳng cần biết những người đang khác, mắng gì hết. Trong cái nhìn của bọn họ, mắng thì cứ mảng, bọn họ tới để thi hành nhiệm vụ, đến lúc đó mới báo cáo lại với cấp trên được, chưa biết chừng còn được hưởng lợi nữa. Ngay lúc tên cầm đầu sắp tròng cái còng vào tay Hồ Đại Quân, một cánh tay bỗng xuất hiện trên không trung, bắt lấy tay hắn ta. Những người bên cạnh nhìn sang thì thấy người vừa ngăn cản chính là Trần Triệu Dương. Tên cầm đầu nhìn Trần Triệu Dương, à cậu có biết cậu đang cản trở người thi hành công vụ không? Cản cái con mẹ mày. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa tung ra một cú đá. Cú đá của anh khá mạnh, người kia bị Trần Triệu Dương đá bay đi mấy mét. Lúc này Trần Triệu Dương đã nổi cơn tanh bành thật rồi. Diệp Thiên Phàm sai người đánh Hồ Đại Quân ra nông nỗi này, vốn anh đã cảm thấy phẫn nộ không thôi, bây giờ hẳn ta còn sai người tới bắt Hồ Đại Quân, rõ ràng là muốn dồn người ta vào đường cùng đây mà. Tên kia bị Trần Triệu Dương đá ngã lăn trên mặt đất, hắn a đứng lên quát, thằng đó đánh cảnh sát, bắt cả nó về nữa, bắt đi. Hắn ta vừa ra lệnh là mấy người mặc đồng phục bên cạnh cũng lập tức xông về phía Trần Triệu Dương. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng mấy người bọn họ thừa sức bắt Trần Triệu Dương. Nhưng lúc này bọn họ lại đụng phải Trần Triệu Dương đúng lúc anh đang nổi cơn thịnh nộ, vậy nên anh chẳng hề khách khí với bọn họ. Nắm đấm cứ thế ập tới. Bịch, bịch, chưa tới 2 phút, mấy người mặc đồng phục đều bị Trần Triệu Dương đánh gục. Đám người đang lăn lộn trên mặt đất cũng bắt đầu run rẩy khi nhìn về phía anh, bọn họ không ngờ anh lại mạnh đến thế. Thằng danh, mày có biết mày đang làm gì không hả? Tên dẫn đầu chỉ vào Trần Triệu Dương, cả giận nói, mày làm như vậy. Có tin bọn tao sẽ bắt mày bóc lịch cả đời không hải? Cút! Trần Triệu Dương bước lên trước một bước, nói, không cút thì đừng trách tao nặng tay. Trần Triệu Dương bước lên như vậy, mấy người mặc đồng phục lập tức ngậm chặt miệng lại, sợ sệt rời khỏi đó. Cứ chờ đó, mày sẽ phải hối hận. Lúc bỏ đi, tên dẫn đầu còn buông ra một câu. Trần Triệu Dương, cậu đánh người ta như thế, hai. Thầy Ôn thở dài nói, những người đó đúng là khốn nạn thật. Anh Dương, liệu anh em có sao không? Hồ Tiểu Nhạc lo lắng hỏi, còn cả anh nữa. Cô yên tâm đi, không sao đâu. Xảy ra chuyện gì thì cũng cứ để tôi gánh vác. Tôi sẽ không để đại quân gặp chuyện, cũng không để gia đình cô gặp chuyện. Trần Triệu Dương siết nằm đấm, phát ra những tiếng răng rắc. Tuy rằng Hồ Tiểu Nhạc tin tưởng Trần Triệu Dương, nhưng lúc này cô ta vẫn rất lo lắng. Chú hai Hồ Đại Đồng hoảng sợ nói. Theo những gì bọn họ nói thì lần này đại quân đã đắc tội với kẻ mà người dân bình thường như chúng ta không dây vào nổi. Trần Triệu Dương còn đánh bọn họ nữa, tôi sợ là sẽ gặp rắc rối lớn đó. Nghe vậy, Ngô Quế Hoa sợ tái mặt. Không sao đâu. Trần Triệu Dương an ủi bọn họ. Đưa cậu ấy vào phòng bệnh trước đi đã. Anh quay đầu nói với bác sĩ. Được, bác sĩ gật đầu với anh. Anh Dương, tình trạng của đại quân thế nào rồi? Chúng em vừa nhận được tin. Nghe nói anh đại quân bị thương nặng lắm. Lúc Hồ Đại Quân được đưa vào phòng bệnh không bao lâu thì rất nhiều bảo vệ trong công ty chạy đến. Trần Triệu Dương giải thích về thương tích của Hồ Đại Quân, sau đó bảo mọi người đừng lo lắng quá. Xương tay chân đều gãy hết, mẹ nó, sao ác thế? Ai gây ra chuyện này? Có phải là người hôm qua không? Đệt, chúng ta đi tìm hắn trả thù cho anh đại quân đi. Đúng đó, chúng ta phải đi tìm hắn, phải trả thù cho anh đại quân. Sau khi bọn tiểu mao hiểu rõ thương tích của Hồ Đại Quân liền nổi giận ồn ào mắng chửi. Mấy cậu đừng kích động quá. Trần Triệu Dương đanh mặt cả giận nói, đứa nào dám tự ý đi tìm hắn thì biết tay tôi. Anh Dương, chẳng lẽ để yên cho hắn như vậy sao? Anh Đại Quân suýt thì bị hắn đánh chết rồi.
Hơn nữa bây giờ tay chân gãy hết, em sợ nửa đời còn lại anh ấy phải nằm trên giường mất. Đệt mẹ nhà nó. Các nhân viên bảo vệ càng nói căm phẫn, có mấy người tức đến nỗi đấm mạnh vào tường. Thù này tôi sẽ trả đủ, nhưng là một mình tôi đi. Mấy cậu không nên nhúng tay vào, tôi không muốn mấy cậu phải gặp chuyện giống như đại quân. Trần Triệu Dương lạnh giọng, còn thương thích của đại quân thì mấy cậu đừng quá lo lắng, tôi sẽ tìm cách giúp cậu ấy hồi phục lại như trước. Với khả năng nhìn xuyên thấu hỗ trợ, Trần Triệu Dương có lòng tin sẽ nối lại được xương khớp cho Hồ Đại Quân. Đến nước này rồi, Trần Triệu Dương không muốn có thêm quá nhiều người dính vào chuyện này nữa. Trần Triệu Dương định một mình giải quyết, và lại chuyện này vốn là ân oán giữa anh và Diệp Thiên Phàm. Anh Dương, một mình anh có được không? Anh Dương, không thì chúng ta. Mấy cậu đừng nói nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ, Trần Triệu Dương cảnh cáo cả đám thêm lần nữa. Tôi nói rồi, tất cả mọi chuyện để tôi giải quyết. Nghe Trần Triệu Dương nói thế thì bọn họ mới yên tĩnh lại. Lúc này, hai mẹ con Hồ Tiểu Nhạc và Ngô Quế Hoa từ trong phòng bệnh đi ra. Sắc mặt hai người đều rất xấu. Ngô Quế Hoa lẩm nhẩm nói, sau này đại quân phải làm sao đây? Dì ơi, dì đừng quá lo lắng, có anh Dương ở đây. Anh Dương đã nói sẽ chữa khỏi cho anh đại quân mà. Dì đừng lo quá nha. Đám tiểu mao vây quanh an ủi. Nhưng không biết là đại quân lại đắc tội với ai, đến nỗi người đó muốn đẩy nó vào chỗ chết. Hồ Đại Đồng đứng cạnh thở dài, chúng ta chỉ là dân thường, làm sao đấu lại người ta chứ? Ngô Quế Hoa nước mắt lưng tròng nói, vậy làm sao bây giờ? Cục trưởng, là ở đây. Vừa rồi bọn họ dám ra tay đánh cảnh sát, lần này anh phải dẫn đội bắt hẳn về. Ngô Quế Hoa vừa nói xong, thì lúc này có một đoàn người mặc đồng phục cảnh sát từ cầu thang bộ đi đến. Họ vừa lên tới thì đi về hướng bên này. Anh Dương! Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn đại quân chết sao? Thấy đám người này xuất hiện thì mọi người đứng sau Trần Triệu Dương hốt hoảng. Đám người mặc đồng phục này còn mang theo cả súng, xem ra bọn họ không muốn buông tha rồi. Mà tên cầm đầu bị Trần Triệu Dương dạy dỗ vô cùng tàn nhãn ban nãy, vừa nhìn thấy Trần Triệu Dương, hắn ta liền chỉ vào anh nói. Cục trưởng, chính là nó là người ra tay. Phải bắt nó về, mọi người đều phải xông lên mới bắt được nó. Dừng tay. Hắn ta vừa quát xong, Tiền Trung Hoa lập tức nói. Cục trưởng Tiền, sao? Người đứng cạnh anh ta nói, không bắt hắn sao? Chuyện này để tôi xử lý, mấy cậu tránh qua một bên trước đã. Tiền Trung Hoa nói với mấy người bên cạnh, nói xong, ông ta đi về phía Trần Triệu Dương. Tiền Trung Hoa thấy Trần Triệu Dương ở nơi này, ông ta cũng có chút ấn tượng với Trần Triệu Dương, vào hôm mà Giang Sơn đích thân đến mời anh đi chữa bệnh. Người mà Giang Sơn coi trọng như vậy, Tiền Trung Hoa chưa chắc dám đụng vào. Bác sĩ Trần, sao cậu cũng ở đây vậy? Cục trưởng Tiền, ý ông là sao? Trần Triệu Dương quát. Cục trưởng Tiền, ông nhất định phải giúp chúng tôi. Đại quân tuyệt đối không dám đắc tội với ai đâu, Ngô Quế Hoa nhìn thấy Trần Triệu Dương và Tiền Trung Hoa có quen biết. Thì bà ấy lập tức quỳ xuống cầu xin. Lúc này Hồ Tiểu Nhạc cũng quỳ theo, cục trưởng Tiền, ông giúp nhà chúng tôi với. Hai người nhanh đứng dậy đi. Tiền Trung Hoa nhanh tay dìu họ đứng lên. Sau khi đỡ dậy, Tiền Trung Hoa có chút khó xử nói với Trần Triệu Dương, bác sĩ Trần, chuyện này quả thật tôi không thể giúp được cậu. Cục trưởng Tiền, chẳng lẽ ông cũng là người không biết phân biệt trắng đen sao? Trần Triệu Dương có chút tức giận nhìn chăm chăm Tiền Trung Hoa. Bác sĩ Trần, chuyện này dù có muốn tôi cũng không giúp được gì, quan trọng là người ra tay phía sau quá lợi hại, chúng tôi không dám trêu vào đâu. Tiền Trung Hoa thấp giọng nói, nếu không thì cậu phối hợp với chúng tôi trước đi đã, đợi đến lúc người đó bất giận, tôi sẽ sắp xếp sau, có được không? Cục trưởng Tiền, tôi muốn biết người đó là ai, Trần Triệu Dương đăm chiêu hỏi. Tôi không nói được, Tiền Trung Hoa lắc đầu đáp. Có phải là Diệp Thiên Phàm sai người khác ra tay không? Trần Triệu Dương truy hỏi đến cùng. Tiền Trung Hoa nghe xong thì chỉ biết cười khổ, bác sĩ Trần, nếu cậu đã biết rồi, thì cậu cũng không cần hỏi thêm về thế lực của nhà họ Diệp ở Nam Hải lớn mạnh bao nhiêu. Là người của nhà họ Diệp ở Nam Hải này à? Sao đại quân lại đắc tội với người của nhà họ Diệp được chứ? Những người đứng xung quanh nghe Tiền Trung Hoa nói thế thì đều giật cả mình. Tiếng tăm nhà họ Diệp ở Nam Hải vô cùng lớn. Và lại không phải ai cũng dám đắc tội với nhà họ Diệp. Bất kể là ai, thế lực bao lớn, muốn bắt người ở chỗ tôi đi tuyệt đối là không được. Trần Triệu Dương trầm giọng nói.
Tiền Trung Hoa bày ra vẻ mặt không biết phải làm sao, bác sĩ Trần, nếu không thì cậu đến tìm xếp Giang làm người đứng giữa đi, nhờ xếp Giang đứng ra, biết đâu ông ta có thể giải hòa được. Tôi cho cậu thêm một đêm, nếu không có gì, chúng tôi sẽ không đến nữa. Còn nếu không dàn xếp được, sáng mai chúng tôi phải quay lại rồi. Bác sĩ Trần, tôi thật lòng khuyên cậu, tốt nhất cậu lập tức đi tìm xếp Giang đi. Nhà họ Diệp là gia tộc không phải ai cũng có thể đắc tội, đặc biệt là Diệp Thiên Phàm. Hắn ta tự xưng là cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải đấy. Đắc tội hắn thì không yên được đâu. Hơn nữa Diệp Thiên Phàm cũng nói, nếu Hồ Đại Quân không chết thì hắn ta sẽ làm cho Hồ Đại Quân sống không bằng chết. Trần Triệu Dương nghe xong thì siết chặt nắm đấm. Bác sĩ Trần, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Dù sao tôi cũng không dám dây vào người của nhà họ Diệp đâu. Tiền Trung Hoa nhắc nhở Trần Triệu Dương xong thì xoay. Người rời đi. Thu đội. Cục trưởng, không bắt người à? Tại sao không bắt hắn vậy? Những người khác tò mò hỏi. Đừng hỏi nữa, về thôi. Tiền Trung Hoa nói với mấy người đứng bên cạnh rồi dẫn người rời đi. Đợi đến khi Tiền Trung Hoa đi khỏi, mấy người bên cạnh Trần Triệu Dương ngơ ngác nhìn nhau. Hả, khi nào mà đại quân lại đắc tội với người của nhà họ Diệp chứ? Đại quân nhà chúng tôi có phải hết đường sống rồi không? Ai giúp được nhà chúng tôi bây giờ? Lúc này, Ngô Quế Hoa bật khóc nức nở. Tiếng khóc của Ngô Quế Hoa làm cho mọi người ở đây cảm thấy thương xót. Bọn họ cũng không biết nên làm gì cho đặng. Nhà họ Diệp, Diệp Thiên Phàm, bọn họ không dám dây vào, không ai có thể giúp được Hồ Đại Quân rồi. Quế Hoa, không thì cả nhà chị trốn khỏi Nam Hải trong đêm nay đi. Hồ Đại Đồng đưa ra định đoạt, nói, người của nhà họ Diệp thật sự không dây vào được đâu. Chúng tôi sẽ giúp tìm xe, nên đi càng xa càng tốt, đám tiểu mao cũng rối rít nói. Dù bọn họ có muốn trả thù cho Hồ Đại Quân, nhưng giờ biết được người muốn xuống tay với Hồ Đại Quân lại là Diệp Thiên Phàm của nhà họ Diệp, bọn họ đều biết mình có lòng nhưng không có khả năng. Diệp Thiên Phàm muốn giết bọn họ thì cũng giống như là giết một con kiến thôi. Tình hình trước me chỉ có chạy trốn là cách tốt nhất, chạy được bao xa thì chạy. Nhưng anh của em đã bị thương đến nông nỗi này rồi, Hồ Tiểu Nhạc cũng không kiềm lại được nước mắt, làm sao cả nhà em có thể chạy trốn được chứ? Không cần đi đâu cải. Trần Triệu Dương đấm một đấm thật mạnh vào tường, anh đanh mặt nghiến răng nói, tôi sẽ lo liệu được, tôi bảo đảm mọi người sẽ không sao cải. Tôi phải làm cho họ Diệp nợ máu phải trả bằng máu. Trần Triệu Dương biết rõ nhà họ Diệp lớn mạnh như thế nào, Diệp Thiên Phàm ngạo mạn như thế nào. Nhưng thế thì đã sao chứ? Chó cùng rứt dậu. Diệp Thiên Phàm đã làm đến thế, Trần Triệu Dương chỉ còn một cách cuối cùng, có thù trả thù, có oán báo oán. Cùng lắm thì giết Diệp Thiên Phàm, làm cho hết thảy ánh mắt người nhà họ Diệp đổ dồn vào mình. Sau đó thì mình sẽ ra nước ngoài. Dù là dân đen thì sao, cũng không thể để bọn họ đè đầu cưỡi cổ được. Mấy người đứng cạnh nhìn thấy Trần Triệu Dương suýt nữa đục một lỗ trên tường bằng nắm đấm thì sợ đến giật bắn cả người. Nhóc con, cậu đừng có làm liều. Không nên dây vào nhà họ Diệp, Hồ Đại Đồng khuyên nhủ. Anh Dương, tuyệt đối không được đâu. Anh Dương, anh đừng làm bậy nha. Diệp Thiên Phàm không phải là người mà chúng ta có thể đụng vào, thế lực nhà họ Diệp ở Nam Hải vô cùng to lớn. Đám tiểu mao cũng khuyên nhủ. Tôi đã quyết định rồi, mấy người đừng nói thêm nữa, chăm sóc tốt cho đại quân đi. Trần Triệu Dương lạnh giọng, hắn ta đã ép người khác vào đường cùng, thì tôi tuyệt đối không để yên cho hẳn. Trần Triệu Dương nói xong thì đi ra ngoài. Anh Dương! Hồ Tiểu Nhạc nhìn rồi bật khóc gọi lớn, đừng mà! Anh Dương! Đừng hành động điên rồ. Nhóc con, đừng làm chuyện gì ngu ngốc, cậu chưa gặp được hắn ta thì đã bị vệ sĩ bên cạnh hắn đập cho nằm một đống rồi. Nhưng dù cho bọn họ có nói gì, Trần Triệu Dương cũng không quay đầu lại, đi một mạch ra ngoài. Anh rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Trần Triệu Dương đi ra khỏi bệnh viện, hít vào thở ra một hơi thật sâu. Lúc này, trong lòng anh ngập tràn lửa giận, không tài nào kiềm chế được. Chuyện mà Diệp Thiên Phàm gây ra, Trần Triệu Dương không thể nào tha thứ được. Với Trần Triệu Dương mà nói, đã dám ức hiếp bạn của ông đây, còn muốn đẩy người ta vào đường cùng, dù có là. Còn ông cháu cha thì cũng phải lãnh đủ. Trần Triệu Dương lấy điện thoại di động ra, tìm số của Triệu Ngũ, gọi cho ông ta. Chuyện quan trọng bây giờ là cần biết Diệp Thiên Phàm đang ở đâu, nếu muốn tìm người thì gọi cho Triệu Ngũ là nhanh nhất. Alo, anh Dương à? Muộn vậy rồi gọi tôi có gì không? Vừa nhận điện thoại Triệu Ngũ kính cẩn hỏi. Ngay bây giờ,
lập tức giúp tôi tìm một người. Trần Triệu Dương trầm giọng nói. Triệu Ngũ nghe giọng Trần Triệu Dương có gì đó không? Đúng, ông ta liền hỏi, anh Dương, anh muốn tìm ai vậy? Diệp Thiên Phàm, Trần Triệu Dương nghiến răng nói. Diệp Thiên Phàm, Triệu Ngũ sửng sốt nói, Diệp Thiên Phàm của nhà họ Diệp, cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải đó sao? Đúng vậy, người tôi tìm là Hẳn Tan. Trần Triệu Dương nói. Anh Dương, anh tìm Hẳn ta làm gì? Triệu Ngũ hỏi. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, tôi muốn tìm Hẳn ta ông tìm cho tôi là được. Trần Triệu Dương nói, có tìm được không? Anh Dương, anh đợi một chút, lát nữa tôi sẽ báo cho. Anh. Triệu Ngũ không dám trì hoãn, lập tức đồng ý. Trần Triệu Dương cúp điện thoại đi ra ngoài chờ. Bước đến bên lề đường, Trần Triệu Dương hút một điếu thuốc. Trần Triệu Dương đã nghĩ kỹ, để tránh cho Diệp Thiên Phàm lại tìm đến nhà Hồ Đại Quân trả thù lần nữa, lần này anh phải ra tay làm thịt Diệp Thiên Phàm. Điếu thuốc vừa tàn thì điện thoại di động lại vang lên. Là điện thoại của Triệu Ngũ. Anh Dương, tìm được rồi. Vừa nhấc điện thoại, Triệu Ngũ liền nói. Ở đâu? Trần Triệu Dương hỏi. Hắn ta đang ở một câu lạc bộ địa phương tên là Giải Trí Quốc Tế, Triệu Ngũ nói xong lại hỏi, anh Dương, thật ra anh ỉm hắn có chuyện gì vậy? Người này vừa ngông cuồng lại vừa hống hách, đừng dính vào hắn thì hơn. Giết hẳn. Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. Hả? Triệu Ngũ nghe thấy câu trả lời thì liền sửng sốt. Anh Dương, tuyệt đối không được đâu. Nếu anh giết chết hẳn thì không ai có thể bảo vệ được anh. Triệu Ngũ vội vàng khuyên nhủ, và lại đến lúc bọn họ điều tra ra được tôi là người cung cấp hành tung của hẳn ta cho anh biết, thì tôi cũng sẽ gặp phiền phức. Triệu Ngũ biết Trần Triệu Dương là một kẻ điên dám nói dám làm, nếu ông ta biết Trần Triệu Dương muốn làm chuyện này, ông ta tuyệt đối sẽ không giúp Trần Triệu Dương đi thăm dò tin tức. Yên tâm, tôi sẽ không để ai biết ông là người giúp tôi đâu. Trần Triệu Dương cam đoan với Triệu Ngũ. Anh Dương, anh nghe tôi đi, muôn ngàn lần không thể động vào Diệp Thiên Phàm. Hơn nữa, câu lạc bộ giải trí quốc tế này không phải ai muốn vào cũng vào được. Nếu anh ra tay ở đó, tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Ngũ sốt sảng khuyên, nếu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì, để tôi nhờ người đứng ra hòa giải được không? Không cần đâu, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói, kẻ nào ở đó dám cản tôi thì tôi giết kẻ đó, còn tối nay ai ngăn tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Trần Triệu Dương liền cúp máy ném tàn thuốc qua một bên. Sau đó, Trần Triệu Dương bắt một chiếc taxi, anh nói tên câu lạc bộ giải trí quốc tế cho tài xế chạy đến. Đến tận khi Trần Triệu Dương cúp điện thoại, Triệu Ngũ vẫn chưa hoàn hồn lại. Ông ta không biết vì cớ gì Diệp Thiên Phàm lại đắc tội Trần Triệu Dương để anh phải giết hẳn ta cho bằng được. Nhưng Triệu Ngũ cảm thấy bất kể như thế nào, ông ta cũng nên báo cho Diệp Thiên Phàm biết trước một tiếng, để Diệp Thiên Phàm tránh mặt, nếu không đến lúc xảy ra chuyện, người của nhà họ Diệp tra ra thì ông ta cũng sẽ gặp phiền phức. Triệu Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, ông ta tìm người giúp mình điều tra số điện thoại của Diệp Thiên Phàm. Triệu Ngũ biết rõ thực lực của Trần Triệu Dương biến thái đến chừng nào. Trần Triệu Dương đã muốn ra tay thì bố con thằng nào cản được. Triệu Ngũ chờ người khác điều tra số điện thoại, một lúc. Cũng được hồi âm. Ông ta lập tức lấy điện thoại gọi vào số đó. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, có phải cậu Diệp không? Triệu Ngũ kích động nói, tôi có một chuyện quan trọng muốn báo cho cậu biết. Hi hi, bây giờ cậu Diệp đang bận, có chuyện gì quan trọng cũng không rảnh nghe đâu. Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười đắc ý một cô gái. Không được đâu, thật sự rất quan trọng, bây giờ có người đang muốn đến giết cậu Diệp của cô đó, Triệu Ngũ vội vàng nói, cô đưa điện thoại cho cậu Diệp nhanh lên, tôi sẽ tự nói. Tít tít tít, Triệu Ngũ còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Triệu Ngũ gọi lại thì bên đó tắt luôn điện thoại. Triệu Ngũ cầm điện thoại lách đầu nói, xảy ra chuyện lớn rồi, tối nay Nam Hải nhất định xảy ra chuyện lớn rồi. Ai gọi tới vậy? Diệp Thiên Phàm ôn hôn một người phụ nữ, mỉm cười và hỏi. Không rõ là ai gọi tới nữa. Người đó nói có kẻ muốn giết anh, muốn anh trốn đi. Người phụ nữ mỉm cười đắc ý rồi tiếp tục nói. Ở Nam Hải này người dám động tới anh Diệp đây chắc chưa ra đời đâu. Em nghĩ chắc là tên nào đó rảnh rỗi gọi điện trêu chọc thôi. Ha ha, chắc vậy. Diệp Thiên Phàm cười lớn, người dám động tới Diệp Thiên Phàm này vẫn còn chưa được sinh ra đâu. Ở Nam Hải ai chẳng biết anh Diệp lợi hại tới mức nào. Đừng nói là muốn giết anh Diệp, em thấy dám động tới một cọng tóc của anh cũng chẳng có ai đâu. Thiếu gia ngông cuồng nhất Nam Hải là danh xưng hão huyền chắc.
chắc chắn là ai đó nhàn rỗi quá gọi điện trêu chọc rồi. Đám người bên cạnh Diệp Thiên Phàm cũng bắt đầu tươi cười nịnh nọt. Diệp Thiên Phàm ôm hôn hai người phụ nữ trong lòng, lộ ra một nụ cười đắc ý, kẻ nào dám đối đầu với Diệp Thiên Phàm này chắc chắn sẽ không sống nổi tới sáng ngày hôm sau. Nói đúng lắm, nào, chúng ta cùng lên một cái. Anh Diệp lợi hại nhất, đám người bên cạnh Diệp Thiên Phàm cười lớn. Mấy cậu nói xem anh Dương không phải thật sự muốn đi gây sự với Diệp Thiên Phàm chứ? Tiểu Mao lo lắng nói. Cái này có khả năng lắm. Nhưng mà Diệp Thiên Phàm không dễ chọc đâu. Tôi nghe nói đám vệ sĩ của Diệp Thiên Phàm không ít người là cao thủ. Anh Dương đi như vậy có khi nào là tự đâm đầu vào chỗ chết không? Người của nhà họ Diệp không chọc nổi đâu. Nhóm bảo vệ đồng loạt nói. Vậy phải làm sao đây? Hồ Tiểu Nhạc bị dọa tới thất thần. Anh trai cô chính là vì động tới Diệp Thiên Phàm nên mới dẫn tới kết cục này. Nếu như Trần Triệu Dương cũng rơi vào kết cục giống như vậy thì thật không dám tưởng tượng. Hay là gọi điện thông báo cho đội trưởng Dương đi. Báo cho đội trưởng Dương thì có tác dụng gì chứ, hay là thông báo cho Tổng Giám Đốc Nam Cung đi. Đúng, hình như anh Dương sợ Tổng Giám Đốc Nam Cung lắm, chúng ta báo cho Tổng Giám Đốc Nam Cung đi. Lúc này, nhóm bảo vệ mới nhớ ra. Nhưng mà tôi không có số điện thoại của Tổng Giám Đốc. Nam Cung, Tiểu Mao nói. Tôi cũng không có. Tôi có, để tôi gọi cho, Hồ Tiểu Nhạc đáp. Nhanh lên. Mau báo cho Tổng Giám Đốc Nam Cung, nhóm bảo vệ thúc giục. Này người anh em, cậu tới xin việc ở câu lạc bộ giải trí quốc tế à? Tài xế taxi nhìn một lượt Trần Triệu Dương rồi tốt bụng nhắc nhở, tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi. Hình tượng của cậu không đạt chuẩn đâu. Tôi tới tìm người. Trần Triệu Dương đáp. Tìm người, tài xế taxi nghe vậy càng thêm khẳng định và nói, vậy cậu càng không cần đi cho mất công nữa. Câu lạc bộ giải trí quốc tế không phải ai cũng vào được đâu. Thân thế không đủ lớn thì ngay cả cửa trước cũng đừng hòng bước. Vào, cậu có tới thì cũng vô dụng thôi. Không cho tôi vào thì tôi sẽ xông vào trong. Trần Triệu Dương bình thản đáp. Xông vào. Tài xế taxi cười nhẹ và nói, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, ở câu lạc bộ đó có không ít cao thủ, hơn nữa. Còn có rất nhiều bảo vệ, cậu căn bản là không có cơ hội để xông vào. Vậy sao? Thật đó, nếu cậu cứ cứng đầu mà xông vào, bọn họ sẽ giết cậu đó. Tôi khuyên cậu đừng nên manh động. Vậy tôi càng phải thử rồi, Trần Triệu Dương đáp. Tài xế taxi thấy không khuyên nổi Trần Triệu Dương liền bất lực lắc đầu, lúc cậu tới nơi cậu sẽ hiểu thôi. Tôi dám khẳng định cậu đi không quá ba bước sẽ bị người ta đánh gục. Nơi đó không phải là nơi người bình thường có thể vào được đâu. Trần Triệu Dương vờ như không nghe thấy những điều tài xế taxi nói. Tới nơi, sau khi Trần Triệu Dương trả tiền, tài xế taxi vội vã rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi vẫn tốt bụng khuyên Trần Triệu Dương đừng đâm đầu vào chỗ chết. Đứng trước cửa câu lạc bộ, Trần Triệu Dương tự châm một điếu thuốc. Trần Triệu Dương định hút xong điếu thuốc này sẽ đi vào trong đó. Tinh gồ. Lúc này điện thoại của Trần Triệu Dương kêu lên. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra coi. Là Nam Cung Yến gọi tới. Alo. Trần Triệu Dương không nghĩ ngợi nhiều rồi be máy. Trần Triệu Dương anh đang ở đâu? Ở đầu dây bên kia, Nam Cung Yến hỏi một cách gấp gáp. Trước cửa câu lạc bộ giải trí quốc tế, Trần Triệu Dương đáp. Anh có phải muốn tới gây chuyện với Diệp Thiên Phàm không? Nam Cung Yến kích động hỏi. Đúng. Trần Triệu Dương, anh điên rồi à? Anh về ngay cho tôi. Nam Cung Yến ở đầu dây bên kia gấp gáp vô cùng. Diệp Thiên Phàm không phải người anh có thể chọc được đâu. Không ai chọc nổi hẳn hết. Anh về nhà ngay cho tôi. Anh sẽ chết đó anh hiểu không? He he, vợ à, sao em đột nhiên lại quan tâm anh vậy? Có phải là phát hiện ra đã yêu anh rồi không? Trần Triệu Dương cười đáp. Trần Triệu Dương, giờ tôi không có tâm trạng để đùa với anh đâu. Anh về đây ngay cho tôi. Nam Cung Yến có chút khó chịu nói, chuyện của đại quân tôi đã nghe qua rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện đó. Giải quyết thế nào? Trần Triệu Dương lạnh giọng đáp, tóm lại là tôi sẽ giải quyết. Nam Cung Yến tiếp tục nói, anh về ngay cho tôi, ngay lập tức. He he, Trần Triệu Dương cười nhẹ và đáp, đợi anh giết Diệp Thiên Phàm rồi anh sẽ về ngay. Em yên tâm đi. Dù anh không có về được nữa thì cũng sẽ không làm liên lụy tới em. Đâu, không phải tôi sợ anh liên. Nam Cung Yến chưa kịp nói dứt lời, Trần Triệu Dương đã cúp máy rồi. Nam Cung Yến cầm lấy điện thoại, ngây người một chỗ, lúc này cô thực sự thấy rất hoang mang.
Cô tin là Trần Triệu Dương thật sự có thể làm ra chuyện đó, nhưng Nam Cung Yến nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Nhà họ Diệp ở Nam Hải không phải ai cũng có thể chọc nổi đâu. Trần Triệu Dương đi gây sự với Diệp Thiên Phàm, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này Nam Cung Yến lại suy nghĩ, sao cô phải lo lắng cho Trần Triệu Dương như vậy? Nếu như anh xảy ra chuyện, đáng ra cô phải vui mừng mới đúng chứ? Chẳng nhẽ đúng như những gì anh nói ư, cô đã động lòng thật rồi. Nam Cung Yến lắc đầu, cô phát hiện ra tình cảm cô dành cho Trần Triệu Dương thật khó để xác định rõ ràng. Trần Triệu Dương cúp máy, vứt đầu thuốc lá xuống đất rồi đi về phía bên trong câu lạc bộ giải trí quốc tế. Câu lạc bộ giải trí quốc tế là do một đám thiếu gia tự cho mình giỏi giang lập nên, từ sau khi câu lạc bộ này thành lập nó liền trở thành nơi giới thượng lưu ở Nam Hải thường xuyên lui tới, và cũng có không ít người cảm thấy nở mày nở mặt khi được tới đây tiêu tiền. Đương nhiên Diệp Thiên Phàm cũng là một trong những cổ đông đứng sau câu lạc bộ này. Trần Triệu Dương vừa bước tới trước cửa liền có vài người mặc đồng phục đi tới ngăn lại. Đứng lại, mày tới đây để làm gì? Người đứng trên cùng chỉ tay về phía anh và hỏi. Tìm người. Trần Triệu Dương đáp. Tìm ai? Diệp Thiên Phàm. Trần Triệu Dương đáp. Tìm anh Diệp. Tìm anh Diệp làm gì? Tên bảo vệ nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương và hỏi. Bọn họ thấy Trần Triệu Dương ăn mặc rất phổ thông, không giống như người có tiền có quyền tới đây chút nào. Tính sổ. Trần Triệu Dương đáp. Tính sổ chuyện gì? Hẳn đánh trọng thương anh em của tôi. Tôi tới tìm hẳn để bắt hắn phải đền gấp chục lần. Trần Triệu Dương bình thản đáp. Mấy tên bảo vệ nghe thấy vậy liền có chút ngây người, nhưng ngay sau đó khóe miệng bọn họ khẽ nhếch lên thành một điệu cười. Tức là tới đây gây sự. Thằng nhãi, mày có biết mày đang gây sự ở đâu không? Giờ cút ngay đi, bọn tao có thể xem như chưa nhìn thấy gì. Cút, muốn tới gây chuyện với anh Diệp, chờ tới kiếp sau đi. Bọn họ chỉ vào Trần Triệu Dương rồi nói một cách mỉa mai. Mà lúc này, Trần Triệu Dương đã tiến lên phía trước một bước. Trần Triệu Dương tiến lên phía trước một bước, nhìn đám người trước mặt bình thản nói, ai ngăn cản đều phải chết. Ai yêu, cũng mạnh miệng đó. Mạnh miệng thì sao nào? Đây là nơi mày có thể tự tung tự tác chắc. Bọn tao ngăn mày đó. Tao muốn xem mày có thể. Làm gì được bọn tao? Đám bảo vệ cảm thấy chuyện này quá dễ dàng, bọn họ chẳng thèm coi Trần Triệu Dương ra gì. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự khinh thường. Vì vậy bọn họ vừa nói vừa rút gậy cao su ra tùy tiện đập lên người Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương thấy hành động đó của bọn họ cũng không hề né tránh, ngược lại anh còn tiếp tục tiến lên phía trước một bước. Dầm! Trần Triệu Dương vung một nắm đấm, tên bảo vệ đứng gần anh nhất trực tiếp bị đấm bay ra ngoài. E đám bảo vệ ngây người. Bọn họ không ngờ được, Trần Triệu Dương lại mạnh tới vậy. Dầm! Dầm! Đợi tới lúc bọn họ kịp hoàn hồn, Trần Triệu Dương đã tiếp tục ra tay rồi. Trần Triệu Dương vung nắm đấm và đá một phát, ngay lập tức mấy tên bảo vệ đang chặn trước cửa đã bị anh đánh gục. Sau khi đánh gục đám bảo vệ, Trần Triệu Dương bước nhanh về phía trước, sau đó đá mạnh về hướng cánh cửa câu lạc bộ đang đóng kín. Ầm! Cả cánh cửa lớn đổ rầm vào bên trong sau cú đá của Trần Triệu Dương. Lúc này bên trong sảnh chính của câu lạc bộ có không ít người, khung cảnh cũng có chút hỗn loạn. Nhưng khi cánh cửa đổ rầm xuống, âm thanh lớn khiến mọi người giật mình, sau đó tất cả đều im bặt, đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa. Bọn họ trông thấy Trần Triệu Dương đang chậm chậm tiến vào. Cửa lớn là nó đạp đổ sao? Không phải chứ, chỉ với sức một người như vậy sao có thể đạp đổ chứ? Tôi cũng nghĩ vậy đó. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, nó dám tới đây gây sự thì chết chắc rồi. Đúng vậy, đám người có mặt tại đó lộ ra một nụ cười nhạt. Trong mắt bọn họ, Trần Triệu Dương dám tới đây gây sự thì sẽ không còn sống được lâu nữa đâu. Khắp Hải Nam chẳng có ai dám tới đây gây sự hết. Trần Triệu Dương bước vào, bên trong câu lạc bộ liền có một đám người nhào tới. Bọn họ vừa xuất hiện đã vây kín xung quanh Trần Triệu Dương. Tên nào to gan mà dám tới đây gây sự vậy? Đúng lúc này, từ trên tầng 2, một tên đầu chọc có hình xăm bọ cạp trên đầu bước xuống. Tên đầu chọc vừa xuất hiện liền tươi cười nói với những vị khách phía dưới, mọi người không cần lo lắng, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi. Có anh Hạt ở đây, đương nhiên sẽ được giải quyết nhanh gọn rồi. He he, không ngờ lại kinh động tới cả anh Hạt, có kịch hay để xem rồi. Những người có mặt ở đây khi vừa nhìn thấy tên đầu chọc xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn.
Hạt Tử là người quản lý ở câu lạc bộ giải trí quốc tế này, trước đây là tên côn đồ khét tiếng ở Nam Hải, từng giết không ít người. Hơn nữa có không ít người đã nghe qua, Hạt Tử còn là một cao thủ. Bộ quyền pháp mà hắn luyện bá đạo vô cùng. Lúc này, sự xuất hiện của Trần Triệu Dương đã làm kinh động tới hắn, đám đông đều cảm thấy sắp có kịch hay để theo dõi rồi. Hạt Tử tách đám đông ra, hắn đi tới phía trước, nhìn Trần Triệu Dương một hồi rồi cười một cách mỉa mai, thằng nhãi, mày không biết đây là nơi mày không nên đến à? Mày biết Diệp Thiên Phàm đang ở đâu không? Trần Triệu Dương nhìn tên đầu chọc và hỏi. Tao biết, Hạt Tử cười nhẹ, nhưng tao không định nói cho mày. Hơn nữa, dù tao có nói cho mày biết thì cũng vô dụng thôi, mày không thể tới đó được đâu. Vậy sao? Trần Triệu Dương ngẩng đầu nhìn tên đầu chọc. Anh tiến về phía hẳn. Trần Triệu Dương gương mặt bình thản đáp lại, lát nữa. Mày sẽ phải nói cho tao thôi. Mẹ nó, tới đây rồi mà còn dám hoành hoang như vậy. Đập nó đi. Dám tới đây gây chuyện. Đập chết nó đi. Đám người xung quanh cùng lúc chuẩn bị tấn công. Tên đầu chọc đanh giọng và nói, chúng mày không cần ra tay. Tao muốn chơi đùa với nó, xem bản lĩnh của nó tới đâu. Nói rồi tên đầu chọc liền làm động tác nâng tay lên. Thấy tên đầu chọc chuẩn bị tấn công, đám người kia tự khắc dừng tay. Bọn họ đều ngồi đó chờ xem kịch hay. Trần Triệu Dương từ từ bước về phía trước. Tên đầu chọc khi thấy khoảng cách giữa hai người đã tương đối gần, hai tay hắn lập tức xuất chiêu hắc hổ đào. Tâm và tấn công trực diện về phía Trần Triệu Dương. Đây là chiêu thức nổi tiếng của hắn, chỉ với một chiêu hắc hổ đào tâm này mà hắn đã đánh bại không ít cao thủ. Tên đầu chọc thấy Trần Triệu Dương không hề né tránh chiêu thức của mình, trong lòng cười thầm, có chút bản lĩnh này thôi mà cũng dám tới đây gây sự. Răng rắc. Khi tên đầu chọc nhìn thấy nắm đấm của mình chuẩn bị tấn công vào cơ thể của Trần Triệu Dương, hắn đột ngột cảm thấy một cơn đau nhức truyền từ đầu gối tới. Hắn nhìn xuống phía dưới và không khỏi bàng hoàng, bắp chân của hắn đã bị đánh gãy rồi. Mà lúc này, hắn vẫn còn muốn lao về phía trước nhưng chẳng thể đi nổi nữa, cả cơ thể đổ rầm và quỳ xuống trước mặt Trần Triệu Dương. A an! Đám đông lập tức náo động. Trước mắt bọn họ, người lợi hại như Hạt Tử lại bị Trần Triệu Dương đá một phát khiến bắp chân hắn gãy lìa. Lúc này, Trần Triệu Dương dùng một tay ấn đầu hắn xuống. Nói, Diệp Thiên Phàm đang ở đâu? Trần Triệu Dương trầm giọng hỏi. Bị Trần Triệu Dương khống chế, tên đầu chọc cảm thấy xương sọ của hắn như thể sắp bị bóp nát vậy. Nhưng hắn vẫn rất cứng đầu, trầm giọng gầm lên, chém chết nó. Cùng với tiếng gầm của hắn, đám người xung quanh vốn đang chôn chân một chỗ lập tức có phản ứng, bọn họ lôi vũ khí ra, đồng loạt đâm về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương thấy đám người đang xông tới, trong mắt anh lộ ra vài phần sát khí, xem ra chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Nói rồi Trần Triệu Dương vùng tay đánh xuống đầu của tên đầu chọc một nhát, khiến hắn ta nằm bẹp dưới đất. Sau đó, anh vẫn đứng yên một chỗ nhìn đám người bốn phía đang đồng loạt lao tới. Răng rắc. Trần Triệu Dương vung năm đấm nhằm vào tên đầu tiên xông tới. Đầu của tên đó bị đấm lệch về một bên, lập tức ngất đi. Trần Triệu Dương cũng không hề ngừng lại, anh đá một phát về phía sau khiến tên sau lưng bị đá văng ra ngoài. Sau khi đánh văng tên phía trước và tên sau lưng mình, anh liền chủ động tấn công. Anh tiến lên phía trước một bước, vươn tay nắm lấy cằm của đối phương, sau đó anh dồn lực, bóp vỡ cằm của người đó tại chỗ. Tiếp đó Trần Triệu Dương vung khuỷu tay về phía tên bên cạnh. Rầm! Những chiếc răng còn dính đầy máu tươi của tên đó lập tức văng ra ngoài. Sau khi giải quyết xong hai tên này, Trần Triệu Dương nhảy lên và đá một phát. Rầm! Rầm! Lúc này lại có người ngã xuống và không ngừng hét lên vì đau đớn. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ, bọn họ nhiều người cùng đối phó với Trần Triệu Dương một lúc, chắc chắn anh sẽ bị bọn họ xé xác. Nhưng giờ đây lại chẳng khác nào thả một con sói đang đói bụng giữa một bầy dê. Mỗi khi Trần Triệu Dương xuất chiêu chắc chắn sẽ có người bị đánh gục. Hơn nữa người bị đánh gục đó sẽ mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Rất nhanh sau đó, trong sảnh chính tràn ngập những tiếng kêu gào thảm thiết. Răng rắc. Trần Triệu Dương vung nắm đấm, tên cuối cùng còn đang đứng cũng lập tức ngã nhào xuống đất. Lúc này, đám người xung quanh thấy Trần Triệu Dương đang đứng chính giữa, bọn họ đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Thất phu nổi giận, đẫm máu ba thước. Diệp Thiên Phàm rốt cuộc đã đắc tội với người như thế nào mà lại có thể biến thái tới mức này chứ? Những thứ này vẫn chưa đủ để đánh giá. Nhưng bọn họ cũng đã cảm thấy Trần Triệu Dương rất lợi hại,
dám chạy tới đây gây sự với Diệp Thiên Phàm. Trần Triệu Dương liếc một lượt xung quanh rồi đi tới chỗ tên đầu chọc, anh lúc này nắm lấy phần đầu của Hàn và nhấc bổng hắn lên. Giờ mày có thể nói cho tao Diệp Thiên Phàm đang ở đâu rồi chứ? Bị Trần Triệu Dương kẹp chặt lấy phần đầu, hắn còn kiên cường nói, thắng khốn, tao nói lại một lần nữa, đây không phải là nơi mày có thể dở thói ngang ngược. Bây giờ mày rời khỏi đây tao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. CT. Lời này của hắn vừa vang lên tay Trần Triệu Dương liền. Dùng vài phần sức lực khiến hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh. Trần Triệu Dương lúc này mới lạnh lùng nhìn hắn nói, không nói phải không, vậy tao sẽ lột hết da bọ cạp của mày xuống. Vừa nói ngón tay anh đã đâm xuyên qua da đầu của hắn, tay của anh cũng đang cầm lấy một miếng da mà kéo xuống, hình xăm bọ cạp trên đầu cứ vậy bị xé xuống không ít. Ai 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 ai! Hạt Tử đau đớn thét lên. Những người đứng ở bên cạnh đều bị dọa tới hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngờ rằng, Trần Triệu Dương lại có thể lại ra tay tàn độc đến vậy. Anh thực sự sẵn sàng xé bỏ lớp da thịt trên đầu của người khác. Tôi nói. Hạt Tử không thể chịu được loại giày vò này liền mở miệng gào to. Hẳn ta biết đối mặt với loại người như Trần Triệu Dương, phản kháng cũng vô ích. Nói. Trần Triệu Dương dừng lại động tác trong tay lạnh băng nói. Ở trong sảnh đầu tiên Nam Hải của tầng cao nhất. Hạt Tử vội vàng khai ra, dẫn đường. Trần Triệu Dương lúc này giống như đang cầm một trái bóng bowling, túm chặt đầu của Hạt Tử mà đi về phía trước. Ai 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 ai, Hạt Tử bị nằm đầu như vậy thì gào khóc đau đớn. Những người đứng xem phía trước nhao nhao nhường đường. Bọn họ đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Trần Triệu Dương dọa sợ. Trần Triệu Dương cứ như vậy kéo lê Hạt Tử đi lên thang máy. Sau khi thang máy đi lên, những người bên dưới dường như mới dám thở phào nhẹ nhõm. Một giây tiếp theo, họ thục mạng chạy ra ngoài. Họ e sợ Trần Triệu Dương sẽ trở mặt và gây rắc rối cho mình. Bên trong sảnh thứ nhất Nam Hải. Lúc này Diệp Thiên Phàm đang bước ra từ nhà vệ sinh với vẻ dương dương tự đắc. Mà hai người phụ nữ phía sau hẳn ta cũng thỏa mãn lau môi bước ra ngoài. Cậu Diệp, nghe nói tối nay anh đã dạy dỗ một tên bảo. Vệ. Hơn nữa còn ép hắn ta ăn CT. Có chuyện thú vị như vậy, sao lại không dẫn chúng tôi theo cùng chứ? Đúng vậy, cậu Diệp đúng là không có nghĩa khí. Những người ngồi trong phòng bao nhìn thấy Diệp Thiên Phàm bước vào liền nhao nhao nói theo. Diệp Thiên Phàm bật cười đáp, để lần sau đi, tôi còn phải tìm một tên bảo vệ để báo thù nữa. Đến lúc đó sẽ rủ mọi người cùng chơi. Cậu Diệp, cứ quyết định vậy nhé. Ha ha, lần sau chúng ta phải bắt hẳn tự ăn xít của mình mới được. Ha ha, tên bảo vệ đó thật sự quá thê thảm, lại đắc tội với cậu Diệp đây. Diệp Thiên Phàm lúc này nói với giọng đắc chí. Thực ra tôi còn quay lại một video, để tôi lấy ra cho mọi người xem. Đến lúc mọi người hành hạ người khác, cũng có thể dùng phương pháp này. Được, tôi còn chưa từng thấy qua người ăn CT bao giờ đâu. Cậu Diệp nhanh lấy ra đi. Người ngồi trong phòng bao thúc giục. Diệp Thiên Phàm rút ra điện thoại, sau đó cười nói, tôi chiếu lên màn hình lớn để mọi người cùng thưởng thức nhé. Được, những người ở trong phòng bao ủng hộ đầy hưng phấn. Diệp Thiên Phàm rất nhanh phát video mình giày vò Hồ Đại Quân như thế nào lên màn hình lớn được đặt trong phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật là sảng khoái. Ha ha, dáng vẻ hẳn ta ăn CT thật sự giống như một con chớ. Cậu Diệp, cậu làm như vậy có chút tàn nhẫn. Tàn nhãn thì đã thế nào? Đắc tội với cậu Diệp của chúng a thì phải chịu kết cục này. Cũng đúng. Diệp Thiên Phàm cười hả dạ. Ông đây là cậu chủ ngông cuồng nhất của Nam Hải, ai đắc tội tôi sẽ khiến hẳn sống không băng chết. Video này tôi sẽ phát tán ra ngoài, tôi phải khiến tất cả mọi người biết được sự lợi hại của mình. Đúng, đến lúc đó ai mà không biết tới danh tiếng cậu chủ ngông cuồng nhất của Nam Hải cơ chứ? Dầm, những người có mặt đang chăm chú xem đoạn video, hành hạ Hồ Đại Quân trên màn hình lớn thì cửa phòng nặng nề bị đạp mở ra. Cánh cửa vừa mở mọi người đều nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt đăng đăng sát khí đang đứng trước cửa. Mẹ kiếp mày là ai? Cút ra ngoài, đây là nơi mày có thể lui tới à? Xéo đi, mẹ nó, cút, ảnh hưởng tới nhã hứng của bọn tao. Nhóm người thấy Trần Triệu Dương xuất hiện liền kêu gào. Theo quan điểm của họ, ở đây chính là địa bàn của mình, ai dám tông cửa xông vào như vậy chính là sự thiếu tôn trọng đối với họ.
Trần Triệu Dương thấy cảnh đang được chiếu trên màn hình lớn thì ngọn lửa tức giận trong mắt anh càng bùng lên dữ dội. Diệp Thiên Phàm nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, lộ ra một tia xem thường mà nói, không nghĩ tới mày còn dám vác mặt tới đây. Vậy thì vừa hay, mày cùng xem với bọn tao, lát nữa rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng đỡ bỡ ngỡ. Cậu Diệp, người mà anh muốn đối phó chính là hắn. Diệp Thiên Phàm gật đầu. Không ngờ tới hắn lại tự mình dâng lên tận cửa. Diệp Thiên Phàm nói với những người xung quanh, bảo Hạt Tử dẫn người lên đây, tối nay tôi sẽ cho mọi người xem tận mắt một màn kịch hay. Được. Người đứng cạnh Diệp Thiên Phàm đồng ý. Không cần gọi nữa đâu. Trần Triệu Dương đáp, anh vừa nói vừa kéo lấy một người ở ngoài cửa rồi ném về phía bàn. Phịch. Một thân người đập lên mặt bàn trà, làm đổ vỡ không ít ly thủy tinh và đồ uống. Mà trên mặt kẻ đó cũng đang chảy rất nhiều máu. À. Những người phụ nữ có mặt trong phòng bao chứng kiến một màn này liền thét lên chói tai. Bọn họ bị dọa không nhẹ. Người các người muốn tìm là Hàn à? Trần Triệu Dương hỏi lạnh băng. Diệp Thiên Phàm và những người khác chú ý liếc tới. Người bị Trần Triệu Dương quăng vào đúng là Hạt Tử. Hạt Tử lúc này đã nửa sống nửa chết, thở phì phò như hấp hối. Hơn nữa con ngươi của hắn ta vẫn trừng ra ngoài, dáng vẻ chết không nhắm mắt. Ách! Thấy Hạt Tử bị biến thành bộ dáng này, người đang có mặt đều lấy làm kinh ngạc. Trong mắt của họ, Hạt Tử là một cao thủ, năm ba người đều không thể lại gần hẳn. Giờ hắn lại bị Trần Triệu Dương tra tấn dã man như vậy. Khi họ vẫn còn đang bàng hoàng, Trần Triệu Dương đã bước tới đem cửa phòng khóa lại. Thấy Trần Triệu Dương khóa cửa, mọi người ai nấy đều kinh hãi. Mày muốn thế nào, con mẹ nó, muốn đến đây để gây rối phải không? Mày biết bọn tao là ai không? Đúng lúc này có một tên công tử bột chịu không nổi liền nhảy ra, tay cầm lấy một chai rượu xông về phía Trần Triệu Dương, tại Nam Hải này, ông đây muốn giết chết mày cũng. Dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Vừa nói chai rượu trong tay hẳn vừa đập vào đầu Trần Triệu Dương. Chỉ là tay của hắn còn chưa vươn tới thì đã bị anh bắt lấy. Mẹ nó, buông ra. Tên công tử bột kia hét lên. Loảng xoảng. Trần Triệu Dương trực tiếp giật lấy chai rượu nện lên đầu hắn ra. Ngay lập tức chai rượu bị đập vỡ tan tành. Giây tiếp theo anh đạp tới một cước. Thân mình tên kia liền bay đập vào tường rồi từ từ trượt xuống. Những người còn lại thấy hai động tác liền mạch này của Trần Triệu Dương thì ngây người. Bọn họ biết người trước mắt này căn bản không sợ họ. Đồng thời thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ ai xông lên thì người đó cứ đợi bị đánh hung ác một trận đi. Bởi vậy họ dứt khoát trốn tới đằng sau Diệp Thiên Phàm. Diệp Thiên Phàm thấy Trần Triệu Dương bước tới gần, hẳn chỉ nghiến răng, cầm lên một chai rượu và một cái ly. Hắn rót một ly sau đó đi tới trước mặt Trần Triệu Dương nói. Nể mặt Diệp Thiên Phàm tao, uống ly rượu này ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Nếu như mày muốn tiền viện phí, tao cũng có thể bồi thường. Diệp Thiên Phàm biết giờ phút này hắn phải khuất phục. Với lại hẳn còn cảm thấy dáng vẻ mềm mỏng này của mình cũng đã cho Trần Triệu Dương thể diện vô cùng lớn rồi. Trần Triệu Dương vươn tay đón lấy ly rượu. Diệp Thiên Phàm cười đắc ý, ở Hải Nam này có ai dám cho không nể mặt hẳn cơ chứ? Ao! Lúc Diệp Thiên Phàm còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình thì ly rượu tạt vào mặt hắn ta. Mày là ai, thân với tao lắm à? Vì sao phải nể mặt mày? Trần Triệu Dương không đồng ý đáp. Diệp Thiên Phàm bị hất rượu đầy mặt, gương mặt có chút lúng túng. Hẳn nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương với vẻ mặt u ám. Những tên công tử bột ở bên cạnh thấy vậy đều lặng lẽ nhìn hướng Trần Triệu Dương. Nghiêm túc mà nói. Họ thực sự không nghĩ tới Trần Triệu Dương vậy mà lại không coi Diệp Thiên Phàm ra gì. Phải biết rằng bối cảnh đằng sau của Diệp Thiên Phàm tại Hải Nam này không phải ai cũng có đủ khả năng chọc tới. Đúng là không biết xấu hổ, Diệp Thiên Phàm lộ ra nụ cười hung ác, với hành động vừa rồi của mày, trong mắt tao. Mày coi như đã chết. Vậy sao? Trần Triệu Dương chỉ lạnh lùng đáp lại vỏn vẹn hai chữ. Sau đó nhấc chân lên đá. Vút. Diệp Thiên Phàm bị đá bay ra ngoài. Giây tiếp theo cơ thể của hắn nặng nề đụng vào miếng đá cẩm thạch trên bàn trà, đồ uống cũng theo đó dội xuống ướt đẫm mặt hẳn. A, a! Đám phụ nữ trong phòng lại một lần nữa hét lên đầy sợ hãi. Diệp Thiên Phàm ngã xuống, Trần Triệu Dương liền bước tới gần, lôi hắn dậy rồi vung liên tiếp hai cái tát lên mặt hẳn. Mẹ kiếp, mày dám đánh ông sẽ giết chết mày, khiến mày phải chết khó coi. Diệp Thiên Phàm phẫn nộ gào thét. Bịch.
còn chưa gào hét xong Trần Triệu Dương đã đấm tiếp một quyền vào bụng hắn. A! À, Diệp Thiên Phàm đau đớn tới há to miệng khiến máu trong miệng cũng ào ào chảy xuống. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Trần Triệu Dương lại túm chặt lấy đầu Diệp Thiên Phàm mà đập mạnh xuống đá cẩm thạch trên bàn trà. Rầm! Lần này đá cẩm thạch trực tiếp vỡ thành mấy mảnh. Máu tươi từ trên đầu Diệp Thiên Phàm cũng nhỏ xuống từng giọt. Những người có mặt thật sự bị dọa đến hai mắt dại ra, bình thường đều là họ ức hiếp người khác, từ trước tới nay lại chưa từng bị người khác bắt nạt bao giờ. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp phải một người mà họ căn bản không coi ra gì. Cái gì mà cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải, cái gì mà Thiên Phàm, trong mắt người này tựa hồ đều không đáng nhắc tới. Cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải thì đã thế nào, còn không phải vẫn bị người này ngược đãi hay sao? Mẹ kiếp, mày có biết mình đang ra tay với ai không? Nhanh dừng tay lại. Mày dám đánh cậu Diệp như vậy, chúng tao sẽ tiêu diệt cả gia tộc của mày. Mày chết chắc rồi, mẹ nó, bỏ cậu Diệp ra. Những tên quần là áo lượt kia lúc này vẫn vô cùng ngạo mạn. Họ chỉ vào Trần Triệu Dương mà mắng chửi. Thấy Trần Triệu Dương bất động thanh sắc, tất cả đều tức giận. Ngay lúc này họ đều vội vã muốn cứu Diệp Thiên Phàm, bởi vậy cầm lấy chai rượu bổ nhào về phía Trần Triệu Dương. Nhưng kết cục cũng giống như một tên trước đó, chai rượu trong tay còn chưa kịp chạm tới người Trần Triệu Dương thì đã bị anh giật lấy phang ngược lại vào đầu họ. Mẹ kiếp, mày chết chắc rồi. Ông đây mà mày cũng dám đánh, cậu Diệp mày cũng dám đánh. Cậu Diệp là người mày có thể đánh à? Những tên công tử bột mặc dù đã ngã lăn ra đất nhưng vẫn không quên chửi bới. Trần Triệu Dương phớt lờ việc họ kêu gào ầm, anh chỉ tóm lấy Diệp Thiên Phàm, nhìn chăm chú vào mái đầu vẫn đang chảy đầy máu của hắn lạnh lùng nói, cảm thấy thế nào? Tao phải giết mày, tao nhất định phải khiến mày chết. Diệp Thiên Phàm nhìn xuống cơn đau, cần răng nghiến lợi đáp. Đời này của hắn chưa từng phải chịu áp bức và lăng nhục đến nhường này. Hẳn cảm thấy bất luận như thế nào cũng phải khiến Trần Triệu Dương phải trả giá, hơn nữa còn là một cái giá cực kỳ đắt. Nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày, Diệp Thiên Phàm nhớ tới nhà họ Diệp, giọng nói vẫn còn mang theo sự ngạo nghễ. Răng rắc. Diệp Thiên Phàm vừa nói dứt câu, Trần Triệu Dương liền cầm chặt tay hắn mà vặn. A! À, Diệp Thiên Phàm lại một lần nữa hét thảm. Vậy thì đã sao, Trần Triệu Dương không cho là đúng đáp, mày tổn thương anh em của tao. Vậy tao muốn mày phải chết, không có gì to tát cả, tao cũng sẽ giết sạch người nhà họ Diệp chúng mày. Người trong phòng bao thấy vậy cũng bị dọa cho chết lặng. Cổ tay của Diệp Thiên Phàm trực tiếp bị vặn gấy. Điều quan trọng nhất là giọng nói lạnh lùng của Trần Triệu Dương khiến họ cảm giác tim mình như bị đâm một dao. Cuồng vọng. Trần Triệu Dương thực sự quá cuồng vọng. Cho dù nhà họ Diệp tới thì đã thế nào? Anh vẫn có thể giết chết tất cả người nhà họ Diệp như thường. Lời nói này không phải ai cũng dám nói ra. Trọng điểm là Trần Triệu Dương không chỉ nói suông mà anh đã làm rồi. Răng rắc. Trần Triệu Dương tiếp tục giẫm lên bắp chân Diệp Thiên Phàm, khiến xương ống đồng của hắn trực tiếp bị đạp nát. A! À, Diệp Thiên Phàm lúc này đã bất tỉnh vì đau đớn. Nhưng ngay cả khi cơn đau khiến hắn ngất lịm đi, Trần Triệu Dương cũng không có ý muốn buông tha cho hắn. Anh với tay lấy xô nước đá đựng rượu ở bên cạnh đổ thẳng lên đầu của Diệp Thiên Phàm. A, à, a, à, Diệp Thiên Phàm thống khổ tỉnh lại. Cảm thấy thế nào? Trần Triệu Dương lại hỏi một lần nữa. Đừng đánh nữa. Tôi nhận sai, Diệp Thiên Phàm vội vàng cầu xin tha thứ, hẳn biết rằng đối diện với loại người như Trần Triệu Dương, van nài tha thứ bây giờ là cách duy nhất. Không đánh nữa phải không? Vậy được, trước tiên học hai tiếng chó sủa đi. Trần Triệu Dương bả lấy Diệp Thiên Phàm nói. Diệp Thiên Phàm nghe được lời này thì thoáng ngập ngừng. Hắn biết nếu như mình học tiếng chó sủa, sau này bản thân sẽ không thể ngóc đầu lên ở Nam Hải này nữa. Nhưng nếu như không học, khi Diệp Thiên Phàm còn đang do dự thì Trần Triệu Dương đã kéo mạnh cổ tay hắn. A, à, xương cổ tay của hắn trực tiếp bị bẻ chật khớp. Diệp Thiên Phàm rên lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Sủa hay không? Trần Triệu Dương hỏi. Sủa, tôi sủa. Diệp Thiên Phàm không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể há miệng phát ra tiếng gâu gâu gâu. Ha ha, nhìn kìa, trông hẳn không khác gì một con chó chết. Đúng lúc này trên màn hình lớn vang lên giọng cười chế giễu Hồ Đại Quân của Diệp Thiên Phàm. Nghe được âm thanh này, Diệp Thiên Phàm cảm thấy vô cùng ô nhục, hắn ta đây đúng là đang tự làm nhục mình. Lũ công tử bột bên cạnh thấy vậy, họ cũng không ngờ tới Diệp Thiên Phàm sẽ có một ngày như hôm nay. Tiếp tục sủa cho tao.
Trần Triệu Dương ra lệnh cho Diệp Thiên Phàm, sủa cho. Tới khi tao hài lòng mới thôi. Diệp Thiên Phàm chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế này, tâm lý phản kháng của hắn lúc này đã trực tiếp sụp đổ. Hắn vừa khóc vừa học tiếng chó sủa. Ha ha, tiếp tục sủa đi, ha ha giống một con chó chết. Âm thanh vang vọng trong phòng lúc này đều là giọng nói hống hách của Diệp Thiên Phàm. Nhưng từng tiếng này giống như những cái tát, từng cái mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt hắn. Diệp Thiên Phàm vẫn đang sủa. Trần Triệu Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn những người khác. Đại ca, chúng tôi không tham gia vào việc này. Chúng tôi không biết gì cả. Đừng, đừng đánh tôi. Tôi trực tiếp học tiếng chó sủa, có được không? Nhóm công tử bột thấy ánh mắt này của Trần Triệu Dương thì bị dọa cho gần như vỡ mật. Sự tàn nhãn của anh họ đều đã được lĩnh giáo. Phản kháng chỉ uổng công. Do đó họ đơn giản là sớm đầu hàng, họ không muốn mình có kết cục giống như Diệp Thiên Phàm. Hơn nữa người ta ngay cả cậu ấm ngông cuồng nhất Hải Nam cũng coi thường thì càng không coi họ ra gì. Nội dung của video trên kia đã xem qua chưa? Trần Triệu Dương hỏi họ. Xem qua rồi. Xem rồi. Họ trả lời một cách yếu ớt. Có muốn chết không? Trần Triệu Dương lại hỏi. Bọn họ nhất loạt lắc đầu. Vậy thì tốt, dựa theo video mà làm đi, Diệp Thiên Phàm đối phó với anh ta như thế nào thì các người đối đãi với hắn ta như thế. Trần Triệu Dương nhìn họ chòng chọc mà nói, hơn nữa còn lặp lại điều đó gấp 10. A, à, đám công tử bột kia sững sờ. Họ không ngờ tới Trần Triệu Dương sẽ để mình ra tay. Hơn nữa phải dựa vào nội dung của video để lặp lại gấp 10 lần, vậy Diệp Thiên Phàm rất có khả năng sẽ chết bởi căng đầy CT mất. Nếu họ làm như vậy liệu đến lúc đó nhà họ Diệp có thể tìm họ tính sổ hay không? Bọn họ cảm thấy Trần Triệu Dương có chút điên cuồng. Quan trọng nhất là Diệp Thiên Phàm lại khiêu khích tới tên mất trí này. Suy nghĩ kỹ chưa, làm theo lời tôi nói hay là muốn chết? Trần Triệu Dương lạnh lùng hỏi. Làm, tôi làm, tôi làm. Bọn họ nhanh chóng đồng ý. Sau khi Nam Cung Yến gọi lại cho Trần Triệu Dương, thì phát hiện ra anh đã tắt máy. Lúc này, điều đầu tiên cô nghĩ đến là nhờ Giang Sơn giúp đỡ. Nhưng cô không có cách nào liên lạc trực tiếp với ông ta. Chỉ có thể gọi cho Giang Tử Phong. Sau khi nghe thấy những gì Nam Cung Yến nói thì cậu ấy không khỏi kích động nhảy thoát lên tại chỗ nói, chị nói là anh Dương đi tìm Diệp Thiên Phàm tính sổ rồi sao? Lại còn muốn giết chết hẳn ta? Nam Cung Yến nói, hơn nữa, chị chắc chắn rằng chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Bây giờ, chúng ta cần phải nghĩ cách, làm sao mới có thể giúp được anh ấy? Trời ơi, anh Dương bị điên rồi ư, Giang Tử Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Lại đi cái làm chuyện điền rồ như vậy. Sao lại chạy đi tìm cái tên Diệp Thiên Phàm đó kiếm chuyện chứ? Cậu ấy thừa biết ở cái đất Nam Hải này, đến nhà họ Giang cũng không dám dây vào nhà họ Diệp. Nam Cung Yến kể sơ bộ sự việc cho Giang Tử Thành nghe một lượt. Cậu ấy nghe xong liền nói, đây mới là anh Dương, rất trọng nghĩa khí. Không hổ là thần tượng của em. Tử Phong, cậu vào vấn đề chính đi, mau đến nhờ ông chủ Giang Sơn. Xem thử ông ta có thể giúp anh ấy không, cô nghiến răng nói. Đúng vậy, bây giờ em lập tức đi tìm bác cả đây, Giang Tử Phong đáp. Ngay sau khi Giang Tử Phong cúp máy thì cậu ấy nhận được một vài tin nhắn trong nhóm WeChat của mình. Nhóm này của Giang Tử Phong chính là nhóm WeChat của giới xã hội đen ở Nam Hải. Bình thường mọi người có chuyện gì đều sẽ bàn tán ở trên này. Thông tin được gửi trong nhóm là một video. Nội dung trong cái video này chính là cảnh Diệp Thiên Phàm đang dạy dỗ Hồ Đại Quân một cách tàn nhẫn. Giang Tử Phong nhìn thấy vậy, không khỏi mắng chửi, tên Diệp Thiên Phàm này đúng là đồ cặn bã. Vào lúc này, cậu ấy đang gọi điện thoại cho bác cả Giang Sơn của mình. Nhưng ông ta lại không bắt máy. Tí tít lúc này thì điện thoại của Giang Tử Phong lại tiếp tục nhận được vài tin nhắn từ WeChat. Đó lại là một loạt các video. Giang Tử Phong liền bấm vào xem thử. Nhưng lần này, lúc cậu ấy xem video thì không khỏi ngây người ra. Nhân vật chính được dạy dỗ trong video đã đổi thành Diệp Thiên Phàm. Hơn nữa, thủ đoạn ra tay không khác những gì mà hắn ta đã làm với Hồ Đại Quân. Thậm chí còn thê thảm hơn cả anh ta. Điên rồi, anh Dương điên thật rồi. Lúc này, Giang Tử Thành cảm thấy da đầu mình có hơi co giật. Cậu ấy không thể ngờ rằng Trần Triệu Dương thực sự tìm đến Diệp Thiên Phàm, lại còn hành hạ hắn ta đến mức này. Lần này Trần Triệu Dương lành ít dữ nhiều rồi, e rằng không ai có thể giúp được anh ấy. Không nghĩ nhiều,
Giang Tử Phong lập tức gọi điện thoại cho Giang Uyển Quân, muốn cô ấy đi cầu xin giúp Trần Triệu Dương. Sau khi nói chuyện điện thoại với Giang Uyển Quân xong thì cậu ấy nghiến răng nói, hy vọng sẽ có ích. Anh Dương, đúng là một tên mất trí mà, sao lại đi làm một chuyện điên rồ như vậy? Chết tiệt! Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Giang Tử Phong lại cắn răng nói, cơ mà đây mới chính là người anh em của mình. Lúc này, cậu ấy đột nhiên cảm thấy muốn cùng Trần Triệu Dương trở thành anh em thật sự. Ít nhất Giang Tử Phong thấy rằng nếu sau này có người bắt nạt mình, cũng sẽ có người liều mạng đứng ra giúp đỡ. Cũng giống như Trần Triệu Dương đêm nay. Đoạn video Diệp Tử Phàm bị bạo hành được tung ra khiến toàn bộ thế giới ngầm ở cái đất Nam Hải không khỏi bàng hoàng. Xảy ra một chuyện như thế này, chẳng khác gì một chấn động lớn đối với bọn họ. Cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải Diệp Thiên Phàm đã bị người ta dạy dỗ thành bộ dạng này, tin tức này chắc chắn là tin tức nóng hổi. Ai mà cả gan động tay với Diệp Thiên Phàm thế này, xem ra khó sống rồi. Cậu ta là bảo bối của nhà họ Diệp, dám đối xử với cậu ta như thế này, e rằng Hoa Hạ sẽ không có chỗ cho tên đó rồi. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thiên Phàm sẽ có ngày này. Ha ha, tên đó hành hạ Diệp Thiên Phàm như vậy thì có diệt cả gia tộc của anh ta cũng không đủ xoa dịu cơn tức giận của nhà họ Diệp quá. Những người Nam Hải trong nhóm chat này đều có suy nghĩ như nhau. Khi Trần Triệu Dương làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ phải hứng chịu cơn tam bành của Diệp Hữu, thậm chí những người có liên quan đến Trần Triệu Dương đều sẽ chịu hậu quả o lớn đến từ nhà họ Diệp. Giang Tử Phong xem tin nhắn thấy mọi người bàn tán vậy thì thở dài nói, hy vọng anh Dương sẽ không sao. Về phía Giang Uyển Quân, cô ấy bất chấp cả đêm khuya đến gõ cửa phòng bố mình. Bố, xảy ra chuyện lớn rồi. Cô ấy lo lắng hét lên. Lúc này, Giang Sơn vẫn còn chưa ngủ liền mở cửa bước ra, vừa nhìn thấy cô ấy liền hỏi, con đến tìm bố là vì chuyện của Trần Triệu Dương sao? Giang Sơn nắm bắt tin tức cực kỳ nhanh, ông ta sẽ nhận được tin ngay sau khi có chuyện xảy ra ở cái đất Nam Hải này. Vâng, bố phải giúp anh ấy. Giang Uyển Quân nói. Bố không thể giúp được. Giang Sơn thở dài nói. Bố, tại sao? Giang Uyển Quân lo lắng nói, anh ấy đã cứu mạng con. Đó là ân nhân của con, lẽ nào bố tính bỏ mặc không giúp sao? Không phải bố không muốn giúp, mà là bố không có khả năng giúp được gì trong chuyện này. Cậu ta dây vào là người của nhà họ Diệp, hơn nữa lại còn làm lớn chuyện ra như vậy. Không ai có thể bảo vệ được cậu ấy cả. Giang Sơn nghiêm túc nói, Uyển Quân. Con đừng xen vào chuyện này. Ai dám xen vào, nhất định sẽ bị nhà họ Diệp trả thù đấy con biết không? Bố, là tên Diệp Thiên Phàm đó sai trước, đồng thời cũng chính anh ta đã gây chuyện trước. Giang Uyển Quân kích động nói, anh Dương chỉ là đang bảo vệ công lý mà thôi. Ông ta vỗ vào vai Giang Uyển Quân nói, vậy thì đã sao? Con gái, nhà họ Diệp không thể dây vào được đâu. Chuyện này bố cũng đành bó tay thôi. Dứt lời. Giang Sơn thở dài một hơi rồi đóng cửa lại. Nam Cung Yến cũng nhận được rất nhiều tin tức, tất cả đều là video về việc Diệp Thiên Phàm bị dạy cho một bài học nhớ đời. Xem những đoạn video này, Nam Cung Yến cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô thực sự không biết phải làm sao, không ngờ Trần Triệu Dương lại điên cuồng như thế. Nói để Diệp Thiên Phàm phải trả giá gấp 10 lần thì ngay lập tức chuyện đó lại trở thành sự thật. Giang! Đúng lúc này, điện thoại của Nam Cung Yến vang lên. Là Giang Tử Phong gọi đến. Cô ngay lập tức bắt máy hỏi, Tử Phong, sao rồi? Chị dâu, em cũng hết cách rồi. Bác cả nói rằng không thể giúp được gì, cậu ấy bất lực nói, chị dâu, em đoán là không ai có thể giúp được. Hay là chị giúp anh Dương rời khỏi Hoa Hạ ngay lập tức đi? Câu trả lời này của Giang Tử Phong hoàn toàn nằm trong dự đoán của Nam Cung Yến. Cô biết rằng Giang Sơn không có khả năng đắc tội với nhà họ Diệp. Nam Cung Yến cúp máy, không nghĩ nhiều mà trực tiếp kêu Đường Võ lái xe đưa cô đến câu lạc bộ giải trí quốc tế. Vốn dĩ Nam Cung Yến cần phải tránh chuyện này càng xa càng tốt, hoặc có thể tự bảo vệ mình. Nhưng không biết tại sao, cô lại cảm thấy mình nên ở bên anh vào lúc này. Lúc này, cô nhớ đến một người, ông cụ Cố. Nam Cung Yến ngồi trên xe, cô lập tức gọi điện thoại cho. Ông cụ Cố. Sau một hồi chuông dài thì ông cụ Cố cuối cùng cũng bắt máy. Cung Yến, có chuyện gì mà cô gọi đến muộn vậy? Ông cụ Cố trầm giọng hỏi. Ông cụ Cố, xảy ra chuyện rồi. Trần Triệu Dương gặp phải rắc rối lớn, rất cần sự giúp đỡ của ông. Nam Cung Yến kích động nói, có lẽ chỉ có ông mới có thể bảo vệ được anh ấy. Chuyện gì đã xảy ra?
cô cứ từ từ nói. Nghe giọng điệu của cô, ông cụ hỏi. Nam Cung Yến kể tóm tắt về mọi việc đã xảy ra cho ông cụ Cố. Nghe những gì Nam Cung Yến nói, ông cụ không khỏi hít một hơi nói, Trần Triệu Dương. Cậu ta, lần này cậu ta cũng điên cuồng quá rồi. Cậu ta thế mà lại dám động tay động chân với Diệp Thiên Phàm. Ông cụ Cố, anh ấy bốc đồng như thế cũng là có lý do. Hiện tại, ông có thể cứu anh ấy không? Nam Cung Yến lo lắng nói. Tiểu Yến, như vậy đi, cô đừng vội lo lắng. Tôi sẽ tới câu lạc bộ giải trí quốc tế ngay bây giờ, ông cụ Cố hít sâu một hơi, theo sau là cái nhìn quyết đoán. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Nam Cung Yến lại có chút được thả lỏng, cô biết rằng với tính khí của Trần Triệu Dương, e rằng sự việc sẽ thật sự làm lớn chuyện. Cô nghiến răng trực tiếp lái xe chạy về phía câu lạc bộ giải trí quốc tế. Mà vào lúc này nhà họ Diệp còn chưa nhận được tin tức, Diệp Sùng Minh đang chiêu đãi một vị khách quý. Anh Cố Ngôn. Không nghĩ tới đã nhiều năm không gặp mà anh vẫn trẻ như vậy, ánh mắt Diệp Sùng Minh vô cùng kinh ngạc nhìn người bạn cũng nhiều năm của mình. Diệp Sùng Minh chính là người đứng đầu của nhà họ Diệp, bố của Diệp Thiên Phàm, đã hơn 50 tuổi nhưng khi so với Cố Ngôn hơn ông ta 3 tuổi đang ngồi ở phía đối diện trông như mới ngoài 40 tuổi kia, điều này thực sự khiến ông ta khó mà tin được. Ha ha, Sùng Minh này, chú cũng không phải không biết tôi là một võ giả, cơ thể tráng kiện là điều rất bình thường. Trên mặt Cố Ngôn mang theo tia đắc ý, nhấp một ngụm trà nói. Nhưng theo như tôi biết, chỉ có võ giả cấp tiên thiên mới có thể đi tới bước này, không lẽ anh, trong mắt Diệp Sùng Minh lộ ra sự chấn kinh. Vẫn chưa đến mức đó, tôi hiện giờ vẫn là hậu thiên võ giả, nhưng hiện tại đã tiến tới bước đạp sơn kia rồi, cũng được coi như một nửa tiên thiên, thật sự có chút mong đợi, không biết cấp bậc thiên thiên sẽ như thế nào, Cố Ngôn lắc đầu, ánh mắt đầy khát khao. Bán tiên thiên. Vậy cũng sắp tiến tới tiên thiên rồi, không biết anh Cố Ngôn sau này có dự định gì không? Mắt Diệp Sùng Minh xẹt qua một tia khác thường, tít mắt cười hỏi. Tạm thời chưa có, còn không phải là đến tìm Sùng Minh chú uống trà tán gẫu sao? Cố Ngôn thân là một võ giả bán tiên thiên đương nhiên sẽ có sự kiêu ngạo của mình. Ông ta quả thực muốn dựa vào nhà họ Diệp, chung quy nhà họ Diệp cũng được coi là gia tộc số một tại Nam Hải, nhưng nếu chỉ nói xuông muốn nương nhờ thì sợ rằng sẽ không giành được sự xem trọng từ nhà họ. Ông chủ, không hay rồi. Ngay khi Diệp Sùng Minh định mở lời, một giọng nói thất hốt hoảng tới. Hỗn xược, không nhìn thấy tôi đang chiêu đãi khách quý à, cút ra ngoài cho tôi, tự mình nhận ra pháp, Diệp Sùng Minh bị cắt ngang thì không vui vẻ gì, lập tức giận dữ quát to. Tôi, người tới nhìn thấy Diệp Sùng Minh phát hỏa, đặc biệt khi nghe tới ra pháp tức khắc toàn thân run lên, trong mắt lộ ra sự kinh hoàng. Sùng Minh, đừng nóng giận như vậy, cứ nghe xem có chuyện gì. Có lẽ thực sự có việc vô cùng khẩn cấp, Cố Ngôn vô cùng hưởng thụ lời nói vừa rồi của Diệp Sùng Minh, lập tức cười nói. Hừ, nếu anh Cố Ngôn đã nói thay anh ta, vậy tôi sẽ cho anh ta một cơ hội, Diệp Sùng Minh gật đầu liền quay lại nhìn người vừa tới. Nói đi, có chuyện gì? Nếu như không phải là chuyện quan trọng thì tăng gấp đôi gia pháp. Nghe được lời ông chủ, trong lòng người mới tới cực kỳ sợ hãi, nhưng nhớ tới tính quan trọng của tin tức vừa nhận được thì anh ta không dám trì hoãn nữa. Lập tức rút điện thoại, phát một đoạn video cho Diệp Sùng Minh và Cố Ngôn xem. Diệp Sùng Minh xem đoạn video này sắc mặt càng ngày càng khó coi, một chân liền đá người kia bay ra ngoài, điện thoại cũng rơi xuống đất vỡ nát. Là ai? Nói, Diệp Sùng Minh nộ khí ngút trời gầm lên. Không sai, video này chính là do nhóm công tử bột Nam Hải truyền ra ngoài, và nó ngày càng được lan truyền rộng rãi. Cố Ngôn sau khi xem video kia cũng nhíu mày. Nhưng thấy dáng vẻ này của Diệp Sùng Minh thì ông ta liền biết có lẽ có người đã chọc tới nhà họ Diệp rồi, đây ngược lại là một cơ hội tốt để ông ta thể hiện thực lực của mình. Ông chủ, cậu chủ đang ở câu lạc bộ giải trí quốc tế, còn về kẻ kia là ai, chúng tôi cũng không biết, người tới che lấy ngực của mình đầy thống khổ nhưng ông chủ đã hỏi anh ta lại không dám không trả lời. Tập hợp người lại cho tôi thật muốn xem, ở Nam Hải này ai dám làm những chuyện như vậy với con trai tôi. Gương mặt Diệp Sùng Minh vô cùng âm trầm. Cố Ngôn lúc này mới hiểu tại sao Diệp Sùng Minh lại tức. Giận đến vậy, thì ra nhân vật chính trong video vừa rồi chính là con trai ông ta. Anh Cố Ngôn, thật ngại quá, khiến anh phải xem trò cười rồi, tôi hiện giờ phải đi xử lý chuyện này, nên không thể ngồi lại cùng anh được, Diệp Sùng Minh hít sâu một hơi nói với Cố Ngôn. Sùng Minh, chú như này khác nào coi tôi là người ngoài, có người dám đối với cháu tôi như vậy. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hẳn, tôi đi với chú, Cố Ngôn lập tức đáp lại có phần không vui. Vậy thì tốt quá,
có bán bộ tiên thiên võ giả như anh Cố Ngôn đây thì tôi muốn xem kẻ ngông cuồng kia có thể dở được thủ đoạn gì. Diệp Sùng Minh vừa nghe thấy vậy trong lòng lập tức thả lòng. Sau khi biết được Cố Ngôn đã đạt tới bán bộ tiên thiên, trong lòng đã có suy tính, ông ta muốn giữ Cố Ngôn ở lại nhà họ Diệp làm việc cho họ. Cậu lạc bộ giải trí quốc tế. Một nhóm cậu ấm lúc này gần như đã phát điên, từng người trong số họ đút cho Diệp Thiên Phàm ăn CT mà họ sản xuất ra, bản thân cũng sắp nôn mửa đến nơi. Bọn họ cực kỳ không muốn, vì dẫu sao việc này cũng đã khiến mình triệt để đắc tội với Diệp Thiên Phàm, sau chuyện này nhất định sẽ bị xử lý. Nhưng bọn họ càng không dám không làm theo, suy cho. Cùng chọc tới tên đại ma đầu kia họ cũng sẽ bị xử lý ngay tại lúc này. Diệp Thiên Phàm đã ngất đi vài lần, mỗi lần đều bị Trần Triệu Dương dùng châm bạc châm cho tỉnh lại, tinh thần của. Hẳn đã hoàn toàn sụp đổ. N, tại sao bản thân lại chọc? Trong lòng hắn vô cùng hối tới tên điên này, đúng là chân trần thì sợ gì người đeo giày mà. Sau này cho dù hẳn nghiền xương cốt Trần Triệu Dương thành cho bụi thì sợ rằng việc hôm nay hẳn bị sỉ nhục cũng đã lan truyền ra khắp Nam Hải, bản thân ngày sau làm sao còn có thể lăn lộn ở Nam Hải đây. Nghĩ tới đây hắn đối với Trần Triệu Dương có cảm giác vừa sợ vừa hận. Trần Triệu Dương, bỏ qua cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, sau này tôi sẽ không dám tái phạm nữa, Diệp. Thiên Phàm giờ này còn đâu hình tượng cậu ấm nhà họ Diệp, hắn quỳ trên mặt đất, khuôn mặt dính đầy thứ bẩn thỉu, tứ chỉ bị phế, toàn thân phát ra mùi hôi thối. Tao nói rồi, gấp 10 lần là gấp 10 lần, có vài việc nếu đã làm rồi thì phải gánh chịu hậu quả, Trần Triệu Dương mặt không cảm xúc lập tức xua tay lần nữa. Theo đó liền có một tên công tử bột run cầm cập bước tới, trong tay bưng một hộp cơm, đồ trong hộp cơm đương nhiên không nói cũng rõ. Tên khốn, mày dám, mày có tin tao khiến cả nhà mày ở Hải Nam này hoàn toàn biến mất không? Diệp Thiên Phàm nhìn chòng chọc người thường ngày vẫn cùng mình xưng huynh gọi đệ kia, lập tức bùng nổ cơn giận, phẫn nộ gầm lên. Cậu Diệp, tôi cũng không muốn làm vậy nhưng tôi không muốn chết, tên công tử bột kia nghe được lời này của Diệp. Thiên Phàm tức khắc run lấy bẩy. Nhưng khi nhìn thấy người trong góc đã hoàn toàn bại liệt kia, trong lòng hẳn ta liền trở nên kiên định hơn. Diệp Thiên Phàm sống chết nhìn chằm chằm tên đút mình ăn CT kia, chỉ hận không được giết tên khốn nạn này, nhưng tứ chỉ hẳn đều đã bị đánh gãy, căn bản là lực bất tòng tâm. Khốn nạn, dừng lại cho tao. Ngay khi Diệp Thiên Phàm cảm thấy bản thân sống không bằng chết, muốn cản lưỡi tự vẫn, triệt để kết thúc sự lăng nhục này thì một giọng nói tràn ngập phẫn hận truyền tới. Nghe thấy giọng nói này, biểu cảm Diệp Thiên Phàm tức khắc thay đổi, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng tột cùng. Trần Triệu Dương tất nhiên cũng nghe được giọng nói này, nhưng anh không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn chằm chằm tên công tử bột kia mà nói, tao bảo mày dừng lại à. Tiếp tục, tên công tử bột đó vốn còn tưởng rằng cứu binh tới rồi, cuối cùng cũng có thể dừng lại việc vừa kinh tởm vừa khiến hắn sợ hãi này lại, nhưng không ngờ tới tên ác ma kia lại bảo hắn tiếp tục. Nếu mày đã không muốn làm, vậy mày cứ thay hắn đi, dứt lời, Trần Triệu Dương trực tiếp ấn đầu tên công tử đó vào hộp cơm. Tên cậu ấm kia căn bản không kịp hối hận thì đã bị dọa cho bất tỉnh. Trước khi ngất đi, hẳn cuối cùng cũng thấu hiểu được nỗi thống khổ của Diệp Thiên Phàm, đây thực sự không phải là việc mà con người có thể chịu đựng được. Trần Triệu Dương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía người ở cửa. Hai người tầm tuổi trung niên bước vào, theo sau họ còn có một nhóm người mặc quần áo màu đen, rõ ràng là vệ sĩ. Diệp Phàm, con sao rồi, người tới là Diệp Sùng Minh và Cố Ngôn. Thấy con trai mình biến này bộ dạng này, ông ta suýt chút nữa đã nôn mửa, nhưng tốt xấu gì đó cũng là con trai mình, vì vậy ông ta sải bước đi nhanh tới. Bố, giết hẳn, không, đừng giết hẳn, con muốn đời này của hẳn phải sống trong đau khổ, xóc xương lóc thịt hẳn. Diệp Thiên Phàm thấy bố mình đã tới, lập tức khóc lóc thảm thiết, nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt thù hận nói. Phàm nhị, đừng lo, không chỉ có hắn, còn có tất cả những người liên quan tới hẳn, bố đều sẽ không bỏ qua. Đôi mắt Diệp Sùng Minh mang theo sự tức giận ngập trời nói, sau đó nhìn hướng Trần Triệu Dương. Mày muốn chết như thế nào? Diệp Sùng Minh lạnh lùng hỏi. Thế nào, ông chưa hỏi con trai mình đã làm những gì sao? Trần Triệu Dương nhíu mày, lạnh giọng đáp lại. Không cần phải biết, cho dù con trai tao đã làm những gì. Mày dám đánh con tao bị thương, sỉ nhục nó chính là mày sai, Diệp Sùng Minh lại vô cùng bá đạo mà trả lời. Trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên một tia lạnh lẽo, nói, chẳng trách lại nuôi ra được một thằng con hống hách ngạo mạn như vậy, thì ra nguyên do là nằm ở ông, đúng là bố nào con ấy. Bố, đứng nói nhảm với hắn nữa,
bố phế hẳn trước cho con. Diệp Thiên Phàm lại không có kiên nhãn nghe những lời này, phẫn nộ giống lên. Đánh gãy tứ chỉ hắn cho tôi, Diệp Sùng Minh gật đầu, sau đó phất tay, đám người mặc đồ đen phía sau liền ùn ùn xông thẳng về phía Trần Triệu Dương. Một lũ kiến hôi cũng dám ra tay với tao, cút, đôi mắt Trần Triệu Dương mang theo tia sát ý, thân mình chợt lóe lên rồi vọt vào trong đám người. Ba, bằng. Tiếp đó vang lên một loạt tiếng bạt tai. Những tên vệ sĩ công kích về phía Trần Triệu Dương ào ào bị bắn bay ra ngoài, nặng nề đập lên tường, từng người đều không thể gượng dậy. Mày! Diệp Sùng Minh không nghĩ tới những cao thủ mà mình phải trả một số tiền lớn để chiêu mộ về lại không phải là đối thủ của Trần Triệu Dương, trực tiếp bị người đá tát bay ra ngoài, quả thực quá mất mặt. Đồng thời đánh giá trong lòng của ông ta đối với Trần Triệu Dương cũng gia tăng. Cậu là võ giả, người vẫn luôn đứng bên cạnh Diệp Sùng Minh Cố Ngôn lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta bước tới trước mặt Trần Triệu Dương, đáng tiếc, chưa tiến tới tiên thiên, chung quy cũng chỉ là kiến hôi. Theo như Cố Ngôn thấy, Trần Triệu Dương này mới đạt được minh kình của hậu thiên võ giả, đối với loại võ giả như, anh, ông ta chỉ dùng một tay cũng có thể đánh được một đám. Diệp Thiên Phàm ban đầu thấy những người mà bố mình dẫn tới đều bị Trần Triệu Dương đánh bại thì cả khuôn mặt đều tràn ngập tuyệt vọng, nhưng khi nghe được lời nói của Cố Ngôn, mắt hắn nhất thời sáng lên. Diệp Thiên Phàm mặc dù không phải là võ giả, nhưng nhà họ Diệp bọn họ cũng có võ giả, hơn nữa ông cụ nhà họ Diệp cũng chính là ông nội của Diệp Thiên Phàm là một tiên thiên võ giả, nếu không những năm này nhà họ Diệp sớm đã bị đẩy khỏi vị trí gia tộc đứng đầu của Nam Hải rồi. Ông lại là đứa nào? Ông là tiên thiên, Trần Triệu Dương vốn còn tưởng rằng người trước mắt này cũng đạt tới tiên thiên rồi, kết quả khi anh tập trung quan sát, chỉ là một bán tiên thiên, giống như người này vừa nói, chưa tới tiên thiên chung quy vẫn là một con kiến. Cậu, Cố Ngôn không nghĩ tới tên nhãi con trẻ tuổi này, nói chuyện lại vô lý tới vậy, thoáng chốc bị chọc tức tới nói không ra lời. Muốn đánh thì đánh, cào nhau nói nhảm nhiều quá, trong mắt Trần Triệu Dương lộ ra một tia không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói. Nếu đã muốn chết vậy tôi sẽ giúp cậu, khiến cậu cảm nhận được sự khủng bố của cảnh giới tiên thiên, Cố Ngôn uy nghiêm nói. Sau đó khí thế trên người ầm ầm bạo phát, dưới chân vừa đạp mạnh, gạch lát nền trên mặt đất trong giây lát đều rạn nứt. Mà cơ thể của Cố Ngôn lại lao về phía Trần Triệu Dương. Đây chính là tiên thiên võ giả sao? Quá khủng bố rồi, Diệp Thiên Phàm thấy tư thế oai hùng của Cố Ngôn đôi mắt lập tức tỏa sáng. Trần Triệu Dương, mày cuối cùng sẽ phải chết thôi. Đợi mày chết rồi, xem tao giày vò Giang Uyển Quân như thế nào, không chỉ cô ta, còn có tất cả những người bên cạnh mày. Thấy Trần Triệu Dương bị khí thế của Cố Ngôn bao trùm lấy cũng không có lấy một cử động. Đôi mắt Diệp Thiên Phàm lộ ra sự căm hận điên cuồng mà gầm lên. Ba, đúng tại lúc này, một bóng người bay ra. Ha ha, Trần Triệu Dương, mày chết chắc, Diệp Thiên Phàm thấy vậy thì cười cuồng loạn. Diệp Sùng Minh vô cùng tin tưởng Cố Ngôn, chứng kiến một màn này sắc mặt cũng vẽ ra nét cười. Ông nói đúng, chưa tới tiên thiên, cuối cũng vẫn là một con kiến mà thôi. Đúng thời khắc này, giọng nói của Trần Triệu Dương truyền tới, bố con nhà họ Diệp rốt cục nhìn rõ. Người bay ra ngoài căn bản không phải là Trần Triệu Dương mà là Cố Ngôn người mà hai người họ vẫn luôn kỳ vọng. Những vệ sĩ vừa rồi đúng là không địch lại được, nhưng không ngờ tới đường đường là một chuẩn tiên thiên võ giả cũng bị một tát bắn ra ngoài, điều này quả thực đã đánh đổ nhận thức của họ. Vậy một con kiến nhỏ bé mới tới bán bộ tiên thiên như ông, ai cho ông lá gan khiêu chiến với tôi, Trần Triệu Dương thả chậm bước chân, chậm rãi tiến về hướng Cố Ngôn, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm. Nếu không phải anh bỗng nhiên đột phá cảnh giới tiên thiên, thì e rằng lần này thực sự đã bị cống ngầm lật thuyền rồi. Cậu không phải là hậu thiên võ giả, cậu là một tiên thiên võ giả chân chính, một nửa bên mặt của Cố Ngôn đều đã bị đánh nát, ông ta nhổ ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sợ hãi nhìn Trần Triệu Dương chòng chọc. A, à, hai bố con nhà họ Diệp nghe được câu này của Cố Ngôn thì kinh hoàng thất sắc, phải biết rằng ông cụ nhà họ Diệp chính là tiên thiên võ giả. Họ đã quá hiểu rõ sự khủng bố của tiên thiên võ giả. Phải biết rằng hơn 10 năm trước, nhà họ Diệp không phải là gia tộc lớn gì, chỉ vì ông cụ nhà họ Diệp bỗng nhiên đột phá tới tiên thiên, mới có thể dẫn dắt nhà họ Diệp tới trình độ ngày hôm nay. Nhưng Trần Triệu Dương này xem ra mới hơn 20 tuổi, lại đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thì có bao nhiêu yêu nghiệt đây. Diệp Sùng Minh vốn đang tức giận không thôi, trong lòng lại không ngừng chuyển động. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên nhúng tay vào chuyện này, tôi bây giờ sẽ rời đi ngay, sau khi Cố Ngôn cảm nhận được Trần Triệu Dương là một tiên thiên võ giả, liền mất hết tự tin, run rẩy nói. Tự đánh gãy một cánh tay rồi cút,
Trần Triệu Dương dừng lại bước chân, không tiếp tục đi về phía trước, lạnh giọng nói. Nghe Trần Triệu Dương nói xong, sắc mặt Cố Ngôn đột nhiên thay đổi, nếu như tự đánh gãy một cánh tay, chiến lực của ông ta nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng nếu nhưng không đánh gãy, sợ rằng ngay cả mạng cũng không giữ nổi. So sánh thiệt hơn trong giây lát, Cố Ngôn nghiến răng, nhấc lên tay phải mạnh mẽ vỗ lên tay trái. Răng rắc, âm thanh xương cốt đứt đoạn vang lên, sắc mặt Cố Ngôn trở nên chằng nhợt. Cút đi, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nhìn hai bố con nhà họ Diệp. Trước khi rời đi Cố Ngôn hung dữ liếc bố con nhà họ Diệp, hiển nhiên ông ta đã tính sổ việc mình bị gãy tay và trọng thương lên người hai người họ. Nếu như không phải thằng con mắt mù ngu ngốc của Diệp Sùng Minh đắc tội với người không nên đắc tội, ông ta làm sao lại đến nông nỗi này. Sắc mặt Diệp Thiên Phàm lúc này càng khó coi, hắn ta không nghĩ tới đích thân bố mình tới, còn dẫn thêm Cố Ngôn bán bộ tiên thiên cũng không thể ngăn cản Trần Triệu Dương lại. Những tên công tử bột kia giờ phút này toàn bộ đều im bặt như ve sầu mùa đông, họ căn bản không ngờ tới tên Trần Triệu Dương này lại cường thế đến như vậy, giày vò Diệp Thiên Phàm một cách tàn nhẫn, hiện tại Diệp Sùng Minh đã đích thân tới đây cũng không hề nể mặt. Tôi là Diệp Sùng Minh, người đứng đầu nhà họ Diệp, cũng là bố của Diệp Thiên Phàm, việc lần này là lỗi của chúng tôi, Phàm Nhi cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, còn chưa đủ sao. Diệp Sùng Minh hít sâu một hơi, ngữ khí chậm rãi, cố gắng khiến bản thân không để ngọn lửa giận trong lòng bùng nổ. Bố, nghe được lời này của bố, Diệp Thiên Phàm tức khắc hoảng loạn, không lẽ mối thù của hắn không báo nữa? Diệp Sùng Minh lại hung ác trừng mắt nhìn con trai, ra hiệu cho hắn đừng nói chuyện. Tôi nói rồi, muốn làm gì tôi cũng được, nhưng nếu động tới người bên cạnh tôi vậy thì phải gánh lấy lửa giận của tôi. Nói gấp 10 lần thì chính là 10 lần, còn thiếu 3 người nữa, Trần Triệu Dương biểu cảm hờ hững nhìn bố con nhà họ Diệp, lạnh nhạt nói. Bố, con không muốn, nếu thêm một lần nữa thì con sẽ chết, con không muốn sống nữa, Diệp Thiên Phàm nghe vậy sắc mặt trở nên tái mét, những lần trước đó gần như đã đẩy hẳn tới ranh giới của sự suy sụp, nếu lại thêm một lần, hẳn chắc chắn sẽ sụp đổ. 30 triệu tệ, tôi sẽ bồi thường cho cậu 30 triệu tệ, hãy bỏ qua cho con trai của tôi, Diệp Sùng Minh nghiến răng tới sắp chảy máu rồi, ông ta lúc này không còn cách nào khác, Trần Triệu Dương quá mạnh. Dưới trướng ông ta căn bản không có người nào có thể dùng để đối phó với anh. Nhưng ông ta thề, đợi đến khi bố ông ta xuất quan, nhất định phải nghiền Trần Triệu Dương thành cho bụi. Tôi không thiếu 30 triệu này, muốn tôi tha cho con trai ông cũng được, 300 triệu, ánh mắt Trần Triệu Dương dịch chuyển khỏi người Diệp Thiên Phàm, nhìn về phía Diệp Sùng Minh. Cái gì, cậu sao không đi ăn cướp đi? Tuyệt đối không thể được, Diệp Sùng Minh vừa nghe liền giống như mèo bị giẫm phải đuôi, phẫn nộ trào dâng mà nói. 400, Trần Triệu Dương không cho ông ta có cơ hội nói nhảm, trực tiếp lại tăng thêm 100 triệu. Nghe được lời này của anh, Diệp Sùng Minh xém chút thì tức điên lên, nhưng ông ta sợ nếu bản thân lại nói nhiều thêm một câu thì tên khốn này lại tăng giá. Được, tôi đồng ý, 400 triệu tệ, Diệp Sùng Minh hít sâu một hơi, đè ép lại ngọn lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng, cắn răng đáp. Diệp Thiên Phàm lúc này thực sự không dám lên tiếng nữa, mà những tên công tử bột kia cũng bị dọa sợ chết khiếp. Đây còn là nhà họ Diệp bá đạo không gì sánh bằng nữa hay không? Ngay cả nhà họ Diệp cũng phải dè chừng trước mặt Trần Triệu Dương, không lẽ nói, trật tự của Nam Hải này sắp có biến hay sao? Nhưng sau đó bọn họ liền bắt đầu hoảng loạn, phải biết rằng, trong số bọn họ trừ tên bị đánh ngất xỉu kia, ai ai cũng đã chăm sóc Diệp Thiên Phàm rất kỹ càng, đợi Diệp Thiên Phàm trở lại bình thường, sợ rằng ngày tháng yên bình của họ sẽ phải kết thúc. Đúng lúc này, vài bóng người vội vội vàng vàng bước vào. Trần Triệu Dương quay ra nhìn, vậy mà là ông cụ Cố và Nam Cung Yến, đi theo phía sau còn có Giang Tử Phong, điều này khiến trong lòng anh lập tức len lỏi một dòng ấm áp. Phải biết rằng, anh tới câu lạc bộ giải trí quốc tế này cũng hơn một tiếng rồi, nhưng không chỉ có ông cụ Cố và Nam Cung Yến đến mà còn cả Giang Tử Phong vốn dĩ cũng có thể coi như không liên quan tới mình, không nghĩ tới tiểu đệ mà anh Trần trừ không thu nhận này lại vội vã tới chỉ viện cho mình. Trần Triệu Dương, anh không sao chứ, Nam Cung Yến thấy cảnh tượng hỗn loạn. Lập tức tự nhủ không ổn, liền cực nhanh tới bên cạnh Trần Triệu Dương, gấp gáp hỏi. Anh đương nhiên là không sao, yên tâm, em đứng qua một bên trước, đợi anh xử lý xong chuyện này đã. Trần Triệu Dương nhìn chăm chú biểu cảm khẩn thiết kia của Nam Cung Yến, trong lòng lại vui mừng tới cực điểm. Ông chủ Diệp, việc lần này có thể nể mặt lão già cổ hủ này hay không, muốn bồi thường bao nhiêu, cậu cứ nói, ông cụ Cố lập tức bước ra một bước, đứng đối diện Diệp Sùng Minh nói. Hai mắt Diệp Sùng Minh thoáng co rút lại,
ông ta không ngờ tới cả ông cụ Cố không màng danh lợi cũng bảo vệ tên Trần Triệu Dương này, xem ra Trần Triệu Dương không đơn giản chỉ là có võ công cao siêu. Nhưng nghe ông cụ nói lời này trong lòng Diệp Sùng Minh lại vô cùng đăng chát. Ông ta nào dám muốn bồi thường cái gì, là ông ta phải bồi thường. Ông Cố, chúng tôi xin đi trước, Diệp Sùng Minh không nhiều lời, liền sai bảo thủ hạ mang theo con trai trực tiếp rời đi. Những cậu ấm kia vừa thấy chủ nhân nhà họ Diệp đều đã rời khỏi, họ cũng vội vàng đi theo, thấy vậy Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản lại. Nhóm người ông cụ Cố nhất thời ngây ngẩn, Diệp Sùng Minh này sao lại không báo thủ vậy? Cứ như vậy từ bỏ. Lão đại, anh không sao chứ? Em gọi điện thoại cho bác cả em rồi, nhưng bác ấy nói không có cách nào tham dự vào việc này. Bởi vậy, xin lỗi, là do em quá vô dụng, gương mặt Giang Tử Phong mang theo áy náy nói với Trần Triệu Dương. Tiểu Phong, không sao, mọi việc đã được giải quyết rồi, từ khoảnh khắc Giang Tử Phong xuất hiện ở đây, Trần Triệu Dương đã chấp thuận cậu ta, người tiểu đệ này, anh đã quyết định thu nhận. Triệu Dương, đi thôi, đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác nói, ông cụ Cố mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng liếc mắt thấy hiện trường lộn xộn này, cũng không nói nhiều. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ giải trí quốc tế, họ tới nhà Nam Cung Yến, nghe xong Trần Triệu Dương nói, cả ba người đều trở nên trầm mặc. Triệu Dương, cậu có biết vì sao nhà họ Diệp có thể sừng sững không đổ ở Nam Hải này không? Ông cụ Cố thở dài, sau đó mở miệng hỏi. Bởi ông cụ của nhà họ Diệp là tiên thiên võ giả, hơn nữa hơn 10 năm trước đã là tiên thiên võ giả rồi, nghe nói 2 năm gần đây ông ta đều đang bế quan, một khi ông ta xuất quan, sợ rằng tu vi sẽ càng lợi hại hơn. Diệp Sùng Minh không phải là kẻ ngốc, ông ta biết lúc này cứng rắn đối đầu với cậu không phải là một hành động sáng suốt, vì vậy mới cúi đầu, còn bồi thường cho cậu. Nhưng, một khi ông cụ của nhà họ Diệp xuất quan, vậy phiền phức của cậu cũng theo đó mà tới. Ông cụ Cố có chút không biết làm sao nhìn Trần Triệu Dương nói, sự việc cũng đã xảy ra, ông không thể trách móc Trần Triệu Dương quá manh động, chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để giải quyết vấn đề. Đừng lo lắng. Chỉ cần nhà họ Diệp không dở trò quỷ, tôi gặp chiêu tiếp chiêu. Trần Triệu Dương lại không đặt nặng chuyện này, anh không đơn giản là một tiên thiên võ giả, nếu cộng thêm đôi mắt xuyên thấu của bản thân, vậy chiến lực của anh sợ rằng còn dũng mãnh hơn so với tiên thiên đại thành. Trần Triệu Dương, nếu không được thì anh ra tránh đi đâu đó một khoảng thời gian đi, Nam Cung Yến nghe được phân tích của ông cụ Gố, trong lòng không yên, bản thân cô cũng không biết mình đang lo lắng cho Trần Triệu Dương. Đúng vậy. Lão đại, núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt, anh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, không cần phải cứng rắn liều mạng với ông già nhà họ Diệp kia, đợi anh tu luyện có thành tựu, lại quay trở về, cũng không cần sợ họ nữa. Giang Tử Phong cũng bắt đầu khuyên nhủ Trần Triệu Dương, hiển nhiên cậu ta cũng thực sự quan tâm tới Trần Triệu Dương. Yên tâm, nếu như không nắm chắc, với thực lực của tôi, muốn trốn thoát không thành vấn đề, Trần Triệu Dương lại không thể rời đi, chung quy nhiệm vụ của anh cũng là bảo vệ Nam Cung Yến. Nếu như bản thân rời khỏi, không chắc nhà họ Diệp sẽ không ra tay với những người bạn bên cạnh mình. Đến rồi, đúng lúc này, đôi mắt Trần Triệu Dương bỗng nhiên nheo lại, nói với ông cụ Cố, ông Cố, giúp tôi bảo vệ hai người họ, tôi ra ngoài một lát. Trần Triệu Dương cũng không ngờ nhà họ Diệp lại đến trả thù nhanh như vậy, mình vừa bước chân ra khỏi câu lạc bộ không bao lâu, nhà họ Diệp đã cử người đến. Không sai, vừa rồi Trần Triệu Dương đã cảm giác được một mối nguy hiểm đang rình rập. Nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh mới có thể nhanh chóng tránh qua một bên. Bằng! Một tiếng súng vang lên, chỗ Trần Triệu Dương vừa đứng đã bị đạn của súng bắn tỉa chọc thủng. Trần Triệu Dương dặn dò ông cụ Cố vài câu, sau đó anh như một con báo săn mồi vụt phóng ra ngoài. Anh biết, mục tiêu của đối phương là anh, nếu anh vẫn cứ ở lì trong phòng, e rằng cả Nam Cung Yến và Giang Tử Phong đều sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì hai người bọn họ cũng chỉ là người bình thường thôi. Hơi trái lại tao muốn xem mày có bao nhiêu bản lãnh, Trần Triệu Dương phóng ra mấy bước thì phát hiện tay súng bản tỉa kia lại không theo sát mình, dĩ nhiên không phải đối phương không theo kịp anh mà chỉ là đang tìm cơ hội bóp cò thôi. Nếu mày không ra thì tao sẽ đến đó. Trần Triệu Dương động não, sau đó cả người vụt qua nhanh như chớp, anh di chuyển theo hình chữ Z, vọt tới chỗ tay súng bản tỉa đang ẩn nấp. Tay súng bản tỉa kia bản phát đầu không trúng thì nhanh chóng chuyển chỗ. Nhưng khi hắn ta định đổi một chỗ bắn lý tưởng hơn để tiếp tục bản phát kế, thì chợt nhận ra không tài nào nhắm chuẩn vào Trần Triệu Dương được. Quỷ yêu gì thế này, làm sao người này biết được mình nhắm vào đâu mà né tránh, tay súng bản tỉa nhìn từng nhịp bước chân của Trần Triệu Dương nhất thời cả kinh.
nhìn sơ thì kiểu bước chân này khá đơn giản, nhưng nếu đang trong trận chiến thì tỷ lệ thành công không hề cao, tuy nhiên đây là cách duy nhất để né tránh những tay súng bản tỉa. Mẹ kiếp, nhiệm vụ thất bại, yểm trợ tôi rút lui, lúc Trần Triệu Dương cách hắn không còn xa, tay súng bắn tỉa nhanh chóng ra lệnh. Sau đó, tiếng súng từ bốn phương tám hướng vang lên liên hồi. Trần Triệu Dương vốn định giải quyết tay súng bắn tỉa này, nhưng lại bị những tay súng xung quanh quấy nhiễu, chỉ đành trơ mắt nhìn tay súng bắn tỉa kia rời đi. Nếu đã không bả được tay súng bản tỉa thì Trần Triệu Dương lập tức đổi mục tiêu qua những tay súng còn lại. Những tay súng đó không ngờ tốc độ của Trần Triệu Dương lại nhanh đến thế, vừa định rút lui thì đã không còn kịp. Ngay lúc Trần Triệu Dương vừa tìm được một tay súng, định quật ngã hẳn, ép hẳn ta nói ra người chủ mưu phía sau, thì đột nhiên cảm giác tim đập nhanh dự báo nguy hiểm lại ập. Đến! Mẹ kiếp, đến tận một đôi bản tỉa sao, Trần Triệu Dương lập tức né đạn, nhưng tay súng anh đang chế ngự lại bị bản vỡ đầu. Sắc mặt Trần Triệu Dương vô cùng khó coi. Cặp đôi bắn tỉa này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, hơn nữa tay bản tỉa này giữ khoảng cách vô cùng hoàn hảo, một người chịu trách nhiệm bản lén, người còn lại thì yểm trợ rút lui. Mà lúc này, nhiệm vụ chính của hai tay bắn tỉa là xử gọn những tay súng còn lại, chính xác hơn là muốn giết người diệt khẩu. Tổng cộng có 7 tay súng, Trần Triệu Dương còn chưa tìm được tên nào thì đều đã bị tay bản tỉa diệt sạch. Dựa vào tốc độ của anh, thật ra vẫn có thể đuổi kịp hai tay bản tỉa kia. Nhưng anh sợ rằng bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn, thế nên đuổi không bao xa thì trở lại. Trần Triệu Dương, sao rồi, ông cụ cố thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Trần Triệu Dương quay lại, bọn họ nghe. Thấy tiếng súng nổ đùng đùng bên ngoài thì đã vô cùng lo lắng. Hai tên bản tỉa chạy rồi, mấy tên còn lại đều bị diệt khẩu, Trần Triệu Dương lắc đầu nói, vốn là nếu có thể tra hỏi là ai đã sai khiến, thì anh sẽ chủ động ra tay trước, nhưng giờ thì không được rồi. Xem ra khoảng thời gian này, mọi người ra ngoài thì phải cẩn thận. Chuyện lần này đối với nhà họ Diệp mà nói là sự khiêu khích lớn nhất, nếu như bọn họ không làm gì thì chẳng khác vứt bỏ hết mặt mũi ở đất Nam Hải này. Vẻ mặt ông cụ cố tràn ngập lo lắng nói. Mặc dù ông cụ vô cùng tin tưởng vào thực lực của Trần Triệu Dương, nhưng theo tình hình trước mắt, thủ đoạn của đối phương không phải là hạng xoàng. Yên tâm, tôi còn mong bọn họ mau tìm tới, để tôi giải quyết một lần cho xong. Trần Triệu Dương nấy giờ luôn bực bội trong người, vậy mà lại để cho hai tay súng bản tỉa kia chạy thoát, nếu như anh cũng có một cây súng bản tỉa trong tay thì hai tên kia đừng hòng chạy được. Ông cụ cố và Giang Tử Phong nhanh chóng rời đi, chỉ còn Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương ở lại, ông cụ cố sẽ tìm người dọn dẹp thi thể của mấy tay súng ở bên ngoài sau. Vợ ơi, anh bị thương rồi, đau quá đi mất, nhìn thấy hai con kỳ đã cản mũi đã rời đi, Trần Triệu Dương liền nằm vật ra sofa, mặt mày tràn đầy đau đớn. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, Nam Cung Yến nhất thời luống cuống tay chân, nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Triệu Dương đưa tay nắm lấy tay anh. Anh bị thương ở đâu, có sao không hả? Nam Cung Yến nóng ruột tới sắp khóc, giờ phút này trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, từng hồi tiếng súng vừa nãy thật sự quá đáng sợ, cô cực kỳ lo lắng Trần Triệu Dương sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Trần Triệu Dương lại đột nhiên la lên, cô đương nhiên vô cùng hoảng sợ. Ngực anh đau quá, Trần Triệu Dương hí hí mắt nhìn Nam Cung Yến nói. Đau ở đây à, vậy phải làm sao bây giờ, Nam Cung Yến sốt ruột đặt bàn tay mềm mại lên ngực Trần Triệu Dương xoa xoa. Cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương vô cùng thỏa mãn. Còn ở đây, chỗ này. Rất nhanh sau đó, Nam Cung Yến cảm thấy có gì đó sai sai, sắc mặt cô bỗng nhiên lạnh xuống, đứng phắt dậy, đá cho Trần Triệu Dương một cái thật mạnh vào chân. Đồ xấu xa, đồ lưu manh, đồ mặt dày. Mảng xong. Nam Cung Yến vọt lên phòng. Cái tên đều cắn kia mặt dày chết đi được. Về đến phòng mình, Nam Cung Yến chôn đầu trong chăn nhưng miệng vẫn còn càm ràm. Nhưng mà vừa nãy mình thật sự đã lo lắng cho anh ấy sao? Không phải, sao mình lại có thể lo cho cái tên lưu manh đó được chứ? Tuyệt đối không phải, nhất định là bị ảo giác rồi. Cơ mà tên xấu xa kia dù hơi manh động nhưng cũng ra dáng đàn ông lắm. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc. Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến dần đỏ ửng. Dưới lầu, Trần Triệu Dương ôm cái chân đau nhưng miệng. Lại cười tâu toét. Người phụ nữ này ra tay nhẫn tâm quá, giày cao gót mà đạp kiểu này, đau lắm chứ đùa. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Triệu Dương đột nhiên nhận được một tin nhắn, mở tin nhắn ra xem, rốt cuộc khóe miệng anh liền kéo lên. Cuối cùng ông đây cũng có tiền rồi, ông già kia bóc lột mình bao năm, sau cùng cũng chịu chuyển khoản rồi.
Tại phòng khách nhà họ Diệp, Diệp Thiên Phàm đã được rửa mặt chỉnh chu lại, nhưng sắc mặt hẳn ta vẫn cực kỳ khó coi. Vẻ mặt người nhà họ Diệp bên trong phòng khách cũng chẳng hơn là bao. Lúc này, toàn bộ nhà họ Diệp yên ảng như sắp sửa xảy ra một trận phong ba bão táp. Chú ba, song tử đã trở về chưa? Diệp Sùng Minh đột nhiên mở miệng hỏi một người đàn ông cao gầy trong đó. Anh cả, song tử về rồi, nhưng lại thất bại, Diệp Sùng Sâm nghiêm túc trả lời. Song tử mà thất bại sao? Vậy có để bại lộ không? Diệp Sùng Minh có hơi sửng sốt một chút, dĩ nhiên ông ta không ngờ song tử lại thất bại được, nên biết song tử chính là tay. Súng bản tỉa át chủ bài của nhà họ Diệp bọn họ. Hai người này là anh em sinh đôi nên có thần giao cách cảm, bọn họ không cần giao tiếp bằng ngôn từ, chỉ cần một người hành động, người còn lại e hẳn sẽ biết phối hợp như thế nào, có thể nói là sự hợp tác hoàn hảo. Không ngờ, tay súng bản tỉa át chủ bài vậy mà lại thất bại, xem ra phải cân nhắc lại kế hoạch đối phó với Trần Triệu Dương rồi. Chuyện của Trần Triệu Dương mọi người thấy sao? Diệp Sùng Minh mở miệng hỏi tất cả mọi người nhà họ Diệp. Chuyện này phải xử lý một cách sạch sẽ, em đã cử người đi xóa hết video rồi, nhưng ai biết chuyện cũng đã bị bịt miệng, Diệp Minh Vĩ đứng dậy nói với Diệp Sùng Minh. Chú làm tốt lắm, Diệp Sùng Minh gật đầu hài lòng, ông A cũng biết đây là cách tốt nhất rồi, sau đó nhìn về phía Diệp. Sùng Hoan người con thứ hai có kinh nghiệm dày dặn phụ trách đối ngoại của gia tộc. Chú hai, chú thấy sao, Diệp Sùng Minh gọi tên Diệp Sùng Hoan, tất nhiên là ông ta không chỉ lấy danh nghĩa báo. Tư thù cho con trai mà bàn chuyện. Chuyện này ảnh hưởng rất xấu đến danh dự nhà họ Diệp. Của chúng ta, nếu như chúng ta không làm ra trò, e rằng sẽ làm cho toàn bộ người nhà họ Diệp thành trò cười ở Nam Hải. Thế nên tôi đề nghị phái ám vệ đi giết Trần Triệu Dương để lấy lại danh dự cho nhà họ Diệp. Diệp Sùng Hoan là phe cánh của Diệp Sùng Minh, và lại ông ta hiểu rõ anh cả của ông ta nhất, đương nhiên phải tiếp lời của Diệp Sùng Minh. Nghe được những câu nói này của Diệp Sùng Hoan, đám người nhà họ Diệp cũng không có lời phản bác nào, chuyện lần này quả thật ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Diệp của bọn họ. Nếu đã thế, vậy phái ám vệ ra tay giết hắn đi, vừa khéo dẫn mặt những gia tộc khác, để bọn họ thấy ra thế nhà họ Diệp chúng ta lớn mạnh thế nào, một cụ ông mở miệng nói. Tôi lại thấy không ổn, ám vệ là lực lượng cuối cùng của nhà họ Diệp chúng ta. Nếu như bây giờ lật con át chủ bài này lên, nhà họ Diệp chúng ta sẽ không còn gì nữa, lúc này... Một cụ ông cùng chỉ với Diệp Sùng Minh, không quá đồng ý lên tiếng. Đúng đó, tên Trần Triệu Dương này là một thiên tài võ giả, không phải loại vô dụng gì, dù cho là ám vệ, nếu muốn giết được ha thì cũng tổn thất không ít. Có người phản đối thì cũng có người tán thành, dù sao thì gia tộc càng lớn, thì tranh đấu nội bộ cũng càng nhiều. Không sai, chuyện này vốn là cháu Thiên Phàm gây hấn với người ta trước, người ta trả thù là lẽ đương nhiên. Nhưng mà Trần Triệu Dương dám đánh gãy cả hai tay hai chân của Thiên Phàm, chúng ta không thể để yên cho hắn được, tôi đề nghị tìm sát thủ hoặc lính đánh thuê ra tay. Tuy rằng có người đồng ý phải trả thù Trần Triệu Dương, nhưng lại không muốn tự mình động vào, tiêu hao lực lượng gia tộc. Chuyện đã đến nước này rồi, chú hai, chuyện tìm sát thủ hoặc lính đánh thuê giao lại cho chú, tôi muốn trong vòng một tuần có thể nhận được tin tốt, Diệp Sùng Minh thấy một vài người phản đối thì trong lòng ông ta đã sắp bùng nổ rồi. Lúc này, ông ta nhìn về phía mấy người phản đối kia với một ánh mắt sắc lẹm. Hừ, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng mà đã lo chạy đi tìm Trần Triệu Dương tính số, ngộ nhỡ xảy ra chuyện làm nhà họ Diệp chúng ta vùi chôn vào vực thẳm, thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đây? Đúng đấy, Trần Triệu Dương mới bao tuổi mà đã đạt tới mức thiên tài, sau lưng hắn chắc chắn phải có thầy hoặc thế lực chống lưng, chẳng lẽ chỉ vì một Diệp Thiên Phàm mà cả nhà họ Diệp chúng ta phải đối địch với một thế lực lớn mạnh nào đó sao? Những người phản đối kia đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Sùng Minh, nhưng bọn họ cũng chả sợ, bao năm rồi, Diệp Sùng Minh cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Lão Thất, Lão Cửu ngân sách nổi tiếng, lúc này, Diệp Sùng Minh gọi tên hai người vừa lên tiếng, phía sau lại có câu ngân sách nổi tiếng rồi không nói thêm gì cả. Khi nghe được thấy Diệp Sùng Minh nói, sắc mặt Lão Thất và Lão Cửu đột nhiên biến sắc, lập tức ngậm miệng lại. Những người khác vừa nhìn đã biết. E rằng Lão Thất và Lão Cửu đã bị Diệp Sùng Minh nằm thóp rồi. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, tan họp, Diệp Sùng Minh lạnh lùng quét mắt nhìn những người còn lại, xoay người đẩy con trai mình rời đi. Lúc Triệu Ngũ biết được Diệp Thiên Phàm bị Trần Triệu Dương đánh gãy tay chân, hơn nữa lại còn bị đè đầu vào bãi phân, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì ông ta nhớ lại chuyện mình gọi điện cảnh báo với Diệp Thiên Phàm, lỡ như Trần Triệu Dương biết được, vậy. Mình.
Nghĩ tới đây Triệu Ngũ thấy hối hận không thôi, sao mình lại lắm mồm thế chứ, bây giờ lấy lòng nhà họ Diệp không được mà ngược lại còn đắc tội cả Trần Triệu Dương. Nhưng mà ông ta cũng biết, chuyện này sẽ không dừng lại ở đó, nhà họ Diệp chắc chắn không để yên, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội bên nào cả. Người đâu, đặt cho tôi một vé máy bay đi đảo Hồng Kông, tôi muốn đi nghỉ dưỡng, Triệu Ngũ sai người đặt vé máy bay chạy trốn. Đối với chuyện lần này, dĩ nhiên là Giang Sơn nhận được tin tức cặn kẽ hơn bất kỳ ai. Quả thật không ngờ Trần Triệu Dương lại còn là thiên tài võ giả, sau khi ông ta biết được Trần Triệu Dương là thiên tài võ giả, trong lòng Giang Sơn lại thấy có chút hối hận. Ông ta cũng cho rằng phía sau Trần Triệu Dương chắc chắn có ô dù, không thì làm sao còn trẻ như vậy đã đạt được thành tựu thiên tài võ giả. Dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền, bây giờ có muốn gì nữa cũng đã muộn. Vẫn nên lẳng lặng nhìn nhà họ Diệp đánh nhau với Trần Triệu Dương thôi, ông ta cũng muốn xem thử Trần Triệu Dương còn lá bài nào chưa lật, tốt nhất là làm cách nào ép ông cụ Diệp phải ra mặt. Tại nhà Nam Cung Yến, sau khi Trần Triệu Dương về phòng thì tiếp tục luyện tập. Hơn 10 năm trước, ông cụ Diệp chính là thiên tài võ giả, ông cụ đã bế quan nhiều năm, e rằng thực lực càng khó lường. Nếu mình không nhanh chóng cải thiện bản thân, kế tiếp chắc sẽ không dễ chơi như trước. Không lẽ tên khốn kiếp kia bị thương thật chứ? Sáng hôm sau, Nam Cung Yến từ trên lầu đi xuống, thấy cửa phòng Trần Triệu Dương vẫn đóng chặt, nhất thời có chút không yên tâm. Mặc dù Trần Triệu Dương vẫn đang luyện tập, nhưng anh vẫn không lơ là biệt thự, nhà họ Diệp lúc này chắc vẫn đang bàn bạc kế hoạch trả thù anh không muốn bởi vì một chốc lơ là của mình mà để người bên cạnh phải chịu thương tổn. Cảm nhận được Nam Cung Yến đang đứng bên ngoài, Trần Triệu Dương lập tức thu hồi công lực mở cửa. Sao đứng ngoài cửa không vào thế vợ? Chẳng lẽ em đang tính tối nay sẽ làm chuyện gì đó xấu hổ với anh sao? Trần Triệu Dương ra vẻ lưu manh cười híp mắt nói với Nam Cung Yến. Xì, đồ lưu manh, tôi chỉ tới xem anh có phải ngủ tới chết luôn rồi không? Nam Cung Yến xấu hổ nổi giận nói. Hai, nếu để anh sang phòng em ngủ, anh thật sự có thể ngủ thích chết luôn đó. Trần Triệu Dương nhìn khuôn mặt đỏ ửng hôm nay lại xinh đẹp hơn ngày thường, trêu ghẹo. Hứt đồ lẻo mép. Coi chừng tôi tống cổ anh đi đó, Nam Cung Yến vừa nghe xong thì tức đến ngứa răng ngứa lợi, lúc này chỉ biết quơ quơ nắm tay nhỏ đe dọa. Vợ ơi, sáng nay anh ngồi ké xe em đi làm được không? Trần Triệu Dương mặt dày xin xỏ. Không được, Nam Cung Yến đanh mặt lại lắc đầu nói. Hai, anh thấy anh đáng thương ghê, hôm qua vừa bị thương, giờ còn phải đi làm, cũng chẳng có ai thương xót gì anh cả, Trần Triệu Dương bày ra vẻ đáng thương tỉ tê. Nam Cung Yến lại chẳng màng anh đứng đó giả vờ, đi một mạch ra cửa. Trần Triệu Dương thấy thế chỉ đành tự thân vận động đến công ty thôi. Vừa đến công ty, đã thấy đám tiểu mao luyện tập buổi sáng rồi, mà Dương Lệ đứng cách đó không xa, trên người mặc một bộ đồ rằn di bó sát, càng tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh Dương, anh đến rồi à, đám người tiểu mao đều biết rằng ngày hôm qua, Trần Triệu Dương đã đến câu lạc bộ giải trí quốc tế dạy cho tên Diệp Thiên Phàm đó một bài học nhớ đời. Hơn nữa, anh còn dùng lại thủ đoạn trước đó của hẳn ta Hồ Đại Quân khiến hẳn phải trả một cái giá rất đắt. Điều này thật sự khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hả dạ. Vì vậy, lúc nhìn thấy Trần Triệu Dương đến, tất cả đều nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ và chào hỏi rất nhiệt tình. Ha ha, các anh em đang luyện tập à, mọi người cứ tiếp tục cố gắng nhé, Trần Triệu Dương nói xong liền đi tới chỗ Dương Lệ. Hi, người đẹp, có nhớ tôi không đấy? Trần Triệu Dương cười tít mắt chào hỏi cô. Một ngày cậu không trêu ghẹo ai thì cảm thấy ngứa ngáy trong người sao? Có cần tôi gãi giúp cậu không? Trong mắt Dương Lệ lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó siết chặt nam đấm lại rồi hung hăng nói. Khụ khụ, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Tôi sắp trễ làm rồi nên đi trước đây. Anh cảm thấy hôm nay, tâm trạng của Dương Lệ không tốt lắm, vì thế tốt hơn hết là không nên dây vào. Cảm ơn cậu về chuyện của đại quân nha, Dương Lệ nhìn theo bóng lưng anh đang chán trường rời đi thì khẽ căn môi, nói. Hi hi, tôi cũng không phải là vì cô, Trần Triệu Dương cười khổ, nếu không phải vì mình thì Hồ Đại Quân cũng sẽ không bị đánh như vậy, còn suýt chút nữa đã mất mạng. Chuyện đó, sau khi cậu tan ca thì có muốn cùng tôi đến bệnh viện thăm đại quân không? Dương Lệ hỏi lảng sang câu khác. Ok giờ thì tôi phải đi rồi, nếu không sẽ đến trễ mất. Vốn dĩ Trần Triệu Dương muốn ghẹo cô ấy thêm một lúc nữa, nhưng điện thoại anh lại vang lên thông báo một loạt tin nhắn được gửi trong nhóm WeChat, lúc anh bấm vào xem thì thấy tất cả đều đang réo tên mình, nên đành vội vàng rời đi. Tên khốn, đồ tồi, đến bộ phận quan hệ xã hội rồi mới sợ bị trễ giờ.
Lẽ nào vì tôi không có sức hút sao? Dương Lệ sờ lên mặt mình, giận dỗi nói. Trần Triệu Dương cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, còn đám nữ nhân viên kia thì liên tục gọi anh, làm anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi. Kết quả khi anh đến nơi thì phát hiện toàn bộ người ở bộ phận này như đang ăn tiệc mừng năm mới vậy, nên hết sức kinh ngạc. Có ai trúng số sao? Hay là có ai sắp kết hôn? Trần Triệu Dương bước vào, vẻ mặt tươi cười hỏi. Đại anh hùng đã trở về rồi. Mau, thổi kèn, đốt pháo lên đi. Các cô gái thấy anh bước vào liền bao vây lấy anh, kẻ sờ người véo khiến anh vô cùng choáng ngợp. Được rồi, mọi người không cần làm việc sao? Nhìn thấy Trần Triệu Dương bị bao vây đến sắp thở không nổi thì lúc này, Hứa Mỹ Tình mới tỏ vẻ nghiêm túc hằng giọng nói. Thấy sếp đã tức giận rồi, các cô gái đành lè lưỡi rồi nhanh chóng quay trở lại công việc của mình. Trần Triệu Dương, cậu đi theo tôi, Hứa Mỹ Tình nhìn anh nói, rồi xoay người đi về phía văn phòng của mình. Anh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi theo cô ấy vào văn phòng. Phù, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xem ra bọn họ cũng đói khát quá lâu rồi, Trần Triệu Dương vừa bước vào thì liền ngồi phịch xuống ghế sofa nói với vẻ mặt đau khổ. Đừng có giả vờ, theo tôi thấy thì cậu đang tận hưởng nó. Một cách rất hạnh phúc thì có, Hứa Mỹ Tình lườm Trần Triệu Dương một cái, rồi nũng nịu nói. Thực sự không có mà, trong lòng tôi chỉ có mình chị mà thôi, Trần Triệu Dương nhanh chóng lấy lòng cô ấy. Chuyện là bọn họ nghe nói cậu đã trừng phạt tên làm hại Hồ Đại Quân. Cho nên mới nhiệt tình với cậu như thế, Hứa Mỹ Tình đột nhiên đổi cách nói chuyện, nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương hỏi, không phải cậu thích Tiểu Nhạc rồi chứ? Khụ khụ, anh vừa cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm liền bị sặc khi nghe thấy những lời nói này của Hứa Mỹ Tình. Chị Mỹ Tình, chị đừng nói bậy, tôi và cô ấy rất trong sáng. Tôi làm vậy chỉ vì Hồ Đại Quân là bạn của tôi mà thôi, anh nhanh chóng giải thích. Ha ha, xem bộ dạng cậu kìa. Đã lớn như vậy rồi mà lúc uống nước cũng bị sặc, Hứa Mỹ Tình phì cười khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Trần Triệu Dương, cô ấy lập tức rút giấy ra và lau nước trên ngực của anh. Chị Mỹ Tình, bức ảnh đó, do góc độ nên lúc Hứa Mỹ Tình cúi xuống lau quần áo cho anh, vô tình lại để anh chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh quan hùng vĩ của cô, nó khiến anh không khỏi trợn to hai mắt lên nhìn, còn hận không thể biến mắt mình thành một chiếc máy ảnh. Tên danh con này, nếu cậu thích thì tối đến nhà tôi sẽ cho cậu ngắm thỏa thích. Hơn nữa, không chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể, Hứa Mỹ Tình nhìn thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương thì lập tức đỏ mặt, mà sai quỷ khiến thế nào lại nói ra những lời chọc ghẹo như thế. Trong phút chốc, Trần Triệu Dương bị sự táo bạo của cô ấy làm cho đỏ cả mặt, anh nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt. Người phụ nữ này đúng là yêu tình mà. À thì, chị Mỹ Tình, tôi nhớ rằng tôi còn nhiều việc phải làm nên xin phép đi trước nhé. Anh không thể chịu được sự công kích dữ dội của Hứa Mỹ Tình nên phải lập tức đánh bài chuồn. Ha ha, đúng là tên đàn ông nhát gan, tôi còn tưởng rằng mình đã hết sức hấp dẫn rồi chứ. Nhìn thấy bộ dạng Trần Triệu Dương chưa đánh đã chạy, Hứa Mỹ Tình cười không ngậm được mồm. Sau đêm hôm đó, cô ấy luôn tự hỏi liệu sức quyến rũ của mình có bị mất đi không, nhưng bây giờ có vẻ như vẫn còn hấp dẫn như ngày nào. Sau khi Trần Triệu Dương bước ra khỏi phòng làm việc của Hứa Mỹ Tình, nhìn thấy không có ai chú ý liền vội vàng rời đi, nếu không để đám yêu tinh trong văn phòng nhìn thấy thì sẽ bị trêu ghẹo đến chết mất. Ngày hôm nay thật khiến anh vô cùng mãn nguyện, anh không cần phải mua bữa sáng và bữa trưa, mà các cô trong văn phòng đang tranh nhau mang đồ cho anh ăn, đúng thực sự là một ngày rất tuyệt vời. Sau khi tan ca, Trần Triệu Dương không cùng bọn họ đùa giỡn nữa mà đến chào hỏi Nam Cung Yến, sau đó thì đi thẳng đến bộ phận an ninh để tìm Dương Lệ. Nếu như cậu mà còn chưa đi ra thì tôi sẽ đích thân lên tìm đấy, nhìn thấy Trần Triệu Dương cuối cùng cũng đi ra, Dương Lệ lườm anh một cái rồi ném cho anh một cái mũ bảo. Thiểm nói, tôi là một con ong nhỏ chăm chỉ, đi làm lúc gà chưa kịp gáy và trở về lúc nhà đã lên đèn, Trần Triệu Dương cầm lấy mũ bảo hiểm rồi tự khen mình. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà, Dương Lệ chau mày, bởi vì cô ấy đã ngửi thấy được cả mấy loại nước hoa nhãn hiệu khác nhau trên người của Trần Triệu Dương. Công việc ở bộ phận quan hệ xã hội chắc là rất vất vả nhỉ, tôi thấy cậu gầy hẳn đi, Dương Lệ đột nhiên cảm thấy khá khó chịu, đến bản thân cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Đúng vậy, hai, bộ phận an ninh của chúng ta vẫn là tốt nhất. Lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy được đội trưởng Dương xinh đẹp, còn ở bộ phận quan hệ xã hội nhìn mãi cũng không thể nhìn thấy chị Lệ bé bỏng của tôi đâu cả khiến tôi mong nhớ đến hao gầy. Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt đau khổ. Đừng diễn nữa. Tôi thấy là cậu vui đến quên đường về thì có.
tôi thì làm gì có cửa để so với mấy người đẹp ở bộ phận quan hệ xã hội kia chứ, bọn họ lúc nào cả người chẳng thơm ngào ngạt, trông vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ thế cơ mà. Dù Dương Lệ nói vậy, nhưng trong lòng cô ấy vẫn rất vui khi nghe anh nói những lời như thế. Trần Triệu Dương và Dương Lệ vừa đấu khẩu vừa đi đến bãi đỗ xe. Cha cha, chiếc rất ngầu lòi này là của cô mới mua à? Trần Triệu Dương hai mắt tỏa sáng chạy ngay đến khi thấy Dương Lệ đi về phía chiếc xe mô tô khí thế ngời ngời kia. Không đợi Dương Lệ trả lời thì anh đã ngồi lên xe rồi. Mau, đưa khóa cho tôi, để tôi tận hưởng tốc độ của chiếc xe này một chút nào, Trần Triệu Dương nói một cách gấp gáp. Phải biết là trước kia khi anh đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài thì anh cũng có một con xe như thế này, hơn nữa lại còn do chính tay anh độ xe lại, cái cảm giác được lái chiếc rất này rong ruổi trên thảo nguyên châu Phi thật sự là rất cool. Nhưng tiếc là khi anh về đây thì không mang theo cái gì cả, kể cả những món đồ mà anh thích nhất bao gồm chiếc xe đó. Cậu điên rồi sao, kia mới là xe của tôi, đây không phải, Dương Lệ nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương ngồi trên chiếc xe mô tô với một vẻ ngầu lòi. Nghe được lời này của Dương Lệ, Trần Triệu Dương đang vô cùng cao hứng thì đột nhiên bị cắt ngang, Dương Lệ lập tức đi qua chiếc xe đó rồi đến bên cạnh một chiếc xe máy điện. Khác biệt quá lớn đi chứ, Trần Triệu Dương nhìn thấy thì sốc. Nếu mà không so với chiếc rớt bên cạnh thì cũng không khiến người ta khó chấp nhận đến như thế. Sốt của cậu có lên hay không? Không lên thì tôi đi đây, Dương Lệ trợn trắng mắt rồi quay người leo lên xe dục. Tôi nói này Lệ Lệ, cô dù gì cũng là trưởng phòng bảo vệ, sao lại lái một con xe dịu dàng như thế này chứ, chẳng hợp với hình tượng và khí chất của cô chút nào. Trần Triệu Dương trần trừ leo lên xe rồi trực tiếp vươn tay ôm lấy eo của Dương Lệ. Bỏ cái móng vuốt của cậu xuống. Đừng có sờ mó lung tung, Dương Lệ cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt ở eo mình thì cả khuôn mặt xinh đẹp dưới chiếc mũ bảo hiểm đỏ hết cả, cô hét lên. Không được, tôi sợ nhất là những chiếc xe như thế này, nếu không bám vào đâu thì tôi không có cảm giác an toàn, Trần Triệu Dương không có ý muốn buông lỏng tay mà lại càng siết chặt hơn. Bị Trần Triệu Dương ôm như thế thì Dương Lệ đột nhiên cứng người lại, cô không thể ngờ rằng anh lại quá đáng như thế, tư thế này quá là mập mờ rồi. Bỏ tay ra cho tôi. Nếu không thì cút xuống xe, Dương Lệ tức giận đùng đùng nói. Đi mau đi, với cái tốc độ con xe này của cô thì đợi chúng ta đi đến bệnh viện chắc trời cũng sáng rồi. Trần Triệu Dương không những không để ý đến cô mà còn rất hưởng thụ, anh dán luôn cả mặt mình lên lưng Dương Lệ. Á, cái đồ vô liêm sỉ này, Dương Lệ vô cùng tức giận nhưng không biết nên làm gì. Hai người cưỡi con xe máy điện này đến bệnh viện, sau khi đến rồi Trần Triệu Dương vẫn không nỡ buông tay ra. Mà phải đợi đến lúc Dương Lệ vỗ vào tay một cái mới buông. Sau khi xuống xe, Dương Lệ chạy nhanh vào trong bệnh viện. Vào đến bên trong, Trần Triệu Dương phát hiện tất cả đám bảo vệ đều ở đây, dù đến giờ tan ca rồi nhưng vẫn chưa có ai đi về. Còn có cả Ngô Quế Hoa, Hồ Đại Đồng và Thầy Ôn đang đứng cạnh giường. Thầy Ôn, tình hình của đại quân sao rồi? Trần Triệu Dương không khách khí với Thầy Ôn mà hỏi luôn. Tình huống không quá tệ. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Tôi đoán là chưa đến một tuần là anh ta có thể tỉnh lại rồi, nhưng nếu muốn khôi phục lại được như trước đây thì với vết thương thế này cũng phải mất vài tháng. Nhìn thấy Trần Triệu Dương đến đây thì Thầy Ôn nói với vẻ vui mừng. Nói thật, ông ta thực sự khâm phục y thuật của Trần Triệu Dương, anh không những am hiểu nhiều thuật châm cứu đã thất truyền từ lâu mà còn là một người khiêm tốn, đúng là khiến người ta yêu thích mà. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Vất vả cho ông quá, Trần Triệu Dương tươi cười nói chuyện với Thầy Ôn. Tôi thì có gì mà vất vả cơ chứ, nếu không phải hôm qua cậu ra tay cứu người thì sợ là tên nhóc này đã sớm không qua khỏi rồi, Thầy Ôn cười khổ lắc đầu. Tình huống tối hôm qua, kể cả là ông ta thì cũng không có cách nào cứu chữa được thế nhưng cậu nhóc này lại có thể kéo người ta từ quỷ môn quan quay lại. Nếu tình trạng của bệnh nhân đã tốt rồi thì tôi xin phép đi trước, Thầy Ôn không đợi nữa mà giơ tay lên chào tạm biệt Trần Triệu Dương rồi đi. Cô ơi, cháu đã báo với công ty tình huống của đại quân. Rồi, công ty sẽ chỉ trả toàn bộ viện phí của cậu ấy lần này và phí điều dưỡng sau khi năm viện. Chức vụ của cậu ấy cũng được giữ lại đợi cậu ấy khỏi hẳn thì lại đi làm. Lần này Dương Lệ đến không chỉ vì muốn nói ra suy nghĩ của mình mà còn đến để truyền đạt lại ý của công ty. Tất nhiên, lần này là do đích thân Tổng Giám đốc Nam Cung Yến nói vậy cho nên không có ai dám phản đối cả. Dù gì Hồ Đại Quân cũng không phải là bị thương khi làm việc, nhưng chuyện này đã được Nam Cung Yến trấn áp lại. Chuyện này khiến cho ấn tượng của Dương Lệ đối với Nam Cung Yến khá tốt, vì dù gì Hồ Đại Quân cũng là cấp dưới của cô,
xảy ra chuyện như thế này cô tất nhiên là muốn anh ta nhận được sự đối xử công bằng. Cô gái à, cảm ơn cô nhiều nhé, Ngô Quế Hoa kích động nằm chặt tay Dương Lệ rồi nói. Cô à, cô đừng khách sáo, đây là điều công ty nên làm mà, Dương Lệ nằm chặt tay Ngô Quế Hoa khuyên. Tiểu Dương, cháu cũng đến rồi sao, nhìn thấy Trần Triệu Dương phía sau lưng Dương Lệ, bà ấy lập tức buông tay ra rồi đi đến đứng trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể hiền nói. Nhìn thấy Ngô Quế Hoa như thế, Trần Triệu Dương lại bắt đầu thấy đau đầu. Bác à, cháu đến thăm đại quân rồi nhân tiện giúp cậu ấy châm cứu luôn, Trần Triệu Dương rời đi sự chú ý của bà ấy, nếu không câu tiếp theo sợ là bà ấy lại nói về Hồ Tiểu Nhạc mất. Quả nhiên, sự chú ý của Ngô Quế Hoa lại chuyển về Hồ Đại Quân đang nằm trên giường. Vất vả cho cháu rồi, Ngô Quế Hoa nói. Trần Triệu Dương gật đầu rồi dùng thuật nhìn xuyên thấu của mình quét qua người Hồ Đại Quân một vòng, anh ta thực sự khôi phục khá tốt. Nhưng nếu cứ như vậy thì sợ là đúng như thầy Ôn nói. Ít nhất phải mất vài tháng nữa mới có thể khôi phục lại như thường được. Hơn nữa, sợ rằng kể cả có khôi phục lại thì tay chân sẽ để lại nhiều thương tật khác nhau. Trần Triệu Dương không cho phép tình huống đó xảy ra cho nên anh quyết định, cứ cách một khoảng thời gian lại đến chữa trị cho anh ta một lần, đến khi nào kinh mạch hoàn toàn bình thường lại mới thôi. Trần Triệu Dương nhanh chóng dùng châm bạc châm vào người Hồ Đại Quân, đồng thời ánh sáng vàng trong mắt anh cũng bắt đầu giúp anh ta chữa trị tổn thương kinh mạch. Lần đầu tiên Dương Lệ nhìn thấy một mặt như thế này của Trần Triệu Dương, nhìn thấy một Trần Triệu Dương vừa nghiêm túc vừa chuyên chú như thế khiến cô đột nhiên thấy rung động. Tên khốn này khi nghiêm túc lên lại còn đẹp trai thế cơ đấy. Ui ui, mình đang nghĩ cái gì đấy? Cậu ta chỉ là một tên lưu manh xấu xa, đồ cặn bã vô liêm sỉ. Dương Lệ be đầu đấu tranh nội tâm, chỉ là những điều. Này Trần Triệu Dương hoàn toàn không hề hay biết. Mấy phút sau, mặt Trần Triệu Dương bắt đầu chẳng bệch. Anh biết đây là do mình sử dụng thuật xuyên thấu và ánh sáng vàng quá nhiều. Người anh lảo đảo một cái mà suýt ngã lăn ra đất. Dương Lệ từ nãy đến giờ luôn nhìn chăm chăm vào Trần. Triệu Dương, thấy anh bị lao lực quá sức như thế thì đi nhanh đến đỡ lấy anh. Trần Triệu Dương thực sự là bị lao lực quá độ, những người khác nhìn thấy thì đều vội vàng vây quanh anh. Tôi không sao, mọi người đừng có đứng đợi ở đây nữa, mau về đi. Nhiều người như vậy ở đây cũng không có tác dụng gì, lại còn cản trở bác sĩ làm việc, Trần Triệu Dương nhìn đám bảo vệ đứng xung quanh thì mở miệng quở trách. Ha ha, anh Dương, không phải là do chúng tôi không biết giúp gì hay sao? Đúng thế, nếu như chúng tôi có năng lực như anh Dương thì sớm đã lao lên giúp rồi. Chúng tôi cũng muốn giúp, đám bảo vệ vỗ ngực nói. Cảm ơn các cháu nhiều, nhưng các cháu đi về trước đi, Ngô Quế Hoa khuyên họ. Bác à! Đại quân không còn gì nguy hiểm nữa, cháu xin phép về trước đây, Trần Triệu Dương thực sự hơi sợ ở cạnh Ngô Quế Hoa vì bà ấy quá nhiệt tình. Hơn nữa anh còn có cảm giác hơi kỳ lạ, cứ như thể có người đang đứng trong tối âm thầm quan sát anh. Trần Triệu Dương biết, chắc đây là thủ đoạn của nhà họ Diệp, chỉ là anh chưa cảm nhận thấy sự nguy hiểm cho nên người kia chắc chỉ theo dõi anh trong im lặng mà thôi. Trần Triệu Dương chào tạm biệt Ngô Quế Hoa xong thì dẫn theo Dương Lệ rời khỏi bệnh viện. Sao thế? Dương Lệ dù gì cũng là trưởng phòng bảo vệ, cho nên tính cảnh giác cũng cao hơn người khác. Cô nhìn thấy dáng vẻ của Trần Triệu Dương như thế thì cảm thấy có gì đó không đúng. Ừ, có người đang theo dõi chúng ta, để tôi lái xe cho, Trần Triệu Dương nở một nụ cười kỳ lạ, đám người đó thế mà dám theo dõi anh, dù gì anh cũng là người có kinh nghiệm dày dặn trong việc này rồi. Nhớ lại năm đó, khi anh bị một đám lính đánh thuê nước ngoài truy giết thì chắc chắn còn ly kỳ hơn thế này nhiều. Nhưng họ cũng bị anh cắt đuôi rồi quay lại giết hết mà thôi. Dương Lệ trợn tràng mắt, không phải cậu không biết lái xe sao? Dù ngoài miệng nói thế nhưng cô cũng là một người hiểu chuyện. Cô lập tức đưa khóa cho anh rồi ngồi ra sau. Trần Triệu Dương không cãi lại Dương Lệ mà lập tức lên xe, lái vào trong một con ngõ nhỏ. Quả nhiên, đợi sau khi anh lái xe vào trong con ngõ nhỏ đó rồi thì ngay cả Dương Lệ cũng phát hiện ra được có người theo dõi. Làm sao bây giờ? Họ là ai thế, nếu không tôi báo cảnh sát nhé, Dương Lệ nói một cách hoảng sợ, dù gì ngay cả họ. Là ai cô còn không biết? Không cần, họ không muốn giết người đâu, chỉ là theo dõi chúng ta thôi, Trần Triệu Dương lắc đầu rồi lái xe một cách điêu luyện xuyên qua con ngõ nhỏ. Vốn dĩ Dương Lệ không quá chú ý đến kỹ thuật lái xe của Trần Triệu Dương nhưng rất nhanh sau đó, cô đã bị kỹ thuật lái xe của anh hấp dẫn. Cả quá trình anh đều lái với tốc độ lớn nhất.
mặc dù tốc độ lớn nhất của chiếc xe máy điện này cũng không nhanh nhưng đi trong một con ngõ nhỏ như vậy mà anh chưa một lần phanh xe, cứ thế một đường lao qua con ngõ nhỏ hẹp này. Nhưng mà rõ ràng chất lượng xe của những người theo đuôi họ tốt hơn nhiều, nếu không phải xe hơi thì chắc chắn là xe mô tô rồi. Đều trách tôi, nếu biết sớm thì đã lái con rớt đó đi rồi, Dương Lệ cảm nhận được sự khác nhau rõ rệt của hai chiếc xe thì nói một cách tức giận. Cái gì, chiếc xe rớt đó là của cô thật sao? Nghe được lời lẩm bẩm của Dương Lệ thì Trần Triệu Dương tức muốn điên rồi. Người phụ nữ này, chỉ vì không muốn cho anh lái chiếc xe rớt đó của cô mà lại lái chiếc xe máy điện này. Tôi cũng không biết sẽ xảy ra tình huống như thế này, Dương Lệ đỏ bừng mặt rồi nói một cách xấu hổ. Được rồi, đi thôi, họ thích theo đuôi thì cứ theo, Trần Triệu Dương lắc đầu rồi thoải mái nói. Đám người bám theo anh chắc là người của nhà họ Diệp, xem ra nhà họ vẫn chưa chuẩn bị xong. Nếu không chắc chắn đã sớm ra tay rồi. Vì chỉ với hai tên băn tỉa kia thì không thể nào giết chết anh được. Kỹ thuật lái xe của Trần Triệu Dương thực sự rất tốt, lại thêm thuật nhìn xuyên thấu nên anh có thể biết được đi ngõ nào có thể có lợi cho mình nhất, thế nên chỉ chưa đến vài phút anh đã ke đuôi được chúng rồi. Thật sự phục cậu rồi, nếu mà không biết còn cứ nghĩ cậu là một người lái xe đua đấy. Đợi đến sau khi Trần Triệu Dương cắt đuôi họ rồi, trong mắt Dương Lệ tràn ngập sự thán phục. Ha ha. Tất nhiên rồi, cô cũng không nhìn xem tôi là ai. Tôi là người đàn ông tài giỏi nhất thế gian đấy, Trần Triệu Dương bật cười nhận lấy lời khen của Dương Lệ. Không biết xấu hổ là gì, cậu lại còn tự rát vàng lên mặt mình nữa, Dương Lệ âm thầm hừ một tiếng, nhưng khi nói với Trần Triệu Dương thì cô cũng chỉ nói vậy thôi. Cô thực sự rất tò mò, người đàn ông này nhìn thì rất bớn cợt, lại còn như một tên lưu manh vô lại. Thế nhưng anh ẩn giấu rất nhiều bí mật mà thực sự khiến cô muốn tìm hiểu thật kỹ. Nhìn tôi như thế làm gì, không phải yêu tôi rồi chứ? Tôi là người có gia đình rồi đấy nhé, cô có ý gì với tôi cũng không có tác dụng đâu, Trần Triệu Dương nghiêm túc từ chối. Dương Lệ vội vàng thu lại ánh mắt của mình, rồi im lặng căn chặt răng. Tên khốn nạn này, thật sự tự luyến quá đà. Xuống đi, Dương Lệ tức giận bừng bừng đuổi anh xuống xe rồi lập tức lái xe đi. Ê, cô lái xe đi rồi thì tôi phải làm thế nào? Ê! Nhìn thấy Dương Lệ lái xe thì anh gào với theo. Con gái mà, thực sự không thể nào hiểu được, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể tự gọi xe đi về. Dù gì anh cũng là người có tài sản lên đến cả trăm triệu, chút tiền xe này vẫn có thể chỉ trả được. Về đến biệt thự của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương phát hiện đèn trong phòng cô vẫn còn sáng cho nên dùng thuật xuyên thấu nhìn qua một cái. Thế mà anh lại thấy Nam Cung Yến đang đọc sách. Trần Triệu Dương không làm phiền cô mà lập tức quay lại phòng mình rồi bắt đầu tu luyện. Anh có một cảm giác rất bức bách, chắc chắn gần đây sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, mà nguy hiểm này không cần phải nói cũng biết đến từ nhà họ Diệp. Nam Cung Yến phát hiện anh vào nhà rồi nhưng cô cũng không đi xuống vì nếu xuống thì chắc chắn lại bị tên vô lại đó trêu chọc. Trần Triệu Dương tu luyện cả một đêm, anh phát hiện ra thực lực của mình đã gần như chạm đến được mức độ thiên tiên tiểu thành rồi. Chỉ là do cách anh tu luyện khá đặc biệt cho nên dù có phải đối mặt với thiên tiên đại thành thì anh cũng không sợ. Trần Triệu Dương vốn dĩ còn đang tu luyện nhưng lại bị mùi cháy bên ngoài cắt ngang. Cháy rồi sao, anh cứ tưởng bị cháy nên lao vội ra ngoài nhưng lại phát hiện mùi cháy truyền ra từ trong phòng bếp. Anh không do dự chút nào mà lao thẳng vào đó, mở cửa ra thì thấy bên trong dày đặc khói, không thể nhìn ra thứ gì nữa cả. Lúc này anh mới nhớ ra là mình có còn thuật nhìn xuyên thấu. Anh lập tức dùng nó để nhìn. Sau khi nhìn rõ tình huống bên trong thì anh ngơ luôn. Bởi vì anh thấy Nam Cung Yến đang nấu cơm ở bên trong, điều này khiến anh hoài nghi rằng có phải thuật nhìn xuyên thấu của mình có vấn đề rồi không? Vì theo như những gì mà anh biết, Nam Cung Yến không hề biết nấu ăn, đây chắc là một tin hot rồi. Đúng lúc này, Nam Cung Yến hét lên một tiếng, chiếc xẻng cơm trên tay cũng lập tức rơi xuống đất. Trần Triệu Dương mau chóng chạy tới. Tắt bếp ga đi rồi nắm lấy cánh tay cô. Sao em lại bất cẩn như vậy, có sao không, anh thấy cánh tay cô đỏ lên vì bỏng dầu, trong lòng chợt cảm thấy đau xót. Người phụ nữ này chưa từng nấu ăn bao giờ nhưng hôm nay lại đích thân vào bếp, quả thực là làm người khác khó tin. Em nhìn cánh tay bị bỏng đi, không biết nấu cơm thì đừng nấu, Trần Triệu Dương hơi của trách Nam Cung Yến. Tôi chỉ muốn nấu một bữa sáng thôi, thế mà anh lại mắng tôi. Nam Cung Yến vốn không biết nấu nên tay chân lóng ngóng, bây giờ còn bị anh trách nên lại càng ấm ức hơn. Hả, anh đâu có ý muốn mắng em, chỉ là anh sợ em bị bỏng thôi,
Trần Triệu Dương vừa nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy thì bắt đầu luống cuống. Nam Cung Yến vốn dĩ còn có chút ấm ức, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ quan tâm và lo lắng của Trần Triệu Dương, trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào. Tôi không sao đâu, anh ra phòng ăn đi, Nam Cung Yến rút tay ra khỏi tay của Trần Triệu Dương rồi đẩy anh ra ngoài. Đến khi cô đi ra, anh liền trợn tròn mắt. Đống đen ngòm đang tỏa ra mùi hương khó chịu trước mắt là thứ gì vậy? Còn cả cái bát có màu đỏ này là thứ quái quỷ gì nữa? Nhìn những món ăn trước mắt, trong lòng Trần Triệu Dương liền có cảm giác bất an, e là hôm nay mình toi đời rồi. Nào, hãy thử đồ tôi nấu đi, xem là có hợp với khẩu vị của anh không? Nam Cung Yến chống tay lên cằm, nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt mong đợi. Trần Triệu Dương không ngờ Nam Cung Yến học nấu ăn vì mình, nên trong lòng liền vô cùng cảm động. Chỉ là, sự cảm động này đã hoàn toàn biến mất trong lúc. Anh ăn miếng đầu tiên. Vãi thật, cô ấy tưởng lầm muối là đường rồi sao? Trần Triệu Dương nuốt một cách đau khổ, sau đó nhanh chóng gắp món khác. Trời đất ơi, món này nên dùng giấm, chứ không nên dùng xì dầu đâu. Trần Triệu Dương nhanh chóng nếm thử một lượt ba món này. Tuy mỗi món đều khiến anh ám ảnh, nhưng anh vẫn khích lệ cô, không tồi, em nấu rất ngon đấy. Vậy sao, để tôi thử xem, nghe thấy lời khen ngợi của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến liền vui mừng, lập tức giơ đũa ra. Anh rất đói nên em đừng ăn chanh của anh, Trần Triệu Dương thấy vậy, mau chóng che đồ ăn lại và bắt đầu ăn. Nam Cung Yến phụng phịu, có chút khó chịu, đồ mình vất vả lắm mới nấu được ra, lại không được thưởng thức miếng nào. Anh ăn xong rồi vợ ơi, đồ em nấu ngon tuyệt cú mèo, anh đi rửa bát nhé, Trần Triệu Dương nuốt hết toàn bộ số đồ ăn đó vào trong bụng. Chưa đợi Nam Cung Yến phản ứng lại, anh đã cầm bát đũa chạy tới nhà bếp rồi. Tôi, Nam Cung Yến ngây ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguy hiểm thật, sau khi bước vào nhà bếp, Trần Triệu Dương lau mồ hôi trên trán. Hứ, mình còn chưa được thử mà, Nam Cung Yến ủ rũ nói, có điều lúc này cô đã nhìn thấy một chút nước canh còn sót lại trên bàn ăn. Liền giơ ngón tay thanh mảnh ra, chấm lên nước canh rồi cho vào miệng. Quẹ que, dở quá đi mất. Sau khi cô nếm thử được mùi vị của món mình nấu, suýt nữa nôn hết ra. Hóa ra là đồ mình làm tệ đến mức này, nhưng tại sao anh ấy lại ăn hết sạch nhỉ? Còn không cho phép mình ăn nữa, Nam Cung Yến lẩm bẩm một cách khó hiểu. Sau khi rửa bát xong, Trần Triệu Dương bước ra khỏi nhà bếp, có chút nghỉ hoặc vì không thấy bóng dáng Nam Cung Yến trong phòng khách. Quái thật, cô ấy đúng là vô tình mà, lại tự mình chạy đi đâu rồi không biết, khi Trần Triệu Dương dọn dẹp xong và đi ra. Liền phát hiện xe của Nam Cung Yến trong gara đã biến mất nên bỗng ngây ra. Đành phải đi bộ tới công ty rồi. Sau đó, Trần Triệu Dương liền sửa soạn rồi đi tới công ty. Chỉ là anh vừa đi được 10 phút, lại bị người ta chặn lại. Hả? Trần Triệu Dương có chút khó hiểu, người này bị điên sao? Áo quần thì loè loẹt, người nào không để ý có khi còn tưởng là một con vẹt đấy. Thằng nhãi, mày chính là Trần Triệu Dương nhỉ? Nghe, nói mày có quan hệ rất gần gũi với Nam Cung Yến, bắt đầu từ ngày hôm nay hãy tránh xa cô ấy ra, biết chưa, người đàn ông này liếc xéo Trần Triệu Dương rồi nói. Anh là ai vậy? Trần Triệu Dương dở khóc dở cười, hắn ta nghĩ mình là ai vậy? Tao là, thằng nhãi, tao phải hỏi mày câu này mới đúng. Ông đây là Ngô Hưng Khâm, cậu chủ của nhà họ Ngô. Lát nữa mày phải tới công ty từ chức cho tao, rõ chưa? Ngô Hưng Khâm trợn mắt, phẫn nộ nói. Người anh em, trông bộ dạng phẫn nộ của anh, thật sự là hơi giống Angry Bird đấy, Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng của Ngô Hưng Khâm, liền trêu chọc hẳn ta. Người này quả thực trông rất hài hước. Thằng khốn nạn, mày có tin là tao sẽ khiến mày hết đường làm ăn ở cái đất Nam Hải này không? Ngô Hưng Khâm nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, liền biết rằng mình đang bị kháy nên lập tức vẫy tay, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen liền bước ra. Uầy, vẹt ra ngoài còn re cả chó theo cơ à, đúng là không phải con vẹt tầm thường mà. Trần Triệu Dương nhìn thấy hai tên vệ sĩ này đi ra, liền nói bằng giọng kinh ngạc. Còn thích cứng họng à, lát nữa tao sẽ đánh gãy răng mày, để xem là mày còn dám ngông nghênh nữa hay không. Ngô Hưng Khâm vô cùng tức giận, liền nói với hai tên vệ sĩ, đánh gãy răng nó cho tao. Sắc mặt Trần Triệu Dương có chút bất ngờ, tên này khá hống hách đấy. Nếu anh đã thích đánh gãy răng, vậy thì lát nữa tôi sẽ cho anh được toại nguyện, trong mắt Trần Triệu Dương ánh lên vẻ lạnh lùng rồi nói. Hai tên vệ sĩ đó không bận tâm tới điều này, liền tiến lên phía trước, một người phía sau, bao vây lấy Trần Triệu Dương.
Một tên vệ sĩ trong đó liền vung mạnh năm đấm lên miệng anh. Hiển nhiên là gã ta muốn đánh gãy răng Trần Triệu Dương theo lời của Ngô Hưng Khâm nói rồi. Đồ tép siêu. Nghe thấy câu nói bình thản này của Trần Triệu Dương, hai tên vệ sĩ càng thêm tức giận, sức mạnh của cú đấm lại càng tăng thêm. Bốp. Một âm thanh giòn giã vang lên, tiếp đó, một tên vệ sĩ trong đó liền bị tát bay ra, còn đầu gã ta thì lại đâm thẳng vào miệng của tên vệ sĩ còn lại. Rầm. Lại một âm thanh khác vang lên, hai tên vệ sĩ va vào. Nhau. Bọn chúng không bị thương nhiều lắm, nhưng lại liên tiếp nhổ nước bọt ra phía ngoài. Trong nước bọt còn lẫn thêm một vài chiếc răng màu trắng. Ngô Hưng Khâm ngây ra, hẳn ta đã tốn rất nhiều tiền để thuê hai tên vệ sĩ này, lúc đầu bọn chúng đã đánh bại cả đội vệ sĩ trước đây của hắn ta. Nhưng bây giờ, hai tên vệ sĩ chính của hắn ta lại ngã xuống bởi một cú tát của người khác, quả thực là bẽ mặt quá đi mất. Mày định làm gì vậy? Ngô Hưng Khâm thấy Trần Triệu Dương đang đi tới chỗ mình, liền nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ nói. Có gì đâu, chỉ là định làm việc anh muốn làm mà thôi, trên mặt Trần Triệu Dương nở nụ cười rạng rỡ, nhưng bước chân lại không dừng lại. Mày đừng lại đây, tao là cậu chủ nhà họ Ngô đấy, nếu mày dám làm gì tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận, Ngô Hưng Khâm hét lên, uy hiếp nói. Trần Triệu Dương không bận tâm, trực tiếp đi tới trước mặt Ngô Hưng Khâm, giáng cho hẳn ta một cái tát. Ngô Hưng Khâm liền bị cái tát của Trần Triệu Dương hất văng ra, máu tươi hòa lẫn với răng rơi xuống đất, tất nhiên là anh đã thực hiện lời hứa của mình. Cút, sau này đừng tới làm phiền tôi nữa, tôi ghét nhất là phiền phức đấy, anh lạnh lùng nhìn Ngô Hưng Khâm nói. Hắn ta vốn dĩ còn định uy hiếp Trần Triệu Dương, thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trần Triệu Dương, hẳn ta lại mau chóng ngậm miệng lại, nhìn anh bằng ánh mắt thù hăn. Trần Triệu Dương quay người rời khỏi, bỏ Ngô Hưng Khâm lại đó. Chúng mày cút đi, đến cả một nhân viên quèn cũng không giải quyết nổi, đúng là lũ vô dụng. Ngô Hưng Khâm bò dậy từ dưới đất, đạp mạnh hai phát vào hai tên vệ sĩ đáng thương. Sau khi đi khỏi đó, Trần Triệu Dương đã tới công ty. Nhưng điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là Dương Lệ lại không đi làm, nghe Tiểu Mao nói, hình như là đã xin nghỉ phép rồi. Lẽ nào cô ấy ốm rồi sao, Trần Triệu Dương có chút nghỉ hoặc, suy cho cùng hôm qua lúc anh rời khỏi cô ấy vẫn còn khỏe. Nếu quả thực là không ổn thì lát nữa tan làm anh sẽ đi thăm cô ấy. Nhưng mà anh còn không biết nhà Dương Lệ ở chỗ nào. Nữa. Thôi, đến lúc đó tính sau vậy. Trần Triệu Dương vừa tới bộ phận quan hệ xã hội, còn chưa kịp ngồi xuống thì Hồ Tiểu Nhạc liền gọi anh. Anh Dương, Tổng Giám Đốc tìm anh, mắt Hồ Tiểu Nhạc long lanh nhìn Trần Triệu Dương rồi nói. Hả, cô ấy không nói là tìm tôi vì chuyện gì sao, anh có chút nghi hoặc, buổi sáng lúc đi khỏi còn yên ổn mà, bây giờ lại tìm mình làm gì chứ? Chị ấy không nói. Có điều sắc mặt chị ấy hình như không. Tốt cho lắm, Hồ Tiểu Nhạc lắc lách đầu. Được, tôi sẽ qua đó xem sao, Trần Triệu Dương vừa nghe thấy, liền khẽ chau mày. Anh Dương, anh cẩn thận đấy, đừng tỏ thái độ với chị ấy, Hồ Tiểu Nhạc nói bằng giọng hơi lo lắng. Yên tâm đi, đó là vợ tôi mà, Trần Triệu Dương xoa lên mái tóc mềm mại của Hồ Tiểu Nhạc, cười lớn một tiếng rồi nói. Anh Dương lại chém gió rồi. Tiểu Dương Dương. Nếu cậu không chém gió thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Tiểu Dương Dương của tôi đúng là oai phong mà, bây giờ đã lấy được lòng của Tổng Giám Đốc Nam Cung lạnh lùng của chúng ta rồi, vậy thì bao giờ đến lượt chúng tôi đây? Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, các cô gái của bộ phận quan hệ xã hội liền công kích anh, khiến anh sợ đến mức chạy ngay khỏi đó, chỉ để lại tiếng cười tinh nghịch của bọn họ. Đến văn phòng Tổng Giám Đốc, Ninh Tĩnh đang đợi anh ở cửa. Hello, người đẹp. Hôm nay trông cô xinh hơn hôm qua đấy, Trần Triệu Dương nhìn một lượt thân hình đẹp đẽ của Ninh Tĩnh, nheo mắt nói. Đừng ăn nói linh tinh, Tổng Giám Đốc đang đợi anh trong văn phòng đấy, anh mau vào đi, trong lòng Ninh Tĩnh rất vui vì lời khen ngợi này của Trần Triệu Dương. Suy cho cùng, lúc công ty gặp nguy hiểm nhất Trần Triệu Dương đã ra tay. Dáng vẻ ấy quả thực là rất ngầu, chắc chắn là anh có tiềm năng. Được thôi, Trần Triệu Dương nháy mắt với Ninh Tĩnh rồi quay người bước vào trong văn phòng. Chỉ là vừa vào tới văn phòng, anh phát hiện bên trong không chỉ có Nam Cung Yến mà còn có một chàng trai mặc vest màu đỏ rực, đeo kính, khiến cho khí chất kiêu hãnh ban đầu của anh đã vơi bớt đi một chút. Còn trên bàn thì có một bó hoa hồng lớn. Điều này khiến mắt Trần Triệu Dương lập tức nheo mắt lại. Mẹ kiếp, tên khốn nạn này lại dám cả gan tới theo đuổi vợ mình, đúng là to gan thật. Vợ, đây là ai vậy? Trần Triệu Dương đi tới trước mặt Nam Cung Yến,
ôm lấy eo cô một cách tự nhiên rồi dịu dàng hỏi. Nam Cung Yến không ngờ Trần Triệu Dương lại làm chuyện này trước mặt người khác, có điều cô lại không vùng ra, bởi vì cô gọi anh tới là để làm bia đỡ đạn cho mình. Anh là ai? Trong mắt người đàn ông mặc vest đỏ ánh lên tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi. Khi anh muốn hỏi người khác là ai thì nên tự giới thiệu trước chứ nhỉ, Trần Triệu Dương không thèm nhìn gã ta mà nói. Tôi tên là Ngô Hưng Khôn, tôi không quan tâm anh có quan hệ gì với Tiểu Yến, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh hãy cút khỏi cô ấy cho tôi, vẻ mặt Ngô Hưng Khôn hung ác, chỉ vào Trần Triệu Dương nói. Ngô Hưng Khôn sao, vậy Ngô Hưng Khâm có quan hệ gì với anh, nghe thấy lời tự giới thiệu của Ngô Hưng Khôn, Trần Triệu Dương liền chau mày. Anh biết em họ tôi. Nghe thấy tên này nhắc tới tên của em họ mình, Ngô Hưng Khôn liền ngây ra một lúc, có điều sau đó gã ta lại nói tiếp, cho dù anh quen em họ tôi thì cũng vô ích, yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng anh đâu, chỉ là tôi sẽ chặt đứt bàn tay vừa chạm vào Tiểu Yến mà thôi. Ngô Hưng Khôn, anh đừng dùng cách xưng hô ấy, tôi và anh không thân nhau đến như vậy, Nam Cung Yến nhíu mày, cô vốn dĩ chỉ muốn Ngô Hưng Khôn rời khỏi đây, không ngờ vì vậy mà Trần Triệu Dương lại chọc giận phải nhà họ Ngô. Phải biết là nhà họ Ngô cũng được coi là gia tộc lớn ở Nam Hải, thực lực chỉ thua kém nhà họ Diệp mà thôi. Trần Triệu Dương vừa đắc tội với nhà họ Diệp, bây giờ nếu còn chọc giận cả nhà họ Ngô, vậy thì chắc là anh sẽ không còn trốn dung thân ở đất Nam Hải này mất. Tiểu Yến, em hãy chấp nhận lời tỏ tình của anh đi, anh thật lòng với em mà. Ngô Hưng Khôn không bận tâm tới Trần Triệu Dương nữa, mà cầm bó hoa tươi trên bàn lên, đưa tới trước mặt Nam Cung Yến. Trong mắt gã ta, thằng nhãi toàn thân chưa đáng giá 200 tệ này, hoàn toàn không có tư cách để khiến gã ta bận tâm cả. Mày không hiểu tiếng người sao? Đây là vợ tao, mày còn đòi theo đuổi vợ tao trước mặt bố mày, có phải mày chán sống rồi không? Mí mắt Trần Triệu Dương co giật, sau đó ôm lấy Nam Cung Yến, đưa cô ra phía sau người mình. Cút đi cho tao, không thì tao sẽ cho mày biết. Ngô Hưng Khôn thấy Trần Triệu Dương ôm Nam Cung Yến, liền phẫn nộ. Chỉ là Ngô Hưng Khôn còn chưa nói xong, Trần Triệu Dương đã đá một cú lên bụng gã ta, khiến gã ta phải nuốt lại những lời định nói. Thằng nhãi, mày thích oai với tao đúng không? Tao nói cho mày biết, trên đường đến đây, tao đã đánh gãy răng của em họ mày. Tao ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nếu mày muốn chặt đứt một cánh tay của tao, vậy thì... Nói tới đây, Trần Triệu Dương liền đi tới trước mặt Ngô Hưng Khôn. Cạch! Ngô Hưng Khôn hoàn toàn không ngờ là Trần Triệu Dương lại ra tay với mình. Khi gã ta phản ứng lại thì một bên tay của gã ta đã buông thõng xuống, không còn chút sức lực, tiếp đó cơn đau thấu tim liền dâng trào trong lòng. Mày dám đánh gãy tay tao, mày có tin? Ngô Hưng Khôn nén cơn đau, gào lên. Mày có tin nếu như mày tiếp tục lắm lời nữa thì cánh tay còn lại của mày cũng gãy luôn không? Trần Triệu Dương lướt nhìn Ngô Hưng Khôn, lạnh lùng đáp. Mày cứ đợi đấy, Ngô Hưng Khôn lập tức ngậm miệng lại rồi nhanh chóng rời đi. Trần Triệu Dương, anh manh động quá rồi. Nhà họ Ngô này cũng không dễ chọc tới đâu, Nam Cung Yến chứng kiến Trần Triệu Dương đánh gãy tay của Ngô Hưng Khôn, nhất thời lo lắng nói. Dù anh không đánh gãy tay tên đó, thì nhà họ Ngô cũng sẽ tìm cách đối phó với anh thôi, trên đường tới đây anh đã đắc tội với Ngô Hưng Khâm rồi, giờ lại tiếp tục đắc tội Ngô Hưng Khôn, nên là, đắc tội nhiều rồi thì cần gì sợ nữa. Trần Triệu Dương lắc đầu, lạnh lùng đáp. Hơn nữa tên đó còn dám theo đuổi vợ anh trước mặt anh. Không dạy cho Ngô Hưng Khôn một bài học thì tên đó không nhớ được đâu, Trần Triệu Dương trả lời một cách bá đạo. Ai là vợ của anh chứ, đừng có mà nói bừa, Nam Cung Yến đẩy tay Trần Triệu Dương ra, đỏ mặt đáp. Đương nhiên là em rồi, hai chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà, giờ em là vợ hợp pháp của anh, Trần Triệu Dương thản nhiên đáp. Tôi phải làm việc rồi, anh mau đi ra đi, Nam Cung Yến vừa nghe anh nói vậy liền tức giận, lập tức đuổi Trần Triệu Dương ra ngoài. Đúng là vô tình mà, lợi dụng xong là không thèm nhìn mặt nhau nữa, Trần Triệu Dương bày ra vẻ mặt đau khổ, nói. Còn Ninh Tĩnh đứng bên ngoài tròn xoe mắt, này là thế nào đây? Dường như cô ta đã đánh hơi được tin giật gân nào rồi. Trần Triệu Dương về tới bộ phận quan hệ xã hội, đang chuẩn bị mở máy tính lên để coi phim thì trông thấy trên bàn mình có một bưu phẩm. Hừ, ai gửi cho mình vậy? Trần Triệu Dương có chút thắc mắc, theo thói quen dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn lướt qua. Ngay sau đó anh lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy hộp bưu phẩm và xông ra bên ngoài. Bởi vì, trong hộp bưu phẩm đó có một trái bom, hơn nữa còn là một trái bom hẹn giờ chỉ còn 15 giây sẽ phát nổ. Nhờ vào đôi mắt xuyên thấu anh phát hiện ra, sức công phá của trái bom này rất lớn, nếu như nó phát nổ,
e rằng trong phạm vi mấy chục mét sẽ chẳng còn ai sống sót. Mọi người ở bộ phận quan hệ xã hội thấy vậy đều bị dọa một phen, lập tức đi theo ra ngoài. Tất cả tránh ra, mau lên. Trần Triệu Dương không đi thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ. Đương nhiên, anh không chạy thang bộ theo cách thông thường mà dẫm lên tay vịn cầu thang và trượt xuống, không tới 10 giây sau đã xuống tới tầng trệt. Sắp hết thời gian rồi. Trần Triệu Dương liên tục quan sát trái bom, khi đồng hồ đếm ngược của nó chỉ còn lại 5 giây cuối cùng, sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi. Không còn thời gian để chậm trễ nữa rồi, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu lướt nhìn một lượt, phát hiện ra lúc này vị trí của anh vẫn còn cách cửa chính rất xa, hơn nữa lại rất đông người, nếu như trái bom phát nổ, căn bản không đủ thời gian để sơ tán mọi người. Gần với anh nhất bây giờ có một phòng vệ sinh, nhảy qua cửa sổ sẽ tới phía bên hông công ty, ở đó có một bụi rậm, sẽ an toàn hơn nhiều. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương đưa ra quyết định, cả người trực tiếp xông về phía đó. Chỉ có điều anh không nhìn thấy, đó lại là phòng vệ sinh nữ, anh cũng chẳng còn thời gian để mở cửa nữa mà trực tiếp tông cửa xông vào, kết quả là vừa xông vào bên trong liền nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Trần Triệu Dương liếc nhìn một cái, phát hiện ra bên trong có một cô gái. Này, anh là ai vậy? Cô gái vốn đang định sửa lại lớp make-up, kết quả bị tiếng tông cửa làm hoảng sợ mà hét lên, sau đó lại thấy Trần Triệu Dương xông vào, khiến khuôn mặt cô nhất thời tái mét. Trần Triệu Dương chỉ nhìn thoáng qua, căn bản là cũng chẳng nhìn rõ mặt mũi của cô gái đó, anh nhanh chóng leo lên cửa sổ, đạp vỡ kính và thanh trả hoàn cửa. Lúc này, thời gian đếm ngược chỉ còn lại 3 giây, cả người Trần Triệu Dương như một mũi tên, điên cuồng lao về chỗ không có người. Còn 2 giây cuối cùng, Trần Triệu Dương dồn lực ném hộp. Bưu phẩm trong tay về phía trước, cả người anh lăn sang một bên. Đùng! Một tiếng nổ dữ dội vang lên, ngay sau đó, sóng xung kích của vụ nổ ập về phía anh. Trần Triệu Dương đang nằm trên mặt đất lập tức bị hất văng lên trời, sau đó rơi mạnh xuống đất. Cô gái đang make up vốn định nhìn coi tên biến thái xông vào phòng vệ sinh nữ đi đâu rồi, vừa hay lại chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn thấy vậy, cô cuối cùng cũng hiểu ra vì sao người đó phải xông vào phòng vệ sinh rồi. Men theo lỗ hổng Trần Triệu Dương đạp vỡ khi nấy, cô nhảy ra phía bên ngoài, chạy tới trước mặt Trần Triệu Dương đang ngất lịm vì sóng xung kích của vụ nổ. Cũng đẹp trai đó, vậy tôi sẽ miễn cưỡng cứu anh một mạng vậy. Cô gái nhìn thấy Trần Triệu Dương mặc dù bị vụ nổ hất tung ra ngoài nhưng vẫn đẹp trai vô cùng, cô nhất thời đỏ mặt, lập tức chạy về phía anh. Quả nhiên, khi cô vừa kéo Trần Triệu Dương đi liền có một đám người chạy tới hiện trường. Cô gái nhanh chóng trốn kỹ, cô đoán không sai chút nào. Cô ban đầu vốn không định lo chuyện bao đồng đâu, nhưng cô đột nhiên nghĩ ra, có khi nào anh chàng đẹp trai này đang bị người ta truy sát không, sau đó trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tượng lúc sau. Kết quả cô đã đoán đúng rồi, hy vọng đám người kia không phát hiện ra cô. Lúc này cô lại có chút hối hận, nếu như vì anh chàng đẹp trai này mà đẩy bản thân vào đống rắc rối kia thì không đáng chút nào. Cũng may là đám người đó chỉ nhìn qua một chút rồi rời đi. Hù, cô gái thấy đám người đó rời đi liền khẽ thở hắt một tiếng, sau đó nhìn về phía anh chàng đẹp trai đang nằm trên mặt đất. Khi cô quay qua phía Trần Triệu Dương thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt cười đùa của anh, nhất thời bị dọa một phen. Cảm ơn cô nha người đẹp, Trần Triệu Dương chỉ là có chút choáng váng do vụ nổ, thấy cô gái này không có ý xấu nên anh cũng để mặc cho cô lôi mình đi. Kết quả, không ngờ cô lại cứu anh một mạng, đám người xông tới kia chắc chắn là kẻ đã đặt bom, bọn khốn nạn, không chỉ muốn giết anh mà còn muốn nổ chết những người ở gần anh. Đúng là quá ác độc mà. Cảm ơn cô nhé, nếu không có cô, chắc tôi đã bị đám người xấu đó bắt đi rồi. Trần Triệu Dương phát hiện ánh mắt cô gái này rất trong sáng, giống như dòng nước mùa thu trong veo. Chỉ là, ánh mắt này có chút quen thuộc, nhưng anh không chắc mình đã từng gặp cô trước đây. Không cần khách sáo, tôi chỉ là vô tình trông thấy thôi, tình tiết giống y trong phim vậy, không ngờ có người xấu thật, cô gái không dám nhìn trực diện ánh mắt của Trần Triệu Dương. Tôi nhớ cô rồi, Ngải Viên Viên, nhưng mà giờ tôi còn chút việc, tôi đi trước đây, Trần Triệu Dương nhìn bảng tên của cô, cười nói. Nhìn theo bóng lưng Trần Triệu Dương rời đi, Ngải Viên Viên nhất thời có chút thất vọng, tới khi anh đã đi khỏi cô mới lộ ra vẻ tự trách. Sao lại ngốc vậy chứ, đến anh ấy tên gì cũng không hỏi. Nhưng mà, anh ấy đẹp trai thật đó. Ngải Viên Viên có chút si mê, bật cười. Đương nhiên là Trần Triệu Dương đuổi theo đám người đó rồi, anh muốn biết rốt cuộc kẻ nào muốn ám hại mình, có lẽ nào là người nhà họ Diệp.
Trần Triệu Dương không hấp tấp mà lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Chỉ là, bọn họ không hề quay về mà lại chạy tới một khu nhà cũ kỹ, sau đó không rời đi nữa. Không ngờ cũng cảnh giác đó, nếu như đã không theo đuôi được, thì chỉ còn cách hỏi rồi, Trần Triệu Dương lập tức đi vào phía trong khu nhà. Anh không làm kinh động những người khác mà đi thẳng tới phòng của bọn họ. Anh dùng đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, Trần Triệu Dương hơi chau mày, bọn họ xem ra đã sống ở đây một thời gian rồi, không giống như mới tới, hơn nữa trên người và trên giường của bọn họ đều có súng ống và vũ khí. Bịch bịch bịch, đám người đó mới ra ngoài làm nhiệm vụ xong, quay về liền có người gõ cửa, bọn họ lập tức trở nên cảnh giác, thông qua mắt trống trộm trên cửa nhìn ra bên ngoài. Trần Triệu Dương trốn vào góc chết cửa mắt trống trộm, bọn họ thấy bên ngoài không có ai, càng thêm nghỉ hoặc. Khi bọn họ cầm lấy vũ khí tập trung trước cửa, Trần Triệu Dương tới phía trước và đạp mạnh về phía cửa. Mẹ kiếp, người đang nhìn qua mắt trống trộm chứng kiến cảnh này cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó hẳn liền cảm nhận được đầu mình bị đập mạnh rồi lập tức mất hết cảm giác. Còn đám người sau lưng hắn vì khoảng cách quá gần, đầu bọn họ đập vào nhau, vài tên cũng ngất lịm đi. Còn những tên không ngất đi, lúc này cũng rên lên đau đớn. Trần Triệu Dương xông thẳng vào phòng, ba tên chưa bị đánh ngất vốn định cầm súng lên bàn, nhưng tốc độ của Trần Triệu Dương còn nhanh hơn rất nhiều, ngay khi bọn họ vừa cầm súng lên liền bị anh đá một nhát, súng trong tay bọn họ đều rơi xuống, còn ba tên đó cũng ngất lịm đi. Trần Triệu Dương nhanh chóng thu hết vũ khí của bọn họ lại, rồi tát mạnh vào mặt một tên trong số đó. Tỉnh lại đi, nói coi, bọn mày là ai? Tao không có thủ oán gì với bọn mày, sao lại gửi bom tới chỗ tao? Trần Triệu Dương cợt nhả nhìn tên đó và hỏi. Ha ha, hắn lộ ra ánh mắt cương quyết không khuất phục. Trần Triệu Dương cau mày, có gì đó không ổn. Quả nhiên, hơi thở của hắn yếu dần đi, ngay sau đó liền nôn ra một ngụm máu đen. Chết tiệt, hóa ra là răng độc, Trần Triệu Dương vạch miệng hẳn ra, phát hiện hẳn đã cần nát răng độc để tự tử. Cứng đầu như vậy, chẳng nhẽ bọn họ là đám tử sĩ do nhà họ Diệp bồi dưỡng. Nhưng mà giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn tử sĩ ư? Sau đó, Trần Triệu Dương nhổ hết răng độc trong miệng những tên còn lại rồi mới đánh thức một tên để hỏi cung. Kết quả, anh còn chưa kịp hỏi gì thì tên đó đã cắn lưỡi tự tử. Khốn nạn, Trần Triệu Dương liên tiếp đánh thức vài người, nhưng đều không thành công, mỗi người đều tự tử một cách khác nhau, Trần Triệu Dương đã dùng mọi cách mà cũng không ngăn được, hiện tại chỉ còn sót lại một tên cuối cùng mà thôi. Trần Triệu Dương lập tức dùng kim bạc phong tỏa tất cả những bộ phận có thể động đậy của hẳn, chỉ trừ lại mỗi miệng, hơn nữa miệng hẳn cũng chỉ đủ để nói chuyện mà thôi, còn muốn tự sát là không thể. Người cuối cùng, hy vọng là thành công, Trần Triệu Dương đánh thức tên cuối cùng. Không cần vội vàng tự sát vậy đâu, tao cũng phục bọn mày rồi, sao nhất định phải tự sát chứ? Có chuyện gì nghĩ không thông sao, Trần Triệu Dương nhìn vào ánh mắt tên đối diện, vội vàng lên tiếng. Hắn nghe thấy những lời Trần Triệu Dương nói, ánh mắt khẽ thay đổi, đáp, bọn họ đều chết rồi. Đúng, đều tự sát rồi, chỉ còn lại mình mày thôi. Nhưng mà, nếu giờ mày cũng chết thì manh mối của tao sẽ đứt, nên là, tao cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày nói ra kẻ đứng đằng sau điều khiển bọn mày là ai, tao sẽ thả mày đi, hơn nữa còn cho mày một khoản tiền đủ để mày sống sung sướng tới già. Trần Triệu Dương lên tiếng thăm dò. Ha ha, mày đừng có tốn công vô ích nữa, bọn tao sẽ không nói đâu, sứ mệnh của bọn tao chính là hoàn thành nhiệm vụ, dù cho giờ mày có thả tao đi thì tao cũng không biết phải sống tiếp như thế nào, thế nên, nếu như giờ tao phản bội, thì ý nghĩa cuộc sống của tao cũng mất rồi. Đối với những người như bọn tao, mục đích sống chính là để hoàn thành nhiệm vụ. Mày không hiểu đâu. Nụ cười của hẳn tái nhợt, nói lầm bầm trong miệng, sau đó giọng nói của hẳn từ từ tắt hẳn, và tim cũng không còn đập nữa. Chết tiệt, không ngờ có thể tự thôi miên chính mình để rơi vào trạng thái chết não. Sau khi thấy dấu hiệu sự sống của Ha mất hẳn, Trần Triệu Dương bất lực hoàn toàn, đám người này được đó. Sau đó, Trần Triệu Dương gọi điện cho Hồ Lục Chỉ, dù gì thì đống thi thể này cũng cần người giải quyết, đám người Hồ Lục Chỉ chính là những tay lão làng trong vấn đề này. Hồ Lục Chỉ nhận được điện thoại của Trần Triệu Dương liền tức tốc đem người chạy tới. Khi Hồ Lục Chỉ nhìn thấy đống thi thể nằm đầy trong phòng, ông ta khẽ ớn lạnh, trong lòng càng thêm nể sợ thủ đoạn của Trần Triệu Dương. Sau khi giao đống thi thể cho Hồ Lục Chỉ giải quyết, Trần Triệu Dương buồn bực rời khỏi khu nhà đó, sau chuyện lần này, anh càng thêm cảnh giác hơn đối với nhà họ Diệp. Không ngờ nhà họ Diệp lại có thể bồi dưỡng ra những tử.
sĩ đích thực như vậy, đối với gia tộc thế này, chắc chắn người đứng đầu không phải dạng vừa đâu. Xem ra, ông cụ Diệp không đơn giản chút nào. Giờ đây, Trần Triệu Dương lại có chút mong đợi được gặp. Ông cụ Diệp, anh muốn xem người đứng đầu của nhà họ Diệp rốt cuộc là người như thế nào. Tinh tinh tinh, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Em trai tốt, sao dạo này không tới chỗ chị vậy, có phải quên chị rồi không? Trong điện thoại truyền tới một giọng nói đầy quyến rũ. Khụ khụ, chị Mị, sao có chuyện đó được, chẳng qua tôi không có thời gian thôi. Nghe thấy giọng nói đó, Trần Triệu Dương cảm thấy toàn thân mềm nhũ, đội yêu tinh này, sớm muộn cũng phải làm thịt cô ta. Cậu em, chị thấy không phải cậu không có thời gian, mà căn bản trong lòng cậu không có chị thôi. Tô Hồng Mị ở đầu dây bên kia giọng nói nhẹ như liếu, khẽ đáp. Chị Mị, chị tìm tôi có chuyện gì ư? Trần Triệu Dương không dám để Tô Hồng Mị tiếp tục gợi chuyện nữa, không là nhất định cô ta sẽ kéo anh xuống cống mất. Đúng là đồ vô lương tâm mà, thịt xong liền không thèm quan tâm nữa. Tô Hồng Mị vẫn tiếp tục khiên khích Trần Triệu Dương đôi câu, sau đó mới chịu nói ra mục đích của mình. Còn hai ngày nữa sẽ tới Đại hội Nam Hải, cậu có rảnh không? Tô Hồng Mị lúc này mới nói ra mục đích thật sự của mình. Chắc là có, tới lúc đó chị đưa tôi thời gian và địa điểm là được. Trần Triệu Dương gật đầu, trước đây anh đã từng hứa với Tô Hồng Mị sẽ tham gia Đại hội Nam Hải lần này, nên nhất định không thể nuốt lời. Được, vậy là chị yên tâm rồi, Tô Hồng Mị lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, tuy rằng cô ta cũng mời cao thủ khác tới, nhưng không hiểu vì sao cô ta vẫn cảm thấy không an lòng, cho tới tận lúc Trần Triệu Dương đồng ý. Cậu em, chị chờ cậu đó, cúp máy đây, Tô Hồng Mị vẫn tiếp tục khiêu khích Trần Triệu Dương một câu rồi mới chịu cúp máy. Sau khi cúp máy, Trần Triệu Dương nhằm tịt hai mắt lại. Ban đầu, trước khi đi tìm Diệp Thiên Phàm để tính sổ, anh có hỏi thăm tin tức từ chỗ Triệu Ngũ ra, thế nên chuyện Diệp Thiên Phàm biết trước rằng anh sẽ đến, e là do chính ông ta tiết lộ. Xem ra, Triệu Ngũ ra này chính là tên gió chiều nào xoay chiều ấy, muốn lấy lòng cả hai bên, càng không muốn đắc tội bên nào đây mà. Nếu đã như vậy thì đừng trách anh không khách khí. Chỉ là Trần Triệu Dương không biết tên Triệu Ngũ ra này đã sớm cao chạy xa bay, bí mật chạy đến đảo Hồng Kông rồi. Tại sao tên khốn kiếp này vẫn chưa chết? Nhà họ Diệp, đều là đồ phế vật sao? Đến bây giờ còn chưa giết được tên Trần Triệu Dương kia, trong câu lạc bộ, vẻ mặt Tất Văn Bách vô cùng u ám khi nghe những tin tức mới nhất về Trần Triệu Dương do người của mình cung cấp. Hẳn ta tức giận đến nỗi đập phá tất cả mọi thứ. Cậu chủ không cần phải lo lắng về chuyện này. Tôi nhận được tin tức rằng nhà họ Diệp đã mời Huyết Hồ một tổ chức giết người nổi tiếng quốc tế ra tay. Cậu phải biết rằng Huyết Hồ là tổ chức giết người lớn thứ 10 trên thế giới. Giết một người dễ như trở bàn tay. Tên đàn em báo ngay thông tin vừa nhận được cho Tất Văn Bách biết. Tốt lắm, tao còn tưởng rằng nhà họ Diệp sẽ chấp nhận làm con rùa rụt đầu mà cho qua chuyện này chứ. Nghe thấy tin này, hẳn ta mới cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút. Được rồi, mày đi đi, tiếp tục dò la tin tức cho tao. Sau đó Tất Văn Bách lập tức kéo một người phụ nữ vào lòng mình rồi bắt đầu thân mật trước mặt đàn em. Chỉ là tên đàn em đó đã sớm quen với những loại chuyện này, gã ta liếc mắt nhìn diện mạo và thân hình hoàn mỹ của ả ta một cái rồi liền ra khỏi phòng. Trần Triệu Dương đương nhiên không hề biết chuyện này, cho dù có biết, e rằng anh cũng không thèm để ý tới. Chỉ đứng thứ 10 thôi đã đòi đến giết anh, nên biết rằng ban đầu anh lập nên Huyết Lang thì nó chính là tổ chức đứng đầu thế giới. Hơn nữa gần như bỏ xa vị trí 2. Trần Triệu Dương đi bộ về công ty, lúc này công ty đã sớm loan tin về vụ đánh bom ở tầng dưới, chỉ là bọn họ không hề liên kết sự việc này với việc anh đột ngột rời khỏi công ty. Điều này khiến Trần Triệu Dương rất vui mừng, dù sao nếu thật sự để cho đám yêu tinh trong bộ phận quan hệ xã hội biết, bản thân chắc sẽ bị làm phiền đến chết mất. Anh rất vui, có thể nói là bản thân rất thoải mái khi được làm việc tại bộ phận quan hệ xã hội. Ở đây có rất nhiều người đẹp để trêu ghẹo, lại còn có các bữa trưa, bữa xế với nhiều hương vị khác nhau. Đây quả là thiên đường của nhân gian mà. Tít tít. Khi sắp đến giờ tan ca, Trần Triệu Dương nhận được một tin nhắn, lúc nhìn thấy tin nhắn, anh khá kinh ngạc. Thực ra đó là một tin nhắn do Nam Cung Yến gửi, cô nói rằng có chuyện cần tìm anh nên sẽ đợi anh sau khi hết giờ làm việc. Tan ca rồi sao cậu vẫn chưa về? Có phải đang đợi tôi không? Sau khi tan ca, những người khác đều đã rời đi, Hứa Mỹ Tình nhìn thấy anh vẫn ngồi ở bàn làm việc liền hỏi. Chị Mỹ Tình, sao chị vẫn chưa về? Trần Triệu Dương không khỏi run lên khi nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành và quyến rũ của cô ấy. Tôi về sớm như vậy làm gì chứ?
dù gì ở nhà cũng chẳng có ai đợi mình, Hứa Mỹ Tình có chút buồn bã nhìn Trần Triệu Dương, sau đó nói, hay là đến nhà tôi đi. Tôi sẽ cho cậu xem ảnh riêng tư của tôi một cách thỏa thích. Khụ khụ, Trần Triệu Dương lập tức bị lời nói của cô ấy làm cho sửng sốt, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật tiếc là Nam Cung Yến đã sớm gửi tin nhắn rồi, dù không biết rõ là chuyện gì nhưng anh cũng không dám lỡ hẹn. Không được rồi, tôi còn có chút việc phải làm sau khi tan ca, đợi tối sau khi về nhà rồi, chị gửi ảnh cho tôi xem có được không, anh nhìn Hứa Mỹ Tình với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Hừ, đừng có nằm mơ, nếu tối nay cậu đã có hẹn rồi thì phụ nữ có tuổi như tôi đây không dám làm phiền đến cậu nữa, tạm biệt. Hứa Mỹ Tình lườm Trần Triệu Dương một cái, sau đó uốn éo thân hình gợi cảm rời đi. Yêu tinh, quả là yêu tinh mà, Trần Triệu Dương cứ lẩm bẩm trong miệng, rồi đi về phía văn phòng của Nam Cung Yến. Khi đến văn phòng, anh nhìn thấy cô vẫn còn đang làm việc thì liền bước tới. Vợ ơi, tan ca rồi, chúng ta về nhà thôi, Trần Triệu Dương bước tới, nhìn Nam Cung Yến vẫn đang làm việc rất chăm chỉ thì cười nói. Về nhà gì chứ, buổi tối anh phải đi dự tiệc rượu với tôi. Nam Cung Yến nhíu mày lại, tên khốn kiếp này, xưng hô càng ngày càng không có phép tắc. Không thành vấn đề, nghe vậy, Trần Triệu Dương không khỏi bật cười, anh không ngờ rằng người phụ nữ băng giá này thế mà lại chuẩn bị đưa mình đi dự tiệc, đó chẳng phải là đang ngầm thừa nhận mình sao. Anh cười gì, tôi sợ mình uống rượu không lái xe được nên mới để anh làm tài xế mà thôi, cô đương nhiên biết tên khốn đó đang cười điều gì, liền nói. Đã rõ, Trần Triệu Dương không hề cảm thấy tức giận. Đi thôi, Nam Cung Yến kiểm tra lại công việc thêm một lần nữa, sau đó thì đứng dậy, ném chìa khóa xe cho Trần Triệu Dương rồi đi về phía trước. Khi đến gara dưới tầng hầm, anh vốn nghĩ mình sẽ có cơ hội được gần cô một lần, nhưng không ngờ anh ngồi ở ghế lái, còn cô thì lại ngồi ở phía sau, khiến anh không khỏi thất vọng. Đến trung tâm thương mại Hải Thiên, nói xong, cô nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Sao lại đến trung tâm thương mại, Trần Triệu Dương có chút khó hiểu. Lã nào anh định mặc bộ đồ này đi dự tiệc sao? Đương nhiên phải đi mua cho anh một bộ khác rồi, Nam Cung Yến bất đắc dĩ mở mắt, có chút khó chịu nói. Cảm ơn vợ nhiều, vợ anh thật tốt, trong lòng Trần Triệu Dương dao động, cười híp mắt nói. Cô phớt lờ những lời đường mật của anh, cô biết rằng càng bận tâm đến anh thì anh càng hăng say hơn. 10 phút sau, Trần Triệu Dương lái xe đến trung tâm mua sắm Hải Thiên, đây có thể nói là một trung tâm mua sắm khá cao cấp. Quần áo nam thì ở tầng 2. Nam Cung Yến không do dự mà đưa Trần Triệu Dương đến cửa hàng cao cấp nhất, nhìn thấy những thương hiệu này, Trần Triệu Dương thầm lắc đầu vì quá xa xỉ. Đừng nghĩ rằng anh dẫn đầu tổ chức đứng đầu thế giới thì sẽ có rất nhiều tiền, vì mỗi lần phần thưởng nhiệm vụ đều bị ông già kia lấy mất, cho nên anh cũng chưa từng được hưởng thụ. Nhìn thấy những bộ quần áo này, anh không tránh khỏi kích động muốn mổ xẻ chúng ra xem thử. Lẽ nào chúng được làm bằng vàng ư? Sao mà đắt như vậy chứ? Rẻ nhất cũng đã 50.000 tệ rồi. Quả là ăn cướp mà. Rất hân hạnh được đón tiếp quý cô. Nếu cô cần bất cứ ngạc nhiên khi nhìn thấy sự kết đôi kỳ lạ này. Vừa nhìn đã thấy được rằng hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo rất lớn nhưng lại đi mua sắm cùng nhau. Tuy nhiên, vì chuyên môn tốt nên cô ta không để tâm đến những chuyện này. Ngay cả khi đối mặt với Trần Triệu Dương cũng mỉm cười tiếp đón. Khiến người ta cảm thấy như đang đón gió xuân vậy. Giúp tôi phối hợp quần áo cho anh ấy, Nam Cung Yến không nói nhiều, mà đẩy Trần Triệu Dương ra. Những nhân viên tư vấn đó ngay lập tức làm theo yêu cầu của cô. Khi Trần Triệu Dương bước ra khỏi phòng thử đồ, toàn bộ người tại cửa hàng bỗng nhiên yên lặng hẳn đi. Bộ vest được khoác lên người anh rất vừa vặn lại vô cùng tôn dáng. Hơn nữa, Trần Triệu Dương vốn đã có vóc dáng rất chuẩn. Bộ vest này như thể được may riêng cho anh vậy, nó khiến anh càng tăng thêm phong độ. Những nhân viên bán hàng nhìn thấy vẻ đẹp trai ngút trời của Trần Triệu Dương thì hai mắt sáng lên. Đến lúc này thì bọn họ mới hiểu ra, người đẹp ăn mặc sang trọng quyến rũ kia vì sao lại nhìn chúng thăng cha nghèo kiết xác này. Người đẹp vì lụa, thăng cha này nhìn nghèo mặt dẹp vậy mà vừa trưng diện lên nhìn chẳng khác gì cậu ấm con nhà giàu. Được, lấy bộ này đi, thêm vài bộ nữa. Nhìn thấy vẻ đẹp trai chết người của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến cũng thầm khen trong lòng, người này ăn mặc chỉnh chu lại cũng rất gì và này nọ. Trần Triệu Dương không nói gì đi thử thêm vài bộ nữa. Thử bộ nào cũng làm cho Nam Cung Yến vô cùng hài lòng, sau cùng mua luôn 5 bộ tiêu hơn 1 triệu tệ, mí mắt Trần Triệu Dương không ngừng co giật. Bạn gái anh tốt với anh quá,
Ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn Trần Triệu Dương có chút khinh khỉnh, suy cho cùng bọn họ cũng đang nghĩ anh đẹp trai này là được người đẹp kia bao nuôi, quả thật mất mặt mà. Một người đàn ông lành lặn như này lại đi làm chuyện như vậy. Ban đầu, Trần Triệu Dương cảm thấy có chút là lạ, nhưng sau đó anh liền hiểu ra, cũng đành cười cho qua. Mình thế mà lại thành thằng ăn bám rồi, thôi kệ ăn bám thì ăn bám, dù sao không phải ai muốn cũng được. Xách mấy túi quần áo này, Trần Triệu Dương còn tưởng là xong rồi, không ngờ Nam Cung Yến vẫn tiếp tục muốn đi dạo, lý do là vì vẫn chưa đi đủ. Cuối cùng, dưới ánh mắt giết người của đám đàn ông, Trần Triệu Dương theo chân Nam Cung Yến vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi cửa hàng. Mà trên người anh đã treo đầy đồ, ngoại trừ 5 bộ quần áo của anh, tất cả những thứ còn lại đều là của Nam Cung Yến, cô nhất định chính là một người nghiện shopping. Nếu không phải sắp tới thời gian dự tiệc rượu, hẳn là Nam Cung Yến sẽ đi dạo đến khi trung tâm thương mại đóng cửa mất. Người phụ nữ này đi shopping thật sự là không biết mệt, anh dù sao cũng là thiên tài võ giả, nhưng hai chân anh đã mệt rã rời, điều này làm anh hoài nghi không biết mình có phải người học võ hay không. Đến tiệc rượu đừng có đắc tội lung tung với người khác biết chưa, vừa đến trước nhà hàng, Nam Cung Yến dặn dò Trần Triệu Dương lại lần nữa, cô mặc một chiếc váy dạ tiệc. Gợi cảm nhưng không quá hở hang bước xuống xe. Trần Triệu Dương tự nhiên đưa tay ra tỏ ý để Nam Cung Yến nằm lấy tay mình. Nam Cung Yến thế mà không làm anh mất mặt, đưa tay choàng lấy tay Trần Triệu Dương cùng nhau bước vào tiệc rượu. Tiệc rượu vừa bắt đầu, cũng là lúc Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đến. Vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao tối nay, Nam Cung Yến thật sự quá lộng lẫy, người đàn ông nào nhìn thấy cũng si mê, người phụ nữ nào nhìn thấy cũng tự ti mặc cảm. Anh, tên khốn đó đến thật kìa, làm sao đây, ngay lúc Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến vừa bước vào thì có hai cặp mắt tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương. Yên tâm, hắn còn dám đến tiệc rượu, để xem lát anh chỉnh hắn thế nào. Người đang nói chuyện là hai anh em Ngô Hưng Khâm và Ngô Hưng Khôn, mặc dù chỉ là anh em họ nhưng hai người lại rất thân thiết, Ngô Hưng Khâm vốn chịu thiệt nên tính nhờ anh họ là Ngô Hưng Khôn đến giúp, sau cùng lại biết được anh mình cũng đã bị thương. Sau đó hai người ngồi lại thì mới biết được, người làm bọn họ bị thương là cùng một người, điều này lại khiến quan hệ bọn họ càng khẩn khít hơn, bởi vì cùng một kẻ thù. Anh có kế hoạch gì không? Ngô Hưng Khâm vừa nghe anh mình nói vừa hưng phấn hỏi. Cậu có biết buổi tiệc hôm nay được tổ chức vì ai không? Ngô Hưng Khôn lách đầu không trả lời em gã ta mà lại hỏi. Nghe nói là vì một cậu ấm tới từ Vân Hải, mà nếu như chỉ là cậu ấm nhà bình thường thì sẽ không mời nhà họ Ngô chúng ta đến. Nhưng mà em không biết cậu ấm này thì có gì khác biệt chứ? Ngô Hưng Khâm lắc đầu khinh khỉnh nói. Xuyệt, đừng có nói linh tinh. Cậu ấm này tên là Ngụy Cường, là đồ đệ của nhà họ Ngụy ở Vân Hải. Nhà họ Ngụy này chỉ đứng sau gia tộc lớn nhất thôi. Cũng như nhà họ Diệp ở Nam Hải vậy, thiếu chút nữa đã trở thành thế gia rồi. Ngô Hưng Khôn vội chặn miệng em trai gã ta lại, chỉ lo tai vách mạch rừng. Nhưng dù nhà họ Ngụy có lớn mạnh thì sao, liên quan gì tới việc chúng ta chỉnh tên Trần Triệu Dương kia chứ, Ngô Hưng Khâm khó hiểu hỏi. Ngụy Cường này rất mê gái, chỉ cần để hẳn ta gặp Nam Cung Yến, với cái bản tính đó, e rằng muốn chiếm làm của riêng không chừng, trên mặt Ngô Hưng Khôn mang một nụ cười bí hiểm nói. Không được đâu anh. Nam Cung Yến kia là của hai anh em ta nhìn chúng mà, anh làm thế khác nào mang người đẹp dâng lên miệng kẻ khác sao, Ngô Hưng Khâm hơi khó chịu nói. Cậu đần quá đi mất, với địa vị của chúng ta, muốn phụ nữ kiểu nào mà không có. Chỉ cần để Trần Triệu Dương đắc tội với Ngụy Cường, với cái tính ngông cuồng của Trần Triệu Dương, chắc chắn sẽ bất hòa với Ngụy Cường, thậm chí là đắc tội luôn cả nhà họ Ngụy. Ngô Hưng Khôn có chút câm nín nhìn thằng em họ này, đúng là chỉ số IQ làm cho người khác phải sốt ruột dùm. À em hiểu rồi, Ngô Hưng Khâm tuyệt đối tin lời anh họ hắn ta. Anh ở đây ăn chút gì đi, tôi còn phải đi bàn chuyện làm ăn, sẽ nhanh chóng quay lại. Nam Cung Yến tìm kiếm một hồi trong đại sảnh thì không tìm thấy người cần tìm, trái lại cô lại nhận được một tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, mặc dù có chút khó xử, nhưng Nam Cung Yến vẫn trả lời tin nhắn với đối phương là đồng ý. Cậu Cường, tôi đã giúp cậu hẹn được Nam Cung Yến đến, trong gian phòng trên lầu 2. Một ông chú mập mạp trông có vẻ nịnh hót đang ngồi trên sofa nói với người thanh niên đang sờ mó trên dưới một người phụ nữ. Cơ mà ông có chắc người phụ nữ này đẹp như trong hình không, dáng vẻ người thanh niên bất cần đời, bàn tay mạnh mẽ xoa nẳng ngực của người phụ nữ kia, trong đôi mắt híp kia mang một tia sắc bén. Cậu Cường, người phụ nữ này còn đẹp hơn trong hình nữa là, cô ấy vô cùng nổi tiếng ở đất Nam Hải chúng tôi, mệnh danh là nữ hoàng băng giá.
nhưng chắc chắn đến khi cậu Cường ra tay, băng giá gì thì cũng tan hết. Được rồi, nếu chuyện này ổn thỏa, tôi nhất định giao bản hợp đồng này cho ông, cậu Cường xua tay ra vẻ nói. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu Cường, nghe thế, người đàn ông trung niên kia kích động thiếu chút nữa đã quỳ xuống cảm ơn. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người đàn ông trung niên bèn chạy nhanh ra mở cửa. Tổng giám đốc Nam Cung, cô đến rồi à, mời vào, gã đàn ông trung niên nhìn Nam Cung Yến như nhìn thấy báu vật thế gian với một ánh mắt sơ bẩn. Tiếc ghê, người phụ nữ như này mình lại chả chấm mút được gì, nhưng mà nghĩ tới chuyện dâng hiến người phụ nữ này đổi lại lợi ích cho mình, ông ta mới cảm thấy cân bẵng lại được. Tổng giám đốc Phu, ông xem hợp đồng năm nay, ông định ký như thế nào vậy? Mặc dù Nam Cung Yến không ưa cái ánh mắt của gã đàn ông đang nhìn mình, nhưng cô cũng chỉ có thể cố nhịn, bởi vì ông ta nắm trong tay 40% doanh số công ty cô. Đừng vội chứ, giới thiệu với cô một người, Phu Đại Đâu dẫn Nam Cung Yến đến trước mặt Ngụy Cường. Đẹp quá, lúc này con người Ngụy Cường nhìn sắp lọt tròng, nước miếng cũng sắp chảy ra. Nam Cung Yến không ngờ lại có lúc rơi vào tình huống thế này, nhất thời làm đôi mày thanh tú của cô phải nhíu lại. Nhưng vì doanh số, cô chỉ đành chịu đựng cho qua. Vị này chính là cậu chủ nhà họ Ngụy, gia tộc đứng đầu ở thành phố Vân Hải, cậu Ngụy Cường, Phu Đại Đầu mang vẻ nịnh hót giới thiệu với Nam Cung Yến. Cậu chủ Ngụy Cường, vị này là cô Nam Cung Yến, người đẹp nhất thành phố Nam Hải chúng tôi, hai vị đều là người trẻ tuổi, nên giao thiệp một chút. Sau khi nói xong, Phu Đại Đầu lui về sau mấy bước, nhường chỗ lại cho Nam Cung Yến và Ngụy Cường. Xin chào. Cô Nam Cung, cô đẹp quá, là người đẹp nhất trong những người phụ nữ tôi từng gặp, trong mắt Ngụy. Cường lộ ra vẻ si mê, hẳn ta định vươn tay ra chạm vào Nam Cung Yến. Cậu chủ Ngụy, mong anh tự trọng, Nam Cung Yến lùi về phía sau, gương mặt bỗng chốc lạnh lẽo. Ha ha, nếu cô Nam Cung không thích nghi thức chào hỏi hôn tay phương Tây này, vậy thì đành miễn thôi. Nào, mời ngồi, Ngụy Cường có chút ngớ ra, nhưng sau đó hắn ta lại nhanh chóng mỉm cười. Đưa tay mời Nam Cung Yến ngồi. Vốn là Nam Cung Yến định quay người rời đi, nhưng nghĩ đến công ty cô không thể không ngồi xuống. Thấy Nam Cung Yến ngồi xuống, Ngụy Cường mới cười híp mắt bước qua. Cô Nam Cung, nào, lần đầu gặp mặt, tôi mời cô một ly, trên mặt Ngụy Cường tươi cười, cầm hai ly rượu lên đưa cho Nam Cung Yến một ly. Tôi không biết uống rượu, thôi thì tôi lấy cha thay rượu, kính anh một ly, vẻ mặt Nam Cung Yến miễn cưỡng. Sau đó đó bưng tách trà trên bàn lên uống. Cô Nam Cung không nể mặt tôi à, vậy thì mời cô Nam Cung về cho, vẻ mặt Ngụy Cường khó chịu, đặt mạnh ly rượu lên bàn. Nam Cung Yến vừa nhìn đã thấy không ổn rồi, nhưng cô cũng không thể vì doanh số mà bán mình được. Hơn nữa, Ngụy Cường này rõ ràng không có ý tốt, nếu như mình uống ly rượu đó thật, e rằng muốn đi cũng không đi được nữa. Cậu chủ Ngụy, tôi thật sự không biết uống rượu. Nam Cung Yến đương nhiên cũng không thể bỏ đi mặc kệ được, lúc này, cô miễn cưỡng mỉm cười đáp. Nếu không uống rượu được cũng đành chịu, cô Nam Cung uống trà đi, Ngụy Cường đương nhiên không thể để báu vật này rời đi như thế được, hà ta cười khà khà rót cho Nam Cung Yến một tách trà. Cảm ơn cậu Nguy, đến đây thì Nam Cung Yến cũng thở phào nhẹ nhõm, bưng tách trà lên cùng ly với Ngụy Cường rồi uống. Thấy Nam Cung Yến uống, trên mặt Ngụy Cường nhất thời thoáng qua một ý cười đáng sợ, trong mắt cất giấu dục. Vọng chiếm hữu. Cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Cường, trong lòng Nam Cung Yến nhất thời cảm thấy có chút bất an. Đối mặt với một người băng mặt không bãng lòng như Ngụy Cường, bàn tay cô bỏ vào túi lén bấm vào nút gọi khẩn cấp, nút mà Trần Triệu Dương đã ép cô phải cài đặt số điện thoại của anh vào. Vốn dĩ cô còn chống cự, nhưng giờ thì lại thấy may mà Trần Triệu Dương cài đặt số gọi khẩn cấp là số của anh, không thì hôm nay toang thật rồi. Nhưng cũng mong là Trần Triệu Dương có thể nghe được. Trần Triệu Dương vô cùng buồn chán đi tới đi lui trong buổi tiệc rượu, cũng có không ít quý cô xinh đẹp đến bắt chuyện nhưng anh lại lười nói chuyện với mấy cô ấy. Làm gì mà lâu vậy chứ, đi đâu thế không biết, Trần Triệu Dương có chút sốt ruột, bởi vì Nam Cung Yến đi đã lâu, bàn bạc làm ăn gì mà lâu thế chứ. Reng reng. Ngay lúc này, Trần Triệu Dương cảm thấy điện thoại di động của mình đang reo. Anh lấy ra xem thì nhất thời con người bỗng co rút. Bởi vì anh nhìn thấy. Nam Cung Yến gọi đến cho anh bằng cách quay số khẩn cấp. Trần Triệu Dương cố ý cài cho Nam Cung Yến tiếng chuông điện thoại gọi bình thường khác với tiếng chuông. Khẩn cấp. Không xong, gặp nguy hiểm rồi, lúc này Trần Triệu Dương buông đồ trong tay xuống, vội vàng chạy nhanh về hướng Nam Cung Yến đã đi. Cùng lúc, anh dùng khả năng nhìn thấu điên cuồng tìm kiếm,
chẳng màng tiêu hao thể lực. Khách sạn này thật sự quá lớn, Trần Triệu Dương lên lầu 2 quét mắt một vòng cũng không phát hiện tung tích của Nam Cung Yến đâu. Dừng lại, ở đây là phòng riêng, không được vào, lúc Trần Triệu Dương định lên lầu 3 thì đi ngang một cái cửa, trước cửa đang có hai người đứng gác. Trần Triệu Dương định đẩy cửa đi vào thì lập tức bị hai người kia ngăn lại. Trần Triệu Dương cảm thấy có gì đó không đúng, dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn vào thì thấy được một hành lang dài, cuối hành lang là một căn phòng xa hoa, mà Nam Cung Yến thì đang ở bên trong. Khi Trần Triệu Dương nhìn rõ cục diện bên trong phòng thì hai mắt anh bỗng chốc đỏ bừng. Bọn mày muốn chết à, trên người Trần Triệu Dương ngập tràn sát khí, sau đó trực tiếp xông vào trong. Không được vào trong, hai người kia vội vàng ngăn cản. Cút ngay, trong mắt Trần Triệu Dương chợt lóe hung quang, đột ngột xông thẳng về phía trước, làm cho hai người kia té văng ra đụng vào tường, hôn mê bất tỉnh. Mấy người, trong trà mấy người cũng bỏ thuốc, khốn nạn, Nam Cung Yến cảm nhận được cơ thể cô ngày càng rệu rã, nhất thời tức giận. Cô không ngờ người này sẽ làm ra chuyện đê tiện như vậy, lúc này cô mong mỏi Trần Triệu Dương có thể nghe thấy tín hiệu cầu cứu của cô đến nhường nào. Ha ha, khốn nạn à, người đẹp à, em yên tâm nha, cậu đây sẽ yêu thương em mà, nhất định sẽ làm cho em vô cùng sung sướng, Ngụy Cường nở nụ cười hèn hạ nói. Mấy người nhanh thả tôi ngay, nếu không đợi đến khi chồng tôi đến, thì mấy người chết chắc rồi, Nam Cung Yến không biết làm sao, chỉ còn biết mang Trần Triệu Dương hù dọa. Hở, cô đã kết hôn rồi sao? Chết tiệt, không phải ông nói cô ấy còn độc thân sao? Ngụy Cường nghe Nam Cung Yến nói thế thì nổi giận. Đáng lẽ hắn ta còn tưởng là hàng còn zin, hóa ra đã qua sử dụng. Tôi cũng không rõ, nghe nói cô ấy còn chưa kết hôn, thậm chí cả bạn trai còn chưa có, chắc cô ấy muốn gạt cậu đó, phụ đại đầu nhất thời có chút luống cuống vội vàng phân bua. Hừ, dù cho không phải hàng zin, người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng sướng lắm rồi, Ngụy Cường nhìn Nam Cung Yến hoảng hốt lo sợ nhưng vẫn ra vẻ bất khuất, nhất thời trong lòng trỗi dậy một ham muốn chinh phục. Hôm nay mấy người dám đụng vào tôi, chồng tôi nhất định không để yên cho mấy người. Ngay cả nhà họ Diệp cũng không dám trêu vào anh ấy đấy, lúc này Nam Cung Yến chỉ mong kéo dài được chút thời gian. Nghe Nam Cung Yến nói xong, Vu Đại Đầu và Ngụy Cường nhìn nhau sau đó bật cười ha ha. Ha ha, người đẹp ơi, vì để câu giờ cái gì em cũng dám nói nhỉ. Nhà họ Diệp chính là gia tộc lớn nhất thành phố Nam Hải, mặc dù chưa phải là thế gia nhưng cũng không ai dám dây vào. Cô lại dám nói chồng cô ngay cả nhà họ Diệp cũng không dám trêu vào, cô đang kể chuyện cười à. Mặc dù Ngụy Cường không phải là người ở đây, nhưng vẫn hiểu rõ thể cục ở thành phố Nam Hải. Trái lại, không phải không có ai dám dây vào nhà họ Diệp, ngoại trừ ở thành phố Nam Hải, vẫn còn nhiều thế gia lớn mạnh, càng không ít thế lực tầm thường, nhưng mà những nhân vật có thế lực như thế, có mấy người vì một người phụ nữ bình thường mà ra mặt đâu. Được rồi, cô gái xinh đẹp ơi, tôi đến đây. Ngụy Cường nói đến đây thì hai mắt phát sáng hết cả lên rồi lập tức nhào về phía Nam Cung Yến. Nam Cung Yến giờ phút này vô cùng tuyệt vọng, cô không ngờ mình chỉ tham gia một tiệc rượu mà lại gặp phải chuyện như thế này. Nếu sớm biết thế này thì không bằng cho tên xấu xa kia lợi dụng một chút. Ít nhất bây giờ cô cũng không thấy chán ghét anh nữa. Dầm! Đúng lúc Nam Cung Yến đang suy nghĩ linh tinh thì có một tiếng động lớn vang lên. Cùng với đó là một tiếng hét vô cùng thảm thiết truyền đến tai cô. Nam Cung Yến ngạc nhiên đến mức mở to cả hai mắt lên, rồi trong tầm mắt cô hiện ra một hình bóng quen thuộc. Nhìn thấy Trần Triệu Dương bước vào như một vị thần thì Nam Cung Yến lập tức cảm thấy bình tĩnh lại. Cô biết, chỉ cần người đàn ông này đến thì mình chắc chắn sẽ không có chuyện gì.